Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 676, tuyệt vọng với cái thế giới chỗ nào cũng nói đến nhân tình này. Diệt Phượng công tử đã gọi cho Dược Sư và Giang Tử Yên, cho nên hắn nhất định phải trốn thôi. Cuồng Đao Tam Lãng nói thầm trong lòng, nếu không đợi đến lúc Dược Sư và Giang Tử Yên đến thì hắn tèo luôn rồi. Vì thế Cuồng Đao Tam Lãng cắn răng ném bảo đao của mình ra, chuẩn bị tự ngự đao phi hành để tháo chạy, không trông mong gì vào phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn Giả nữa, tuy rằng hắn còn vài cách khác có thể chọc giận Bạch Tôn Giả 100%. Nhưng mấy cách đó quá mức cực đoan, một khi không cẩn thận thì nói không chừng sẽ bị Bạch Tôn Giả hủy thi diệt tích. Phải trả giá quá lớn, dùng chỉ có lỗ to. Hắn chỉ thích tìm đường chết thôi chứ không muốn chết thật đâu. Cái hắn muốn là làm mà không chết ấy. Thời gian vô cùng quý giá, đến đạo bào trên người mà Cuồng Đao Tam Lãng cũng không kịp cởi, hắn kết một pháp ấn, bảo đao từ từ dừng trên không trung, Tam Lãng lập tức nhảy lên trên bảo đao. Phi kiếm, phi đao hoặc các loại pháp bảo phi hành của tu sĩ đều có sẵn trận pháp tàng hình khiến người bình thường không thể nhìn thấy được, một khi bắt đầu ngự đao, ngự kiếm phi hành thì sẽ lập tức tiến vào trạng thái tàng hình. Sau khi nhảy lên thân đao, Cuồng Đao Tam Lãng chắp tay hành lễ một cách rất tiêu sái với các tu sĩ có mặt tại đó. Chư vị đạo hữu, lãng mỗ còn bận chút việc, xin đi trước một bước. Gặp lại mọi người sau nhé. Đa lễ thì không ai trách móc gì được, hơn nữa trước khi chạy trốn mà cáo biệt với các vị đạo hữu cũng là ngầm xin các vị đạo hữu nể mặt, đến lúc đó không giúp Dược Sư đuổi theo hắn. Sau khi cáo biệt xong thì Cuồng Đao Tam Lãng đạp chân một cái. 33 thức cuồng phong độn pháp, cuồng tiêu độn. Trên thân đao của Cuồng Đao Tam Lãng có trận gió lốc màu xanh nổi lên, trận gió lốc màu xanh này tụ lại không tan, giống như xe thể thao đang dẫm chân ga, phát ra tiếng vang, ầm ầm ầm. Nó đang tích lũy năng lượng, chỉ đợi một pháp ấn của Tam Lãng thì bảo đao có thể đưa hắn thoát khỏi chỗ này với tốc độ gió lốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tam Lãng đạo hữu, xin dừng bước. Đúng lúc này, Diệt Phượng công tử lên tiếng gọi giật lại. Lại là Diệt Phượng công tử à? Trong lòng Cuồng Đao Tam Lãng có cảm giác bất an, tên tiểu tử này lén báo với Dược Sư và Giang Tử Yên rồi mà bây giờ còn gọi hắn lại à? Hắn ta thực sự cho rằng Tam Lãng hắn bị ngu à? Lúc này sao mà dừng chân được hả? Tam Lãng đạp một cước trên thân đao, cưỡi trên bảo đao chạy trốn, thân thể lướt qua bầu trời. Tốc độ cực nhanh, vừa mới cất cánh đã đột phá vận tốc âm thanh rồi. Nhưng mà đúng vào lúc Cuồng Đao Tam Lãng phi lên trời thì cơ thể của hắn đột nhiên khựng lại. Dường như hắn bị vật gì đó kéo lại thì phải. Sau đó, cảm giác đau đớn truyền tới từ sau lưng của hắn. A, gãy lưng mất thôi. Cuồng Đao Tam Lãng đau đến mức cắn chặt răng, hắn cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra không biết từ lúc nào trên lưng của mình xuất hiện một sợi dây thừng. Bây giờ vì tốc độ khi ngự đao phi hành của hắn cực nhanh, nên sợi dây thừng này lập tức thắt chặt lại, thiết chặt eo của hắn đến nỗi không thể thở được. Ở bên dưới, Diệt Phượng công tử nhún vai. Ta đã bảo Tam Lãng đạo hữu dừng bước rồi mà. Lúc nào hả, Diệt Phượng người buộc dây thừng lên người ta lúc nào thế hả? Tại sao ta không hề phát giác thế? Cuồng Đao Tam Lãng lơ lửng trên không trung, đao khí trên người bạo phát, định chém đứt sợi dây thừng. Diệt Phượng công tử giơ tay lên đẩy gọng kính, mắt kính phản xạ ánh sáng thông minh. Ha ha. Đơn giản lắm, bởi vì không phải là ta đã buộc dây thừng vào người ngươi. Thế thì là ai? Lúc đao khí của Cuồng Đao Tam Lãng chém vào sợi dây thừng thì chỉ có thể chém đứt vỏ ngoài của dây thừng, căn bản không thể cắt đứt sợi dây được, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Là ta. Một người đàn ông rất có phong thái ẩn sĩ hờ hững đáp lại. Quả nhiên tiểu ẩn ẩn nơi thôn dã, trung ẩn ẩn nơi phố chợ, đại ẩn ẩn trong triều đình, người đàn ông trước mặt này thực sự là một ẩn sĩ. Hắn ta thuộc vào loại bất luận ở ẩn nơi đâu thì đều không dễ bị người ta phát hiện ra. Hóa ra là hắn, chẳng trách, pháp bảo và bản thân của hắn đều có, phong thái ẩn sĩ, vì thế cho nên Tam Lãng bị dây thừng trói lại mà không hề có cảm giác nào. Túy Nhật cư sĩ, tại sao ngươi lại giúp Diệt Phượng bắt ta thế hả? Cuồng Đao Tam Lãng quát to, gần đây hắn hề không đắc tội với Túy Nhật cư sĩ mà. Ha ha ha, nam tử ẩn sĩ ôn hòa mỉm nụ cười. Tam Lãng đạo hữu, ngươi gọi nhầm tên của ta rồi. Lúc này đừng có chơi cái trò sửa lưng này được không? Tên của ngươi có quỷ mới nhớ nổi. Mặc kệ ngươi là Tỉnh Mục, Túy Nhật hay là Túy Tử cư sĩ, tóm lại mau thả ta ra đi. Dạo gần đây chúng ta không thù không oán, đừng có làm tổn thương nhau mà.
Cuồng Đao Tam Lãng nói với vẻ sốt ruột. Thời gian chính là sinh mạng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Dược Sư và Giang Tử Yên sẽ đến mất. Xin lỗi nhé, Tam Lãng đạo hữu, trước đây ta đã từng nợ Diệt Phượng đạo hữu một nhân tình, bây giờ, hắn nhờ ta đến bắt Tam Lãng đạo hữu, ta ngẫm nghĩ một lúc thì thấy chuyện tiện tay trả lại nhân tình cho hắn luôn cũng hay. Nam tử mang ẩn sĩ ký nói, giơ ba ngón tay lên. Nhưng mà ta có thể cho Tam Lãng đạo hữu ba cơ hội. Đoán ba lần giống như lần trước, nếu đoán ba lần mà đoán đúng tên của ta thì ta liền thả ngươi ra. Cuồng Đao Tam Lãng khóc ròng. Đáng ghét, lại là ngươi, Diệt Phượng. Gần đây ta không đắc tội với ngươi mà. Diệt Phượng đẩy gọng kính. Ừ, ngươi không đắc tội với ta. Nếu thế thì sao lại tổn thương nhau thế này? Có gì hại nhau thế? Con thuyền tình bạn rất đáng quý, đừng để thuyền lật chứ. Cuồng Đao Tam Lãng lại nói. Diệt Phượng công tử nhún vai. Nhưng trước đây ta nợ Dược Sư một nhân tình, nay Dược Sư huynh nhờ ta giữ ngươi lại, vì thế ta tiện tay trả nhân tình cho Dược Sư huynh luôn. Cuồng Đao Tam Lãng. Gạch nối. Nhân tình, lại là nhân tình. Cái xã hội chỗ nào cũng là nhân tình này khiến cho Tam Lãng tuyệt vọng. Túy Vương cư sĩ, là Túy Vương đúng không? Cuồng Đao Tam Lãng chỉ đành đặt hy vọng lên trò đoán đạo hiệu đáng ghét này, lần này trở về nhất định phải tra đạo hiệu của Túy Ích cư sĩ rồi đọc 10 lần mỗi ngày mới được. Sai rồi, đoán tiếp đi. Nam tử ẩn sĩ mỉm cười. Túy Hoàng, lần này đúng rồi chứ? Hoàng đế say. Cuồng Đao Tam Lãng nói với vẻ sốt sắng, còn thầm nịnh bợ nữa. Ừ, cái đạo hiệu này hay đấy, nhưng thật đáng tiếc, vẫn không đúng. Ẩn sĩ tiếp tục mỉm cười. Cuồng Đao Tam Lãng cắn răng nói. Túy Tiên, lần này chắc chắn là đúng rồi chứ. Tiên say, Túy Tiên cư sĩ. Từ vương đến hoàng rồi lại đến tiên, nếu như còn không đúng nữa thì Cuồng Đao Tam Lãng chỉ còn nước tèo sớm thôi. Thời gian cấp bách, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành đoán mò thôi. Túy Tiên ư, một đạo hiệu rất có chất thơ, không hổ là Tam Lãng đạo hữu. Nam tử ẩn sĩ tay cầm dây thừng, sắc mặt của hắn đột nhiên nghiêm lại, ghìm thật mạnh. Nhưng thật đáng tiếc, bản cư sĩ không phải là Túy Tiên. Dây thừng lại ghìm xuống, eo thon nhỏ của Tam Lãng lập tức biến thành eo hồ lô. Đừng có ghìm nữa, cư sĩ người đừng ghìm nữa, sắp chết đến nơi rồi, toi mạng rồi. Cuồng Đao Tam Lãng cảm thấy eo của mình sắp nứt ra rồi, đau quá đi mất. Hơn nữa hắn cảm thấy mắt nổ đom đóm. Đúng vào lúc này, trong não hải của hắn có ánh sáng lóe lên. Ta nghĩ ra rồi, cư sĩ, tên của ngươi là Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu cư sĩ. Ngu quá, đấy là nick chat của bản cư sĩ. Cư sĩ nói bằng giọng phẫn nộ, đậu xanh, Túy Nguyệt nhé. Ta là Túy Nguyệt cư sĩ đấy nhé. Rõ ràng đã nghĩ đến Túy Nhật rồi, tại sao không đoán một lượt cả Nhật, Tinh, Nguyệt luôn đi. Có ba cơ hội, đoán hết Túy Nhật, Túy Tinh, Túy Nguyệt một lượt không phải là đúng rồi à? Thế này mà cũng không đoán đúng, thôi thì chịu chết đi Tam Lãng. Túy Nguyệt cư sĩ lại thắt chặt dây thừng lần nữa. A a a a, eo hồ lô của Tam Lãng lần này bị thắt thành eo con ong, gợi cảm đến đáng sợ. Cư sĩ, đừng thắt chặt nữa mà, còn thắt chặt nữa là mất mạng đấy. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Chết sớm chết muộn cũng là chết. Chết trong tay Dược Sư đạo hữu và Giang Tử Yên đạo hữu còn không bằng chết trong tay ta. Túy Nguyệt cư sĩ cười lạnh, nói. Cuối cùng, đến cả kêu thảm Cuồng Đao Tam Lãng cũng không kêu được nữa. Hắn cảm thấy trước mặt hắn xuất hiện ảo giác về cuộc đời phóng khoáng này của hắn. Là hồi tưởng trước khi chết sao? Ôi, cuộc đời của ta không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Tống Thư Hàng nhìn lên Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối bị thắt chặt eo mà sắc mặt trắng bệch trên không trung. Sau khi suy nghĩ, hắn chắp hai tay lại, bắt đầu niệm Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Ở bên cạnh hắn, Hòa Thượng Tây cũng học theo hắn, khoác áo cà sa màu ngọc bích lên, bắt đầu niệm Địa Tạng Độ Hồn Kinh. Tiếp sau đó, Thông Huyền Đại Sư cũng chắp hai tay lại, tuy rằng không đọc ra tiếng nhưng cũng đang niệm kinh văn. Sau đó, biên kịch hàng đầu cả nước là Thôn Vân Tăng cũng gia nhập vào đội ngũ niệm kinh. Trên người bốn người đều có ánh sáng công đức. Trong nhất thời, cả không gian vang vọng phạm âm, ánh sáng công đức màu vàng chiếu khắp muôn nơi. Cũng không biết qua bao lâu, Cuồng Đao Tam Lãng đã tỉnh lại, cơn đau khi eo suýt chút nữa bị thắt gãy nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn sống. Ha 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 ha, ta vẫn chưa chết. Cuồng Đao Tam Lãng bật cười, chỉ cần chưa chết thì chính là thắng lợi. Tam Lãng đạo hữu, xin ngươi cười với độ cong nhỏ chút,
độ cong lớn quá trói không đẹp. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Giang Tử Yên truyền tới. Cơ thể của Cuồng Đao Tam Lãng cứng đờ, hắn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện Giang Tử Yên cô nương đang ngồi xổm dưới chân hắn, dùng dây thừng do Túy Ích cư sĩ cung cấp buộc thật chặt hai chân của hắn. Sau đó, dược sư cũng buộc thật chặt hai tay của hắn ra sau đầu. Cứ như thế, Cuồng Đao Tam Lãng bị buộc thành hình số một. Dược sư nói, thế này là được rồi nhỉ? Giang Tử Yên trả lời. Được rồi, ăn mặc cho hắn tươi tươi một chút là có thể treo trên không trung rồi. Được rồi, đúng lúc dược hiệu sắp phát tác rồi. Thuốc này ta chưa thử dùng trên người tu sĩ bao giờ cả, không biết hiệu quả thế nào, mong chờ quá đi mất. Dược sư cười với Cuồng Đao Tam Lãng, lúc này dược sư thật sự là một người đàn ông ấm áp, cười đến vô cùng ấm áp luôn. Nhưng Tam Lãng lại có cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn chân tới tận đầu. Dược sư lại cho hắn uống thuốc gì thế? Treo lên á, tươi tươi á, thuốc mới á. Đôi nam nữ dở hơi dược sư và Giang Tử Yên này rốt cuộc định làm gì đây? Múi lai sinh ở thế giới cửu U. Tổng cộng 6 vị động chủ tề tựu lại, mỗi vị động chủ trong 77 động của núi lai sinh này đều có thực lực chân quân lục phẩm. Long động chủ vẫn chưa xuất hiện à? Chắc không phải hắn đã đến Hoa Hạ rồi đấy chứ? Không đâu, nếu như hắn đã ở Hoa Hạ rồi thì ít nhất cũng phải thông báo cho chúng ta một tiếng chứ. Kệ đi, cứ mặc kệ hắn. Cho dù hắn là người khởi xướng kế hoạch lần này nhưng nếu đến giờ rồi mà còn không xuất hiện thì chúng ta cứ tự hành động theo kế hoạch thôi. Đồng ý. Đồng ý. Chương 677, nhất định phải bắt được Long Ma. Có thể tập trung được vị trí của Liễu Thụ Yêu không? Không thành vấn đề, ta vẫn luôn phụ trách tập trung vị trí của cô ta. Lúc trước, Liễu Thụ Yêu di chuyển một đoạn, nhưng bây giờ thì dừng lại ở một chỗ trong Hoa Hạ. Có thể xác định được mục tiêu lần này chính là ở đó. Ta đề nghị thế này, để chắc chắn chúng ta có thể phái một tên tiên phong đến đó dò thám thử, chúng ta thì ở đằng sau dàn trận. Được đấy, đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Được, cứ quyết định thế nhé. Cửu U che chở cho chúng ta, chúc chúng ta hành động thuận lợi. Cửu U che chở. Cửu U che chở. 6 vị động chủ của núi Lai Sinh vui vẻ quyết định kế hoạch hành động. 6 vị động chủ chân quân dẫn theo những thuộc hạ xuất sắc của mình, đây là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Ở trường quay, cảnh nền của màn 2 đã bố trí xong, chuẩn bị quay. Cảnh này quay ở xung quanh sơn trang nghỉ dưỡng của Bạch Tôn Giả, ở đó có một con đường núi nhỏ, thích hợp làm nơi diễn viên chính, Lăng Dạ chạy tới chỗ đại sư tỷ bái đường nhưng lại bị mãnh thú tập kích. Bạch Tôn Giả, cả nhà Tuyết Lang động chủ đã tới nơi dựng bối cảnh trước để làm quen với địa hình. Sau đó thảo luận cảnh đánh nhau nên diễn thế nào. Bạch Tôn Giả càng ngày càng có tâm đắc với việc quay phim. Mấy người thôn Vân Tăng, Ngư Kiều Kiều và Cao Mỗ Mỗ cũng chạy đến phim trường. Nhưng Tống Thư Hàng, Bắc Hà Tán Nhân, Túy Ích Cư Sĩ và mấy vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 thì lại không đến trường quay ngay. Bọn họ đứng bu đen bu đỏ bên ngoài chỗ quay cảnh 3 màn 2 Dược Sư và Giang Tử Yên kết hôn, chuẩn bị xem trò hay. Ra rồi, ra rồi. Mắt của Lệ Chi tiên tử là tinh nhất, cô cười nói. Sau đó, Dược Sư và Giang Tử Yên kéo Cuồng Đao Tam Lãng đang bị trói ra. Lúc này, trên đạo bào của Tam Lãng đã bị phủ lên rất nhiều trang sức màu đỏ khá bắt mắt. Diệt Phượng công tử đẩy mắt kính rồi hỏi. Dược Sư, trò hay mà ngươi nói rốt cuộc là gì thế? Cuồng Đao Tam Lãng nhìn có vẻ chẳng thay đổi gì hết mà. Đừng nóng vội, thuốc mới vừa phát huy công hiệu thôi, thay đổi ngay bây giờ đấy mà. Dược sư mỉm cười, sau đó nhìn sang Túy Ích cư sĩ, nói. Cư sĩ, ngươi còn loại dây thừng đặc biệt kia nữa không? Thực ra thì không nhớ được tên đầy đủ của cư sĩ thì gọi tắt là cư sĩ cũng được rồi. Tam Lãng đạo hữu chính là quá tự tin nên thích tìm đường chết mà. Còn nhiều lắm, dược sư huynh muốn giải bao nhiêu? Túy Ích cư sĩ hỏi. Giang Tử Yên đáp. Hơn 20-30 mét là được rồi. Túy Ích cư sĩ lục trong ngực. Lấy một sợi dây thừng dài hơn 30 mét ra, có trời mới biết hắn mang theo nhiều dây thừng ở bên người như thế để làm gì. Cảm ơn cư sĩ. Dược sư cười mỉm, cầm lấy dây thừng. Đừng khách sáo. Túy Ích cư sĩ dứt lời, đột nhiên hắn hỏi với vẻ mong đợi. Dược sư huynh, ngươi có thể nhớ được tên của ta không? Lúc trước, đối mặt với việc Cuồng Đao Tam Lãng đoán sai tên của mình nhiều lần, cư sĩ vẫn có vẻ hờ hững không để ý. Nhưng hình như trong lòng hắn vẫn có chút tổn thương thì phải.
Ha ha, yên tâm đi cư sĩ, Bắc Hà đạo hữu đã viết đạo hiệu của ngươi vào giấy rồi dán ở máy tính rồi đấy. Chúng ta hỏi Bắc Hà đạo hữu là được. Dược sư nhanh chóng đá vấn đề khó nhằn này cho Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà tán nhân mỉm cười, nói một cách tự tin. Túy Nhạc cư sĩ, yên tâm đi, dù không có giấy nhớ ta cũng có thể nhớ được tên của ngươi. Túy Nguyệt cư sĩ đơ luôn, sau đó hắn nắm lấy tay của Bắc Hà tán nhân với vẻ cảm động. Lão Bắc Hà, vẫn là ngươi đáng tin nhất. Đừng khách sáo, Túy Nhạc. Bắc Hà tán nhân mỉm cười, nhưng ở đáy mắt có chút xấu hổ. Từ lần trước, Bắc Hà tán nhân dán giấy nhớ ở cạnh laptop mà vẫn nhớ sai tên của cư sĩ thì hắn đã linh động nghĩ ra một biện pháp hay. Không nhớ được tên thật của Túy Ích cư sĩ thì nhanh chóng nhớ lấy một cái tên sai thôi. Chỉ cần âm đọc giống nhau một chút, đọc ra không phải là như nhau sao? Bắc Hà tán nhân like cho sự thông minh của mình. Cuối cùng hắn chọn lấy cái tên, Túy Nhạc cư sĩ, đọc gần giống với đạo hiệu của Túy Ích cư sĩ, cái đạo hiệu sai rành rành này Bắc Hà tán nhân nhớ ngay lập tức. Nhưng mà, tên thật của cư sĩ rốt cuộc gồm những chữ nào thì Bắc Hà tán nhân vẫn không nhớ được. Là Túy Việt, Túy Ước, Tối Viết, Tối Dược, hay là Trủy Duyệt đây? Những chữ đồng âm với chữ Túy và Nhạc nhiều lắm. Nhưng không sao, trước khi Túy Ích cư sĩ tấn thăng lên huyền thánh bát phẩm thì hắn chỉ cần nhớ cái đạo hiệu Túy Nhạc cư sĩ là được. Dù sao thì đọc ra cũng na ná như nhau mà. Túy Nguyệt cư sĩ, không biết sự thật nên đang vô cùng cảm động. Đúng vào lúc này, Diệt Phượng công tử đột nhiên nói nhỏ với đạo hữu bên cạnh. Thế mà Bắc Hà tán nhân lại có thể nhớ được tên của cư sĩ á. Mọi người nói xem, chắc không phải mấy hôm nay ngày nào Bắc Hà cũng đọc đạo hiệu của cư sĩ mấy trăm lần đấy chứ. Nên rốt cuộc mới nhớ được tên của cư sĩ chăng? Cuồng Đao Tam Lãng. Hu hu hu. Đáng ghét, đây vốn là việc Lang Mỗ muốn làm mà, bị cái tên Bắc Hà kia giành trước mất rồi. Lạc Trần Chân Quân xoa cằm. Sao ta cứ cảm thấy cảnh tượng mà Diệt Phượng công tử nói cứ sai sai thế nhỉ? Sau khi Lệ Chi tiên tử nghe thấy thì hai mắt sáng lên, tưởng tượng một phen rồi nói. Bắc Hà vẫn luôn thâm tình đọc tên cư sĩ à? Cảnh tượng này đúng là cảm động khỏi chê. Đông Phương Lục. Hơn nữa mỗi ngày Bắc Hà còn đọc mấy trăm lần nữa. Giang Tử Yên. Còn nữa, có thể Bắc Hà đạo hữu đã dùng các loại ngữ điệu khác nhau để đọc tên cư sĩ, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc dịu dàng hoặc uyển chuyển á. Tô Thị A Thập Lục. Đây là yêu sao? Tống Thư Hàng. Đậu Xanh, dù là những nhân vật cấp thiên tử nhưng sau khi tụ tập lại với nhau thì chủ đề nói chuyện cũng trở nên đáng sợ quá trời luôn. Túy Nguyệt cư sĩ. Bắc Hà tán nhân. Đừng tưởng nói nhỏ thì bản tọa không nghe được nhé, mọi người đều là tu sĩ, thính lực mạnh thế nào thì ai cũng đều biết mà, có ngon thì dùng truyền âm nhập mật đi nhé. Còn Giang Tử Yên cô nương nữa, có tin là bản tọa lật bàn luôn không hả? Lúc nãy bản tọa vừa giúp Dược sư nhà cô hóa giải, nguy hiểm tên của Túy Nhạc cư sĩ, đấy nhé. Dược sư cảm thấy rất ngại, vấn đề khó nhằn này là do hắn đá cho Bắc Hà tán nhân. Vì vậy hắn vội vàng giải vây cho Bắc Hà tán nhân. Khụ, Tử Yên đừng có buôn chuyện nữa, mau qua đây giúp ta dùng dây thừng trói Tam Lãng lại, thuốc sắp phát tác rồi. Con người của Giang Tử Yên trầm xuống, ngoan ngoãn chạy đến bên Dược sư, hai người thắt dây thừng đến tận chân Cuồng Đao Tam Lãng. Cảm giác như đang buộc khí cầu. Trong lòng Cuồng Đao Tam Lãng còn đang nghi hoặc, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy cả người mình nóng lên. Bắt đầu rồi. Giang Tử Yên nói, sau đó, cô ấy buộc một mảnh vải màu đỏ vào chân của Cuồng Đao Tam Lãng. Một tay Dược sư cầm lấy một đầu dây thừng, một tay khác ấn hở trước người Tam Lãng. Ta làm ảo thuật cho mọi người xem nhé. Chúng đạo hữu đều nhìn vào Dược sư và Cuồng Đao Tam Lãng. To lên đi. Cuồng Đao Tam Lãng. Dược sư hét lên bằng giọng trầm thấp. Rất có phong phạm của ảo thuật ra hàng đầu. Một khắc sau, cơ thể Cuồng Đao Tam Lãng như được bơm hơi, nhanh chóng phình to ra. Chỉ trong thời gian hai cái chớp mắt, cơ thể của Cuồng Đao Tam Lãng đã phồng thành quả bóng to hình, hơn nữa cơ thể của hắn còn bắt đầu bay lên. Cũng may trên người hắn mặc đạo bào do, cổ hồ quan chân quân, cung cấp. Tuy rằng đạo bào này không có sức phòng ngự gì nhưng đều có năng lực căn bản như phóng to thu nhỏ, giặt sạch thế nên sẽ không bị tuét rách. Hu hu hu. Cuồng Đao Tam Lãng sợ hết hồn, cơ thể hắn làm sao thế này? Rốt cuộc thì dược sư đã cho hắn uống thuốc gì đây? Sao cơ thể của hắn lại căng phồng như thế?
Đây là một loại cổ trùng ta đã từng thử chế luyện hồi còn trẻ, nhưng mãi đến cách đây không lâu thì mới tranh thủ thời gian luyện chế xong nó. Dược sư cười ha ha giải thích. Loại cổ này hoàn toàn vô hại đối với cơ thể của tu sĩ, ngày trước lúc luyện chế nó thì ta chỉ có cảnh giới nhị phẩm, còn cách cảnh giới tứ phẩm một khoảng xa tít mù khơi. Lúc đó ta vô cùng ngưỡng mộ các tu sĩ tứ phẩm có thể bay lượn tự do trong không trung. Tống Thư Hàng đồng ý. Điểm này ta hiểu được tâm trạng của dược sư tiền bối, trời xanh là điều lãng mạn nhất của mỗi người đàn ông mà. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một giấc mộng trời xanh. Đúng, chính là thế. Dược sư nói. Vì ta học chế thuốc luyện đan nên lúc đó ta muốn dùng đan dược hoàn thành giấc mộng này trước thời hạn. Ta muốn chế ra một số loại thuốc như thuốc lơ lửng, thuốc bay lượn gì gì đó, nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng những đan dược này đều thất bại. Còn bán thành phẩm cuối cùng chính là, khí cầu cổ, mà Tam Lãng đạo hữu uống đấy. Chúng đạo hữu đều hiểu ra, tóm lại đây cũng là một trong những bán thành phẩm thất bại của dược sư. Có thể dùng nó trên người Tam Lãng đạo hữu chính là tận dụng nó. Dược sư tiền bối, khí cầu cổ, này có tác dụng trong thời gian bao lâu? Tống Thư Hàng dò hỏi. Thời gian này do ta khống chế, không cần lo lắng, sẽ không tổn hại gì đến Tam Lãng đạo hữu đâu. Đến lúc giải trừ, khí cầu cổ, này, cảnh tượng sẽ hơi hoành tráng một chút. Dược sư mỉm cười. Lát nữa diễn đến cảnh 3 màn 2 thì có thể dùng Tam Lãng đạo hữu để tăng thêm hiệu quả rộn ràng mừng vui. Tống Thư Hàng. Nếu nói đến tăng thêm không khí vui mừng, vậy chỉ có thể nổ tung nhỉ? À không, là pháo. Nói cách khác, lúc giải trừ, khí cầu cổ, này thì cuồng đao Tam Lãng tiền bối sẽ phát nổ sao? Không đúng không đúng. Dược sư tiền bối chắc sẽ không tàn nhẫn vậy đâu, nhưng ít nhất cũng sẽ sinh ra cảnh tượng, hơi hoành tráng. Hiệu quả âm thanh giống tiếng pháo chắc chắn không thể thiếu được nhỉ. Trong lúc nói chuyện, khí cầu cuồng đao Tam Lãng đã bay cao đến khoảng 25 mét, bay bay theo gió. Ư, cuồng đao Tam Lãng kêu lên đầy lo lắng. Xấu hổ quá. Nếu sớm biết thế này thì còn không bằng chọc giận Bạch Tôn giả, cược xem có cơ hội bị phi kiếm dùng một lần tống đi không cho rồi. Xem hết màn kịch cuồng đao Tam Lãng bay lơ lửng thì các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 chạy đến chỗ dựng cảnh màn 2 để xem phân đoạn của Tuyết Lang động chủ PK Bạch Tôn giả. Lúc này Tống Thư Hàng nhận được cuộc gọi của Hiến Công tiền bối. Thư Hàng tiểu hữu có đó không? Ta đã di chuyển tất cả những cạm bẫy ngày trước bố trí ở gần biệt thự của Ngư Kiều Kiều, đạo hữu tới đây rồi. Bây giờ ngươi đến để lại khí tức đi, lần này chúng ta nhất định phải bắt được con Long Ma kia. Hiến Công tiền bối nói với vẻ kiên định. Chương 678, rõ ràng có thể kiếm cơm bằng gương mặt. Ta tới ngay đây. Tống Thư Hàng trả lời qua điện thoại. Hắn và Hiến Công tiền bối nhất định phải có được Long Ma. Chỉ có Long Ma dược tề mới có thể giải quyết được vấn đề thể chất không đủ, tinh thần lực quá mạnh của hắn và Hiến Công tiền bối. Tống Thư Hàng nhanh chóng đi đến chỗ Hiến Công cư sĩ. Lúc này Hiến Công cư sĩ đã chuyển toàn bộ trận pháp cạm bẫy bố trí ở bên ngoài biệt thự của Ngư Kiều Kiều tới đây, bố trí ở xung quanh sơn trang nghỉ dưỡng của Bạch Tôn giả. Cũng giống như lần trước, Tống Thư Hàng cần phải để lại chân khí hóa lỏng của mình ở tinh thạch bên trong trận pháp, sau đó Hiến Công tiền bối sẽ kích hoạt trận pháp, khuếch tán khí tức của Tống Thư Hàng ra. Hiến Công cư sĩ, lần này ta có dự cảm, con Long Ma cửu u đó nhất định sẽ tới. Tống Thư Hàng. Ồ, tiền bối cũng có dự cảm này sao? Ta cũng thế, ta cũng cảm thấy mấy tà ma của cửu u kia nhất định sẽ tới đây. Hiến Công cư sĩ cười vui mừng. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Tống Thư Hàng gật mạnh. Tuyệt đối sẽ không thất bại. Từ sau khi diễn xong màn đối thủ của Bạch Tôn giả, còn Bạch Tôn giả bày tỏ rất vui mừng thì Tống Thư Hàng ngày càng may mắn hơn. Trạng thái may mắn này vẫn luôn kéo dài, Tống Thư Hàng cảm thấy lần này nhất định có thể dụ đám tà ma tới đây. Đúng lúc đang nói chuyện thì giọng nói của Cao Mỗ Mỗ truyền tới từ xa. Thư Hàng, sao mày lại ở đây thế? Mau tới đây, cảnh quay lần này cũng có phần của Cao Thăng sư huynh đấy. Trong cảnh này của màn 2, Lăng Dạ mà Bạch Tôn giả đóng sẽ chạy đến hôn lễ của đại sư tỷ Mộ Dung Họa trước. Hắn đã mang theo lương khô và nước, chuẩn bị cắm chốt ở hôn lễ của đại sư tỷ. Nhưng mà tạo hóa trêu người, trên đường đến hôn lễ của đại sư tỷ thì hắn lại bị đám mãnh thú tấn công. Trong đợt tập kích của đám mãnh thú thì hắn bị trọng thương. Sau khi sửa lại thành, kịch bản điện ảnh, Thôn Vân Tăng và Cao Mỗ Mỗ thêm một chi tiết vào tình tiết của cảnh này. Đó chính là sau khi nhân vật chính bị trọng thương,
Cao Thăng sư huynh đúng lúc đi ngang qua đây, cuối cùng, Cao Thăng sư huynh tiện tay kéo theo Lăng Dạ đang bị trọng thương về Không Vân phái dưỡng thương. Đây cũng chính là tình tiết Cao Mỗ Mỗ tẩy trắng cho nhân vật Cao Thăng sư huynh mà Tống Thư Hàng diễn, để lại mở đầu cho đoạn sau. Đến đây, đến ngay đây. Tống Thư Hàng đáp. Hiến công cư sĩ và những người hắn mời đến giúp lặng lẽ ẩn nấp ở gần đấy. Tống Thư Hàng chạy về chỗ con đường núi nhỏ, tham gia quay màn thứ hai. Ở phía xa, bên ngoài phòng kết hôn của Dược Sư và Giang Tử Yên, khí cầu Tam Lãng đón gió bay phấp phới trên không trung. Bây giờ Tam Lãng vô cùng buồn bực, hắn vốn định đến chơi xấu một phen, giả vờ giả vịt xong thì bỏ chạy, vô cùng kích thích. Không ngờ Bạch Tôn giả không phối hợp với hắn nên hắn không chạy được. Bây giờ hắn cuốn theo chiều gió thế này, rốt cuộc đến bao giờ mới xong được đây? Trên con đường núi nhỏ bên ngoài sơn trang nghỉ dưỡng. Camera khởi động. Bởi vì địa điểm quay phim khá nhỏ nên trừ đạo diễn ra thì tất cả các tiền bối trong, nhóm Cửu Châu số 1, đều đứng sau đoàn làm phim, tránh ảnh hưởng đến việc quay phim. Ngoài ra, vì phần lớn thành viên trong đoàn làm phim của Jacob đều là người bình thường nên các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đều tận lực thu khí tức của mình lại. Nếu không thì nhiều linh hoàng ngũ phẩm và chân quân lục phẩm tụ tập lại như thế, chỉ riêng khí tức trên người và sức ép linh lực cũng đủ để đè bẹp dí mấy người bình thường rồi. Camera chuẩn bị sẵn sàng, đèn đạo cụ chuẩn bị sẵn sàng. Thư ký trường quay sập clapperbot một cái. Đạo diễn Jacob. Trong màn ảnh, trên gương mặt, Lăng Dạ, mà Bạch Tôn giả diễn đầy mồ hôi, một tay hắn cầm kiếm, chạy như điên trên đường núi. Chạy mệt rồi thì Lăng Dạ lại ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đi qua đường núi này, lại đi thêm nửa ngày đường nữa là đến nơi tổ chức hôn lễ của Mộ Dung sư tỷ rồi. Bạch Tôn giả cầm bình nước uống từng ngụm nhỏ, nói bằng giọng điệu rất đỗi kiên định. Nhất định phải đến được nơi tổ chức hôn lễ của sư tỷ, dù có phải bỏ thì ta cũng phải bỏ đến đó. Nhưng, đúng vào lúc Lăng Dạ vừa dứt lời thì từ sâu trong sơn cốc phát ra tiếng mãnh thú giống to. Vẻ mặt Lăng Dạ chợt thay đổi. Lúc này, đối diện sơn cốc có vô số mãnh thú khổng lồ xuất hiện. Đó là mấy con tuyết lang to lớn, toàn thân trắng muốt, khi đứng lên mỗi con đều cao hơn 4 mét. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác áp bách cực mạnh. Bắc Hà tán nhân. Kha kha, cuối cùng cũng ra rồi. Cảnh đánh nhau giữa Tuyết Lang động chủ và Bạch Tôn giả đấy, có điều không biết sau khi diễn xong thì Tuyết Lang động chủ có lấy được may mắn như Tống Thư Hàng tiểu hữu hay không nhỉ? Lệ Chi tiên tử. Vậy phải xem cảnh diễn này Bạch Tôn giả có vui hay không nữa. Cổ Hồ Quan chân quân. Tuyết Lang động chủ động nhận vai diễn này thì tất nhiên là có lòng tin, chúng ta không cần lo cho hắn. Lúc này, sau khi nhân viên trong đoàn làm phim nhìn thấy cảnh tượng chấn động lúc đám mãnh thú xuất hiện thì đều khen ngợi. Sao mà tạo ra được mấy cái mô hình này vậy? Tôi còn tưởng cảnh này phải dùng kỹ xảo để hoàn thành chứ, mấy mô hình quái vật của mọi người giống thật quá đi. Bắc Hà tán nhân cười ha ha, dưới sự giúp đỡ từ Huyễn Điệp của Linh Điệp Tôn giả, chân than do cả nhà Tuyết Lang động chủ hiện ra chỉ là mô hình y như thật ở trong mắt của những người thường của đoàn làm phim. Như thế cũng tốt, đỡ phải giải thích lằng nhằng. Rừ. Cả nhà Tuyết Lang động chủ xuất hiện trong sơn cốc, mắt bọn họ đỏ lòm, điên cuồng phá hoại mọi thứ xung quanh, bất luận là cổ thụ, đá tảng, đồi núi đều bị những con tuyết lang to lớn này san phẳng. Vẻ mặt Lăng Dạ căng thẳng hẳn ra, sơn cốc quá nhỏ, hắn không có chỗ nào để ẩn nấp. Đúng vào lúc này, từ sâu trong sơn cốc có một tiếng ngâm dài vang lên. Ngay sau đó là một cơ thể to lớn xuất hiện, con mãnh thú có cơ thể của kỳ nhông, móng vuốt của rồng, sừng dao long xuất hiện. Ngư Kiều Kiều ư? Tống Thư Hàng trừng mắt. Lúc trước khi chọn vai diễn cho phim, Ngư Kiều Kiều hoàn toàn không chọn những nhân vật trong kịch bản, thật không ngờ cô ấy lại xuất hiện trong cảnh này. Tình tiết này cũng là tình tiết được thêm vào sau khi Cao Mỗ Mỗ, Thôn Vân Tăng và đạo diễn Jacob bàn bạc với nhau. Cao Mỗ Mỗ cảm thấy nếu đoạn này có thể có thêm một con mãnh thú, hai tộc mãnh thú đại chiến với nhau, sau đó cuốn cả nhân vật chính Lăng Dạ vào thì tình tiết sẽ càng gay cấn hơn. Hơn nữa, nếu có thể quay được cuộc chiến giữa hai loại cự thú thì khán giả sẽ có trải nghiệm thị giác mạnh hơn. Vì thế, hiện trường biến thành Ngư Kiều Kiều PK cả nhà Tuyết Lang động chủ. Cuộc chiến giữa hai loại mãnh thú khiến trời long đất lở, tuy rằng cách một ống kính để quay cảnh tượng này nhưng thợ quay phim vẫn có cảm giác chân nhũn ra. Bởi vì, mô hình, hai loại mãnh thú trước mặt này quá giống thật. Cảnh dùng kỹ xảo làm ra hoàn toàn không thể bì kịp cảnh tượng trước mắt,
dù cảnh kỹ xảo có giống thật hơn nữa thì cũng không thể thể hiện được khí thế khi hai loài thú lớn đánh nhau. Đúng thế, là một loại khí thế. Khí thế trời long đất lở. Hai loài mãnh thú đánh nhau, quấn lấy nhau, vật lộn. Vảy lân văng tứ tung, lông sói bay tán loạn, trên người tuyết lang và ngư quái máu chảy đầm đìa. Nhưng song phương không hề ngừng đánh, hai bên đã đánh đến mức đỏ cả mắt. Những vảy lân và lông sói này đều là thật, với ngư kiều kiều và cả nhà tuyết lang động chủ mà nói, mấy cái vảy lân và lông sói này chỉ cần một ý nghĩ là lại mọc ra được, có dụng một ít cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì. Đương nhiên, máu tươi là giả, chúng đã được giấu kín bên trong cơ thể. Cứ đánh mãi, lăng dạ lập tức bị cuốn vào trận chiến, sơn cốc quá nhỏ hẹp, lăng dạ không thể tránh được. Lăng dạ bị cuốn vào chiến trường của hai loài mãnh thú, hắn đau khổ chống đỡ. Chẳng mấy chốc, kiếm của hắn bị gãy, đạo bào trên người hắn rách bươm, cả người máu tươi đầm đìa. Đương nhiên, những vết thương này đều được hóa trang từ trước rồi. Biết rõ như thế nhưng lúc thợ quay phim quay cảnh này nhưng vẫn cảm thấy trong lòng rất dằn vặt, chỉ hận mình không thể xông ra đại chiến với đám mãnh thú kia để cứu lăng dạ về từ trong tay mãnh thú. Vị quay phim này là nữ, thế nên cô nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Vô cùng hoàn hảo, khả năng diễn xuất của anh Tống Bạch tiến bộ từng phút một. Cảnh này diễn quá tuyệt. Một nhân viên trong đoàn làm phim khen ngợi. Rõ ràng có thể dựa vào bản mặt để kiếm cơm nhưng lại có kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc, hoàn toàn dựa vào tài hoa. Cũng tạm ổn rồi. Tống Thư Hàng mặc đạo bào vào, đi đến bên mép sơn cốc, chuẩn bị đi vào tầm ngắm của ống kính bất cứ lúc nào. Một lúc sau, đợi, lăng dạ, mà Bạch Tôn giả diễn trọng thương hôn mê, mấy con mãnh thú vẫn đang đánh nhau, cứ đánh cho đến khi rời xa ống kính thì đến lượt hắn lên sàn. Đạo diễn Jacob cũng rất hài lòng. Xem ra, cảnh này sẽ diễn xong dễ thôi. Mà lúc này, ở trong một rừng rậm hoang vu vắng vẻ cách sơn trang nghỉ dưỡng không xa, có một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện. Bên trong vết nứt chứa đầy khí tức tử vong, dơ bẩn, sa đọa. Ngay sau đó, có 6 tà ma cửu u bước từ bên trong ra. Đúng là 6 vị động chủ của núi Lai Sinh ở cửu u, mỗi tên đều có sức chiến đấu của chân quân lục phẩm. Sau khi 6 vị động chủ hiện thân thì sau lưng chúng lại có gần 30 đại tà ma có thực lực cảnh giới ngũ phẩm, tiếp theo là hơn 100 con tiểu tà ma tam phẩm, tứ phẩm. Đám tiểu tà ma tam phẩm, tứ phẩm này được dùng làm đội tiên phong. Một tên động chủ thuộc giống chim lớn trầm giọng quát to. Lên đi, tìm tên dư nghiệt của kim cương tự đó ra cho ta. Trong đám tiểu tà ma có 40 con tà ma tam phẩm chui ra, dưới sự lãnh đạo của 10 con tà ma tứ phẩm, chúng chạy về phía sơn trang nghỉ dưỡng của Bạch Tôn giả. Dù cách rất xa chúng vẫn có thể ngửi thấy khí tức của tên dư nghiệt kim cương tự đó. 50 con tà ma tiên phong đánh giết về phía sơn trang nghỉ dưỡng của Bạch Tôn giả. Chịu ảnh hưởng của cửu u hỗn loạn và năng lượng bẩn nên trước khi lên đến tứ phẩm, tư duy của những tà ma bình thường ở cửu u khá là hỗn loạn. Chỉ có tà ma có hình người thì mới có thể giữ được lý trí khi ở đẳng cấp thấp. Vì thế, 40 con tà ma tam phẩm cần có 10 con tứ phẩm lãnh đạo. Chúng nó bị khí tức của Tống Thư Hàng trong trận pháp cạm bẫy của Hiến Công cư sĩ thu hút, bay qua tấn công. Đến rồi, mọi người chuẩn bị nhé. Hiến Công cư sĩ nói với vẻ kích động. Dù cách rất xa hắn cũng ngửi thấy mùi kinh tởm trên người bọn tà ma ở cửu u. Nhưng mà đợi khi đám tà ma này tới gần thì Hiến Công cư sĩ lại nhíu mày. Phần lớn những con tà ma cửu u này chỉ có thực lực tam phẩm, chỉ có 10 con có cảnh giới tứ phẩm. Chương 679, tiêu rồi, Bạch Tôn giả và Tống Thư Hàng bị bắt đi rồi. Là đám tiên phong dò đường à? Kha kha, đúng là thận trọng quá mà. Hiến Công cư sĩ cười nhẹ. Mọi người chú ý, món khai vị tới rồi. Đều là đám tam, tứ phẩm thôi. Vị đạo hữu nào muốn cùng ta đi tiêu diệt đám tà mà đó nào? Những cạm bẫy mà hắn bố trí và những người giúp đỡ bí mật không thể dễ dàng để lộ được. Đó là dùng để đối phó với con cá lớn đằng sau. Vì thế, đám tiên phong dò đường này sẽ bị đánh lén rớt xuống từ giữa không trung. Hiến Công cư sĩ vừa dứt lời thì có một cao thủ ngầm đứng dậy. Vậy để tại hạ cùng Hiến Công huynh lên giết chết đám đó đi. Một vị tu sĩ mập mạp mỉm cười bước lên. Sau lưng hắn đeo một cái lồng hấp lớn, lúc hắn hiện thân từ trạng thái ẩn nấp thì lồng hấp sau lưng có một lượng khí nóng lớn phun ra, khí nóng phun cao đến 1 mét thì ngừng lại, tụ lại không tan. Đây là đạo hữu của Hiến Công cư sĩ Mễ Cao cư sĩ,
cảnh giới ngũ phẩm. Từ đạo hiệu này thì có thể biết hắn là một tiên trù. Nhưng hắn lại là máy bay chiến đấu trong số các tiên trù. Phàm là những tiên trù có thể chiến đấu thì đều sẽ có một hai kỹ năng hoặc thiên phú đặc biệt khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho thiếp thân đi với, thiếp thân cũng ngứa tay lắm rồi, hơn nữa mai phục cũng không phải là phong cách của thiếp thân đâu. Lại có một vị tu sĩ hiện thân. Cô mặc áo vải mộc mạc, tóc ngắn màu xanh, tóc mái để dài che phủ đôi mắt của cô. Đây là Phi Ngư cư sĩ, cô ấy là một đại yêu ngũ phẩm. Phi Ngư cư sĩ rất có tiếng trong số các nữ tu của giới tu chân, ở một góc độ nào đó thì có thể nói là tiếng xấu đồn xa. Giới tính của cô là nữ mà cô thì cũng thích nữ. Thế thì hai vị đạo hữu giúp ta giết chết đám tạp chủng này luôn nhé. Hiến công cư sĩ cười nói. Tâm trạng hiện tại của hiến công rất tốt. Tà ma của cửu U tới rồi, long ma còn xa sao. Đến đi, đến đây đi. Cạm bẫy của ta đã vô cùng đói khát lắm rồi. Sau khi 50 con tà ma cửu U đánh tới bên ngoài sơn trang nghỉ dưỡng thì chợt dừng lại. Bởi vì ở trước mặt chúng có ba thân ảnh đạp vào không khí mà đến, chặn đứng đường đi của chúng. Là tu sĩ nhân loại và có cả khí tức của yêu tộc nữa. Tà ma cửu U tam phẩm gầm lên. Bất luận là tu sĩ nhân loại hay yêu tộc, chỉ cần không phải là sinh vật trong cửu U giới thì đều là kẻ địch. Chỉ cần là kẻ địch thì phải xé nát hoặc bắt về cửu U giới để song tu. Mấy con tà ma tứ phẩm nhìn chằm chằm vào ba người hiến công cư sĩ, bọn chúng phát hiện ra ba người này không dễ đối phó. Nhưng không đợi 10 con tà ma tứ phẩm ra lệnh thì 40 con tà ma tam phẩm ở đằng sau đã điên cuồng bổ nhào về phía trước. Tà ma tứ phẩm ngẩn ra, tà ma tam phẩm vốn nên chịu sự khống chế của chúng, nhưng bọn chúng còn chưa hạ lệnh, tại sao đám tà ma tam phẩm lại đột nhiên phát điên lên thế này? Nhưng lúc này chúng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tấn công một cách bị động. Lúc này, Mễ Cao cư sĩ bước lên một bước, đứng ở phía trên cùng, lồng hấp ở trên lưng hắn mở ra, từ bên trong có rất nhiều bánh gạo dính phun ra. Mễ Cao cư sĩ giỏi nhất là làm bánh gạo nhưng không chỉ dùng để ăn. Những chiếc bánh gạo này rơi vào đám tà ma như một cơn mưa, dính chặt cơ thể của chúng lại, khiến chúng không thể động đậy. Tiếp theo phải xem hiến công đạo hữu và phi ngư đạo hữu rồi. Sau khi Mễ Cao cư sĩ bộc lộ tài nghệ đặc thù của mình xong thì liền thu tay lại. Giao cho thiếp thân đi. Cơ thể của phi ngư cư sĩ lóe lên một lại đáp xuống giữa đám tà ma, trong tay cô ấy xuất hiện rất nhiều con dao nhỏ, nhanh chóng bắt đầu giết chóc. Điểm mạnh nhất của phi ngư cư sĩ chính là tốc độ của cô ấy, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt thì 20 trong tổng số 50 con tà ma đã bị giết chết. Tốc độ của cô ấy đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của ngũ phẩm, thậm chí không chậm hơn một số người vừa mới tấn thăng lên chân quân lục phẩm chút nào. Những người mà hiến công cư sĩ mời đến giúp đỡ là để bao vây tấn công, long ma, lục phẩm. Nếu như không có thực lực và thủ đoạn tương đương thì sao cư sĩ lại mời họ đến giúp đỡ kia chứ? Đối phó với long ma lục phẩm, hơn nữa lại còn là long ma đã được sức mạnh dơ bẩn của thế giới cửu U cường hóa, linh hoàng ngũ phẩm bình thường khó mà giúp được gì. Cũng chỉ có những người trong, nhóm cửu châu số 1, ít nhất đều là tu sĩ kim đan ngũ phẩm 7 long văn hoặc là tu sĩ có năng lực đặc biệt như... Mễ Cao cư sĩ thì mới có thể giúp được cho hiến công cư sĩ. Tà ma không ngừng ngã xuống, trong đám tà ma cửu U bị giết chết, có một con tà ma tam phẩm nhe nang. Xác định rồi, chỉ có ba tu sĩ này thôi. Trên mặt đất có một số trận pháp làm nhiễu loạn khí tức. Nhưng ta đã kiểm tra kỹ rồi, không phát hiện những người giúp đỡ khác. Một lục phẩm, hai ngũ phẩm, tuy rằng có một số thủ đoạn đặc biệt nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của 6 người chúng ta. Trong lòng tà ma nhe răng cười. Tà ma tam phẩm này thực ra là một động chủ chân quân lục phẩm đóng giả. Hắn tự mình lẩn trong đám tiên phong tốt thí để lấy được tình báo trực tiếp. Đáng tiếc, nếu hắn đối mặt với tu sĩ nhân loại khác thì trận pháp cạm bẫy bên dưới và những cao thủ đang ẩn nấp rất có khả năng bị phát giác. Nhưng người hắn đối mặt lại là hiến công cư sĩ. Nếu luận đến trận pháp, thì trong nhóm cửu châu số 1, hiến công cư sĩ đủ khả năng lọt vào top 5. Là một chuyên gia trận pháp siêu cấp. Sau khi trận pháp của hiến công cư sĩ được bố trí thì ta ma động chủ lục phẩm căn bản không thể phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Thậm chí, hiến công cư sĩ còn dùng trận pháp để che giấu khí tức của những người đến trợ giúp, khiến nó hoàn toàn không phát hiện ra. Nếu chỉ có trình độ này thì hãy giết chết mấy kẻ này đi. Cướp đoạt bọn chúng. Móng vuốt của tên động chủ cấp chân quân này nắm chặt lại, làm nổ một viên đạn phát tín hiệu.
Lúc đạn tín hiệu này được phóng ra thì ở đằng xa, năm vị động chủ còn lại và những thuộc hạ tinh nhuệ của chúng sẽ nhanh chóng lao tới đây. Những tên động chủ cấp chân quân này cũng đồng thời hành động. Vừa rồi nó đã khóa vị trí, Dư Nghiệt Kim Cương Tự, Tống Thư Hàng ở trong một sơn cốc cách đó không xa. Ngoài ra còn có, Liễu Thụ Yêu của Long Động Chủ nữa. Sau khi xác định vị trí, cơ thể của tên tà ma động chủ này phình to ra, hóa thành một con rắn lớn bốn đầu, quanh người có tà hỏa màu đen rực cháy. Bánh gạo vốn dính trên người hắn trong nháy mắt bị tà hỏa đốt thành cho bụi. Đuôi của tên động chủ này cũng quét qua, cuốn lấy hai tên tà ma tứ phẩm ở quanh người, hòa tan trói buộc trên người chúng. Nhưng nó hoàn toàn không muốn cứu hai con tà ma tứ phẩm này, đây cũng chẳng phải là thuộc hạ của nó. Sau khi cuốn hai tên tà ma đó lên, nó ném thật mạnh chúng về phía Hiến Công cư sĩ. Nếu trước khi những vị động chủ khác chưa đến mà tên cường giả lục phẩm nhân loại này đánh nhau với hắn thì sẽ rất phiền toái. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc dây dưa với tên chân quân nhân loại này. Mục tiêu của hắn chỉ có một, ấy chính là cướp công. Hắn phải bắt sống hoặc giết chết tên Dư Nghiệt của Kim Cương Tự kia trước một bước, như thế thì sau khi về núi Lai Sinh, hắn đương nhiên sẽ chiếm được phần lớn giải thưởng. Có thể bắt sống là tốt nhất, phần thưởng sẽ càng lớn. Hiến Công cư sĩ giơ tay lên vẽ một đường trong không trung, một nét thành trận. Trận pháp được tạo thành từ hai ngọn lửa xuất hiện trong không trung, ném về hướng hai con tà ma, bao vây nuốt chửng chúng. Mà đúng vào lúc này, con tà ma rắn bốn đầu xông từ chỗ gần Hiến Công cư sĩ ra, xông thẳng vào trong sơn cốc. Thế mà lại có tà ma lục phẩm trốn trong đám tốt thí. Hiến Công cư sĩ nhíu mày, nhưng con rắn lớn bốn đầu vừa nãy hoàn toàn không phải là long ma. Hiến Công cư sĩ nhanh chóng gửi thiên lý truyền âm cho mấy người Bắc Hà tán nhân và cổ hồ quan chân quân, báo cho các đạo hữu biết tin con tà ma rắn bốn đầu lục phẩm xông vào trong sơn cốc. Còn bản thân cư sĩ thì không truy kích con tà ma kia. Hắn nhìn vào đạn tín hiệu phát tán trong không trung, đã là thời đại nào rồi mà còn dùng cách truyền tin quê mùa như thế nữa. Không thể dùng pháp thuật thiên lý truyền âm à? À, cũng đúng, đối phương là tà ma của thế giới cửu U, dù là thiết bị điện không dây hay là thiên lý truyền âm của tu sĩ thì cũng không dễ sử dụng trong thế giới cửu U. Đối phương dùng cách truyền tin cổ lỗ sĩ là có lý do cả. Tín hiệu đã được phát, vậy thì viện binh của đối phương cũng sắp tới rồi nhỉ? Nói đến viện binh thì chắc chắn là long ma rồi đây. Hiến Công cư sĩ bắt đầu kích động. Tất cả các đạo hữu chuẩn bị kỹ, mục tiêu sắp tới rồi, tuyệt đối phải khiến nó có đi không có về. Hiến Công cư sĩ trầm giọng nói. Con rắn bốn đầu đó giao cho các đạo hữu trong sơn cốc xử lý đi. Tà ma rắn bốn đầu bạo phát tốc độ nhanh nhất, lẻn qua khoảng không phía trên sơn cốc. Hắn lẻn vào trong sơn cốc, vừa đúng lúc thấy được màn hay đại chiến mãnh thú. Một con ngư yêu có huyết mạch giao long đang đánh nhau với một đám tuyết lang. Song phương đánh nhau tới mức máu tươi đầm đìa, khắp người toàn vết thương. Mà cạnh chỗ hai loài thú đại chiến có một tu sĩ mặc đạo bào, hắn kêu lên một tiếng đầy thảm thiết rồi ngã xuống đất. Tu sĩ nhân loại này thật là đáng thương. Nhưng ngay sau đó, lúc tà ma rắn bốn đầu nhìn thấy tu sĩ loài người ngã trên đất thì không thể rời mắt được. Một nhân vật thật là anh tuấn xinh đẹp, người như thế chỉ trên trời mới có. Căn bản không nên xuất hiện tại nhân gian. Tà ma rắn bốn đầu phát hiện, trái tim, vốn cô quạnh của mình lại bắt đầu đập lên rộn ràng. À, chỉ vì gặp thoáng qua giữa biển người mênh mông, mà không thể quên dung nhan của người. Chỉ một cái nhìn thôi thì bộ dáng xinh đẹp của vị tu sĩ đó đã khắc sâu trong lòng nó, cả bốn cái đầu của nó đều truyền đến cùng một tin tức, bắt lấy tu sĩ nhân loại này, đó là chiến lợi phẩm, hãy chiếm lấy hắn. Mấy con dã thú ngu xuẩn các ngươi cút sang một bên đi. Tà ma rắn bốn đầu giáng xuống, cái đuôi co lại thật mạnh. Ngư Kiều Kiều và cả nhà tuyết lang đang đóng phim cũng ngu người, bị con rắn bốn đầu này đập bay đi. Sau đó, cái đuôi của tà ma rắn bốn đầu dịu dàng cuộn lại, cuốn lấy Bạch Tôn Giả đang hôn mê, nằm trên mặt đất lên. Khóe miệng của mấy vị đạo hữu Bắc Hà tán nhân, cổ hồ quan chân quân, lệ chi tiên tử co giật. Còn ngươi nữa. Dư Nghiệt của Kim Cương Tự. Mắt của rắn bốn đầu lại nhìn vào Tống Thư Hàng. Một trong bốn cái đầu của hắn đột nhiên vươn dài ra, cuốn lấy Tống Thư Hàng. Tốc độ của chân quân lục phẩm rất nhanh, Tống Thư Hàng không có khả năng chống cự lại, cứ thế bị cuốn lên. Tà ma rắn bốn đầu lại liếc đám tu sĩ, yếu ớt, ở đằng xa một cái, đắc ý cười vang.
Nếu như là bình thường thì hắn đã lao xuống, xử gọn đám tu sĩ nhân loại này từ lâu rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng của hắn tốt, chiếm được một tu sĩ vô cùng tuấn mỹ, những tu sĩ yếu đuối này cứ để lại cho đám động chủ khác đi. Ha 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 ha. Sau đó, con rắn bốn đầu này cắp theo Bạch Tôn giả đang hôn mê, và Tống Thư Hàng mặt mày ngơ ngác xông thẳng lên trời. Chương 680, muốn bay lên trời, sánh vai cùng vầng dương. Bắc Hà Tán Nhân nói, con rắn bốn đầu vừa nãy chính là con rắn mà Hiến Công tiền bối nói đến trong, truyền âm nhập mật đấy ư. Chắc là nó rồi, tà ma cửu u lục phẩm xông vào đây, lại còn là hình rắn, chính là con mà Hiến Công cư sĩ nói đến đấy. Lệ Chi tiên tử đáp, cô ấy đang giơ điện thoại lên, để camera ngắm đúng mình và con rắn bốn đầu đang bay càng ngày càng cao trên không trung kia chụp liên tiếp mấy kiểu. Sau đó, cô ấy lại chọn ra một kiểu đẹp nhất gửi lên, nhóm cửu châu số 1, và trang cá nhân. Ôi trời, một con tà ma rắn bốn đầu xông vào phim trường, bắt tiểu hữu bảy đạo hiệu, và Bạch Tôn giả, làm con tin. Bây giờ tà ma rắn bốn đầu đã cắp theo con tin rời khỏi phim trường. Muốn biết diễn biến tiếp theo thế nào thì mời xem phân tích lần tới. Gửi kèm với bức ảnh đẹp của Lệ Chi tiên tử và tà ma rắn bốn đầu bay trên không trung. Trong ảnh, đuôi và một cái cổ của xà ma đang cuốn lấy Bạch Tôn giả và Tống Thư Hàng. Status này của Lệ Chi tiên tử nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Sau khi thưởng thức bức ảnh đẹp mới nhất của Lệ Chi tiên tử xong, chúng tu sĩ trong friend list của cô ấy đều bắt đầu lo lắng cho an nguy của con tà ma rắn bốn đầu này. Nó dám bắt vị, Bạch Tôn giả, kia đi làm con tin như thế. Thật là lo cho con tà ma rắn bốn đầu này quá đi mất, không biết nó có thể sống tiếp bao nhiêu giây nữa đây. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Tà ma bắt Bạch Tôn giả và Tống Thư Hàng tiểu hữu chạy rồi. Ta cũng không biết nên nói nó có mắt nhìn hay là không có mắt nhìn nữa, dám bắt Bạch Tôn giả đi. Diệt Phượng công tử. Hay là chúng ta đuổi theo xem thử nhé? Bắc Hà Tán Nhân sờ cằm, trên mặt đầy vẻ cổ quái. Thực ra ta tưởng là con xà ma này sẽ xông thẳng tới đấu một trận chính diện với chúng ta, nào ngờ nó lại bắt Bạch Tôn giả và Tống Thư Hàng tiểu hữu đi. Sơ suất quá đi mất. Lệ Chi tiên tử cất điện thoại đi, cười hì hì. Nhưng nhìn nó dám ra tay với Bạch Tôn giả như thế thì ta đây cũng yên tâm. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Ta cũng thế, nếu có Bạch Tôn giả ở đó thì không cần lo cho Tống Thư Hàng tiểu hữu nữa. Bắc Hà Tán Nhân. Thực ra ta đang suy nghĩ vấn đề này. Có phải là con rắn bốn đầu vừa nãy không biết chúng ta đang quay phim không? Có một số con tà ma của cửu u mấy trăm năm không vào thế giới loài người rồi, không biết đến điện ảnh là chuyện bình thường. Vì thế lúc nãy nó nhìn thấy Bạch Tôn giả, hôn mê, nằm trên mặt đất thì lập tức cảm thấy là một cơ hội tốt, sau đó tiện tay bắt luôn Bạch Tôn giả đi đúng không? Tô Thị A Thập Lục. Gạch nối. Đông Phương Lục Tiên Tử. Ha 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 ha, suy đoán của Bắc Hà Tán Nhân có lý lắm. Lệ Chi tiên tử. Khả năng này đúng là rất lớn. Lạc Trần Chân Quân. Có lẽ đây chính là chân tướng. Tô Thị A Thập Lục. Bạch Tôn giả đang quay phim rất vui vẻ, đột nhiên lại bị bắt đi, tính toán thời gian thì cơn giận của Bạch Tôn giả cũng nên bộc phát rồi nhỉ. A Thập Lục vẫn hơi lo cho Tống Thư Hàng, dù gì thì đó cũng là tà ma cửu u lục phẩm. Bắc Hà Tán Nhân. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc là tà ma đã bị giải quyết rồi. Trước đây ta nghe nói Bạch Tôn giả từng trói một con xà yêu đắc tội với hắn lên phi kiếm dùng một lần rồi bắn vào trong vũ trụ, phóng thẳng đến mặt trời. Có lẽ con tà ma bốn đầu này cũng bị bắn lên mặt trời ấy nhỉ? Diệt Phượng công tử đẩy kính, mắt kính lóe lên một cái. Muốn bay lên trời, sánh vai với vầng dương, thế giới đợi ta đến thay đổi. Tô Thị A Thập Lục. Diệt Phượng tiền bối tổng kết hay quá. Bắc Hà Tán Nhân. Câu tổng kết vừa rồi của Diệt Phượng đạo hữu là lời bài hát nhỉ. Khụ khụ, may là Tạo Hóa Pháp Vương không ở đây, nếu không vừa nãy Diệt Phượng đạo hữu tổng kết xong thì Tạo Hóa Pháp Vương nhất định sẽ thuận thế hát luôn cả bài hát gốc ra mất. Một khi hắn cất tiếng hát thì chúng ta cũng tiêu rồi. Diệt Phượng công tử. Gạch nối. Lúc này, đạo diễn Jacob tạm thời dừng việc quay chụp, hắn quay người nhìn vào Thôn Vân Đại Sư và Cao Mỗ Mỗ với vẻ nghi hoặc, hỏi. Tình tiết đột nhiên xuất hiện loại thú dữ thứ ba bắt nhân vật chính Lăng Dạ và đại sư huynh Cao Thăng đi lúc nãy là do hai người sắp xếp sao? Vẻ mặt Cao Mỗ Mỗ cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn lắc đầu. Thôn Vân đại sư, tình tiết lúc nãy chắc hẳn là ngoài ý muốn, chúng tôi tuyệt đối không sắp xếp như thế.
Ông Jacob đợi một chút, tôi đi xem chuyện mô hình loài thú dữ thứ ba là thế nào. Đoạn cuối cùng lúc nãy chúng tôi sẽ cắt đi. Đạo diễn Jacob gật đầu, thân là một đạo diễn, ông đương nhiên không thích trong quá trình quay phim xảy ra chuyện mà ông không thể khống chế được. Nhưng bộ phim này thì khác, lúc đầu khi nhận lời quay bộ phim điện ảnh này thì ông đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Hơn nữa nói thật là cảnh quay vừa nãy rất tốt. Tình tiết loài thú dữ thứ ba xuất hiện rất bất ngờ. Tình tiết thú dữ đột nhiên xuất hiện, đánh bay toàn bộ ngư quái và lăng quái, bắt lăng dạ đi rất hay. Còn về cảnh Cao Thăng sư huynh cũng bị bắt thì có thể cắt đi, có loài thú dữ thứ ba đưa lăng dạ đi thì không cần Cao Thăng sư huynh lên sàn nữa. Đạo diễn nhớ lại những tình tiết quay lúc nãy, bắt đầu trầm tư. Thôn Vân Tăng chạy tới chỗ Bắc Hà Tán Nhân, hỏi xem loài thú dữ thứ ba đột nhiên xuất hiện lúc nãy là sao. Mà một chỗ khác, ở phía xa Giao Bá Chân Quân nhanh chóng chạy tới bên người Ngư Kiều Kiều bị đánh bay, lúc nãy Giao Bá Chân Quân không ở hiện trường mà ở trong sơn trang nghỉ dưỡng, lặng lẽ gọi điện cho mấy bà vợ của mình. Nhiều vợ cũng chẳng dễ dàng gì, lúc Giao Bá Chân Quân đi ra ngoài, mỗi ngày mất tận mấy tiếng liền để gọi điện cho các nương tử. Vừa rồi hắn mới gọi được có một nửa thì đột nhiên nhận được thiên lý truyền âm của đạo hữu, nói con gái bảo bối Ngư Kiều Kiều của hắn bị một con tà ma cửu u hình rắn đánh bay rồi. Giao Bá Chân Quân liền vội vàng chạy như điên qua đây. Kiều Kiều con không sao chứ? Giao Bá Chân Quân hỏi với vẻ đau lòng. Ngư Kiều Kiều cười đáp. Không sao đâu cha, con không bị thương, lúc mấu chốt, con bố trí trận pháp phòng ngự hệ thủy ở trên người, chắn công kích bằng đuôi của con rắn lớn kia. Trận pháp phòng thủ hệ thủy của Ngư Kiều Kiều dùng thật đúng lúc. Giao Bá Chân Quân lại kiểm tra cho con gái một lượt mới yên tâm, sau đó Chân Quân cắn răng nói. Con rắn ngu ngốc đánh bay con gái ta lúc nãy đâu? Dám dùng đuôi đánh con gái ta không lột da của nó mà được sao? Chạy mất rồi. Ngư Kiều Kiều đáp. Hả? Giao Bá Chân Quân không dám tin, ở xung quanh có nhiều đạo hữu đứng xem như thế, chỉ một con tà ma loài rắn lục phẩm nhỏ nhoi, sao có thể thoát thân? Nó quắp lấy Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng bay đi rồi, khà khà. Ngư Kiều Kiều vừa nghĩ đến cảnh này là lại muốn cười. Đuôi của con tà ma rắn bốn đầu kia cẩn thận từng ly từng tí cuốn lấy Bạch Tôn Giả đang hôn mê nằm dưới mặt đất, sau đó lại thô lỗ cuốn Tống Thư Hàng lên rồi bay đi mất. Lúc bắt đầu Ngư Kiều Kiều còn ngơ ngác, sau một lát thì cô ấy suýt chút nữa cười ra nước mắt. Tính thời gian thì chắc con xà ma kia cũng bị Bạch Tôn Giả nghịch chết rồi nhỉ. Ngư Kiều Kiều lại nói. Trong lúc tất cả mọi người đều đang đoán có phải Bạch Tôn Giả đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê kia đóng phim. Sau đó dùng thủ đoạn nào đó nghịch chết con tà ma rắn bốn đầu tự tìm đường chết kia thì. Trên trời cao, xà ma bốn đầu vẫn cuốn lấy Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả thuận gió bay lên cao 9 vạn dặm. Lúc này, Tống Thư Hàng đang truyền âm nhập mật với Bạch Tôn Giả. Bạch tiền bối, Bạch tiền bối. Diễn xong rồi, đừng giả vờ hôn mê nữa. Mau tỉnh lại đi. Bạch Tôn Giả vẫn tiếp tục giữ động tác hôn mê, không hề động đậy. Tống Thư Hàng lại gọi vài lần nhưng Bạch Tôn Giả vẫn không hề có phản ứng gì. Trong lòng Thư Hàng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Tình huống thế này trước kia cũng từng xuất hiện mấy lần. Sau khi suy nghĩ chốc lát, Tống Thư Hàng truyền âm với Thông Nương trong túi thu nhỏ một tấc. Thông Nương, người có thể cử động không? Nếu có thể cử động thì tìm trong túi thu nhỏ một tấc của ta, có một cái tiêu thiên lý truyền âm nho nhỏ, người thử thổi nó xem. Thông Nương vốn không muốn giúp Tống Thư Hàng. Dù gì thì vì Tống Thư Hàng, cô đã bị dụng búp hành bao nhiêu lần rồi hử. Nhưng mà, cô đột nhiên nghĩ tới, thiên khấp bảo điển, mà Tống Thư Hàng đã truyền thụ cho cô. Đây chính là ân truyền thụ công pháp. Dưới ân tình sâu nặng thế này, cô ấy cảm thấy mình là một con yêu tinh có lương tâm thì nên giúp đỡ Tống Thư Hàng một chút đi. Dù gì chỉ là thổi tiêu thiên lý truyền âm mà thôi. Tiêu thiên lý truyền âm là lúc đầu Hoàng Sơn Chân Quân gửi Tống Thư Hàng. Là tiểu pháp khí để hắn dùng khi nghênh đón Bạch tiền bối, xuất quan. Chỉ cần thổi nó là có thể liên lạc được với Bạch Tôn Giả đang trong trạng thái bế quan. Sau đó, tiểu pháp khí này cũng trở thành vật mà Tống Thư Hàng dùng khi xác định một chuyện gì đó. Thông Nương lật tung túi thu nhỏ một tấc lên để tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy vật này. Cô ấy bắt lấy tiêu thiên lý truyền âm thổi một cái thật mạnh. Tiếp đó, cây tiêu màu xanh lục truyền ra giọng nói dịu dàng của Bạch Tôn Giả. Xin chào, đây là chỗ bế quan của A Bạch, cách thời gian kết thúc bế quan còn không ngày một canh giờ. Xin kiên nhẫn đợi chờ. Ngữ khí dịu dàng,
chỉ vào lúc báo con số thời gian thì ngữ khí mới có chút cứng ngắc. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Quả nhiên, Bạch Tiền Bối lại bế quan rồi. Lần này bế quan một canh giờ, tương đương với 2 giờ đồng hồ. Chắc là lúc Bạch Tôn giả đóng phim bị thú dữ đánh hôn mê ngã trên đất thì đột nhiên có linh cảm rất tuyệt. Thế nên, Tôn giả cứ thế quỳ trên mặt đất, lựa chọn bế quan 2 tiếng đồng hồ. Với tính cách của Bạch Tôn giả thì hắn hoàn toàn có thể làm ra những chuyện như thế. Hơn nữa, Bạch Tôn giả bế quan 2 tiếng cũng không ảnh hưởng đến việc quay phim. Bởi vì dựa theo kịch bản, tiếp theo đây sẽ quay cảnh Đại Sư Tỷ và Cuồng Đao Tam Lãng kết hôn, à nhầm. Là Đại Sư Tỷ và Phong Xuyên Tử kết hôn và diễn viên chính Lăng Dạ được chữa trị, Bạch Tôn giả chỉ cần nằm đó hôn mê là được, không cần làm gì cả. Vì thế, Bạch Tôn giả cũng yên tâm bế quan. Bây giờ, trừ phi hết thời gian bế quan, hoặc là có ai đó phóng sát ý với Bạch Tôn giả, nếu không thì Bạch Tôn giả tuyệt đối sẽ không tỉnh lại đâu. Năm đó, khi Bạch Tiền Bối biến thành tượng đá bế quan, bị Không Không Đạo Môn đào từ chỗ bế quan ra rồi lại bị chôn xuống dưới lòng đất, rồi lại bị thôn dân đào lên coi như tượng thần để cúng bái, sau nữa tượng thần bị người ta cướp đến cướp đi mà còn không ảnh hưởng gì đến việc Bạch Tôn giả bế quan đấy nhé. Chương 681, Bạch Tôn giả màu đen. Nhưng vấn đề là, e rằng Bạch Tôn giả cũng không ngờ lại có một con rắn tà ma 4 đầu từ trên trời giáng xuống bắt hắn và Thư Hàng đi. Từ một góc độ nào đó mà nói, con rắn tà ma 4 đầu này rất may mắn. Bởi vì lúc quấn lấy Bạch Tôn giả thì động tác của nó vô cùng nhẹ nhàng, không có một tia sát ý nào. Nếu không, lúc đó Bạch Tôn giả sẽ lập tức phá quan ra ngoài, chém nó thành từng miếng thịt rắn tươi rồi. Mà lúc này, may mắn của con rắn tà ma 4 đầu ấy chính là bất hạnh của Tống Thư Hàng. Thư Hàng lúc này khóc không ra nước mắt. Bạch Tiền Bối đã tiến vào trạng thái bế quan, phải 2 giờ sau mới khôi phục lại. Thời gian 2 giờ đủ để con tà ma cửu u đã bắt hắn này làm được biết bao nhiêu là chuyện. Năng lượng dao động trên người đối phương rất mạnh, còn lớn hơn cả uy áp của linh hoàng ngũ phẩm, có lẽ là ở lục phẩm. Lục phẩm chân quân à, thực lực của phần lớn các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 đều chỉ là ngũ phẩm. Còn Tống Thư Hàng thì mới tam phẩm, đối mặt với tà ma lục phẩm thì biết tính sao được. Một kích toàn lực của hắn, cũng chỉ như gãi ngứa cho con tà ma cửu u này mà thôi. Cho dù có loại vũ khí thuộc tính khắc chế tà ma như kim cương phục ma quyền, hay thánh quang kiếm thuật, thì trong khoảng cách lớn về đẳng cấp như thế này, e là cũng chẳng có hiệu quả gì. Lại nói, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, sao các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 vẫn không đuổi theo thế này? Không phải là vì thấy hắn bị bắt đi cùng Bạch Tôn giả, cho nên các tiền bối trong nhóm mới vô cùng bình tĩnh và không có ai đuổi theo đấy chứ? Sao có thể như vậy được? Đừng mà, kịch bản này không ổn chút nào hết á. Còn nữa, vận may mà mình có được sau khi diễn vai đối thủ khiến cho Bạch Tôn giả rất hài lòng đâu rồi. Rõ ràng trước đây vận may của hắn tăng vèo vèo, tung xúc sắc muốn ra cái gì thì có thể ra cái đó mà. Chẳng lẽ vận may này cũng không phải hạn chế thời gian, mà là hạn chế số lần, à. Mấy lần tung xúc sắc lúc đó cũng coi như tính vào, số lần may mắn, luôn rồi sao? Đợi tí đã, bây giờ ta vẫn đang suy nghĩ mấy thứ vô dụng này để làm gì kia chứ. Bình tĩnh nào. Bây giờ có lẽ điều cần phải nghĩ chính là làm thế nào để thoát thân. Đối phương là sinh vật đến từ thế giới cửu U, trên người mang theo sức mạnh dơ bẩn của cửu U. Tuy Tống Thư Hàng có ánh sáng công đức hộ thể, nhưng nếu như thời gian tiếp xúc với con rắn tà ma 4 đầu quá lâu thì chưa biết chừng cũng sẽ bị ô nhiễm bởi sức mạnh cửu U. Đại não của Tống Thư Hàng nhanh chóng vận chuyển. Hay là phóng thích sát khí với Bạch Tôn giả nhỉ? Thử xem sao, có lẽ sẽ khiến cho tiền bối đi ra từ trong trạng thái bế quan chăng? Nhưng làm sao phóng thích được cái sát ý này đây? Phải nghĩ thầm trong lòng, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm vào Bạch Tôn giả sao? Loại chuyện như thế này đúng là làm khó người khác mà. Hay là, hắn thử xem có cách gì để chọc giận con rắn 4 đầu này khiến cho nó rơi vào trạng thái chiến đấu, rồi kích thích đến Bạch Tôn giả trong bế quan thì sao nhỉ? Không ổn, không ổn, con quái xà này nói thế nào cũng là lục phẩm, bóp chết người ở tam phẩm như mình đây cũng chỉ như trò chơi mà thôi. Ngộ nhỡ Bạch Tôn giả đang bế quan không kịp cứu hắn thì sao? Không còn cách nào khác nữa rồi, thời khắc mấu chốt chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Chỉ có thể dùng cách đó thôi sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cũng may lúc bị con xà ma 4 đầu quấn lấy, 2 tay hắn đặt khá gần nhau. Tống Thư Hàng nhấc tay trái ra khỏi tay phải.
Cuối cùng, hắn cố gắng điều chỉnh tư thế, tay phải vỗ lên trên người con rắn tà ma bốn đầu. Tiểu tử kia, con rắn tà ma bốn đầu nói với vẻ lạnh lùng. Đừng có làm mấy trò mèo gì đó nhé, nếu không ta cũng không ngại giết chết ngươi đâu. Nếu không phải vì bắt sống, dư nghiệt của Kim Cương Tự, phần thưởng nhận được còn phong phú hơn thì hắn đã sớm bóp chết tiểu tu sĩ tam phẩm này rồi. Giọng của con rắn tà ma bốn đầu này vừa dứt thì đột nhiên, trên người Tống Thư Hàng có vô số máu tươi phun ra ào ào. Bốn cái đầu của con rắn tà ma này đồng thời ngây ra. Con mẹ nó chứ, ta chưa có làm cái gì hết nhé. Tại sao tiểu tử này lại tự nhiên điên cuồng phun máu thế này? Không phải là tiểu tử này đang vận chuyển công pháp đặc thù gì đấy chứ? Lúc con rắn tà ma bốn đầu dùng cơ thể cuộn lấy Tống Thư Hàng thì nó vẫn luôn chú ý đến chân khí dạng lỏng vận chuyển trong cơ thể hắn. Chỉ cần Tống Thư Hàng thoáng có chút dị thường thì nó sẽ lập tức phóng thích một trận sấm sét ra. Tiểu tử này có điều cổ quái. Rắn tà ma bốn đầu lại nghĩ ngợi một phen, cảm giác độ cao bây giờ đã khá cao, đủ để tách ra khỏi sự ngăn cản của tên chân quân loài người kia rồi. Cho nên đúng lúc tranh thủ đánh ngất tiểu tử này đi vậy. Hắn cứ luôn cảm thấy tiểu gia hỏa toàn thân phun máu này rất dị thường. Lúc này, Tống Thư Hàng đã thành công hoàn thành rồi. Cái giá của lần này cũng không nặng lắm, nhìn như phun ra không ít máu tươi nhưng thực ra hắn chỉ chịu 10 vết thương, chỉ là vết thương hơi sâu nên lượng máu phun ra khá nhiều. Tuyệt đối phải giám định cho ra con rắn bốn đầu này có nhược điểm gì, hoặc là có thể để cho mình nhìn thấy một manh mối của cơ hội sống sót. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bí pháp giám định đã nhanh chóng đưa tin tức của con rắn tà ma bốn đầu này về lại trong đầu của Tống Thư Hàng. Đáng ghét, tại sao chỉ cần là có con quái vật loại rắn mấy đầu thì nhất định đều có năng lực chứ? Đầu nhiều thì giỏi lắm à? Đầu nhiều thì có thể chém chơi chứ sao? Thông tin rất quý báu, nhưng đối với Tống Thư Hàng mà nói thì chẳng có tác dụng gì. Một kích toàn lực của Thư Hàng bây giờ cái còn không cắt ra của con rắn bốn đầu này ra được chứ đừng nói là tìm ra trái tim của nó để mà giết. Đây không phải là một cơ hội sống, đấy chứ. Lấy lòng con xà yêu được gọi là ba chát cổ này thì sẽ trở thành một thành viên trong hậu cung của nó, sau đó thì có thể giành được đường sống. Đường sống cái khỉ gì? Hay là lại giám định thêm để xem có ra manh mối nào có ích nữa không? Nhưng manh mối kết thúc ở đây không phải vì bí pháp giám định không có hiệu quả mà là do con xà yêu bốn đầu này chính là loài sinh vật đơn giản như thế đấy. Chẳng trách lúc giám định con xà ma bốn đầu, cái giá phải trả lại không nặng lắm hóa ra thứ giám định ra được cũng không có tác dụng gì. Xem ra, thời khắc mấu chốt đến vào bản thân cũng chẳng đáng tin. Quả nhiên là vẫn phải dựa vào tiền bối. Bạch tiền bối, ta cũng đã phun máu đến thế này rồi, sao ngài vẫn còn chưa tỉnh lại thế? Đúng vào lúc này, con xà ma bốn đầu vốn chuẩn bị đánh ngất Tống Thư Hàng đột nhiên ngừng lại. Hắn ta đắc ý cười vang. Hắc hắc hắc. Ở đây lại có thông đạo đi thẳng về thế giới cửu U, đúng là kinh hỉ bất ngờ mà. Lúc hắn bay ở trên cao thì đột nhiên phát hiện ra một khe nhỏ thông với thế giới cửu U, tuy là không lớn nhưng cũng đủ để cho hắn đi qua rồi. Điều này đúng là quá tuyệt vời. Như vậy thì hắn có thể lập tức tiến vào thế giới cửu U, mang chiến lợi phẩm trong tay là tu sĩ nhân loại Tuấn Mỹ và dư nghiệt của Kim Cương Tự đến núi Lai Sinh trước. Có hai chiến lợi này ở đây. Chuyến du hành hoa hạ lần này đủ cho hắn kiếm bộn rồi. Đắc ý cười vang, con xà ma bốn đầu mang theo Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả chui tọt vào trong cái khe kia. Tống Thư Hàng cũng cảm thấy được khe hở kia, loại khí tức dơ bẩn này chính là của thế giới cửu U. Xà yêu bốn đầu muốn dẫn hắn và Bạch tiền bối đến thế giới cửu U sao? Toi rồi, nếu hắn bị dẫn vào thế giới cửu U thì sẽ bị sức mạnh của thế giới cửu U làm vấy bẩn từng giây từng phút. Bạch tiền bối. Mau tỉnh lại đi. Tống Thư Hàng lo lắng kêu lên. Nếu không tỉnh lại, Tống Thư Hàng ta liền xong đời rồi. Đáng tiếc chính là Bạch Tôn giả vẫn không có vẻ gì là sắp tỉnh lại, trạng thái bế quan lần này của Bạch Tôn giả cực kỳ tuyệt vời, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Ôn chết đi được, ngươi cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc cho ta đi. Xà ma bốn đầu cười quái dị, hơi dùng sức thít chặt thân thể của Tống Thư Hàng lại. Đau, đau quá, Bạch tiền bối mau tỉnh lại đi. Ngay sau đó, hai mắt Tống Thư Hàng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trong hư không chỉ còn lại tiếng vang vọng mà thôi. Con rắn tà ma bốn đầu cười lạnh một tiếng, lại cuộn Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả một lần nữa, rơi vào trong thế giới cửu U thông qua khe hở không gian. Đến đây thì chính là địa bàn của ta rồi.
Ha ha ha. Con rắn tà ma bốn đầu đắc ý nói. Lúc này, trong hư không của thế giới cửu u có một thanh âm nặng nề vang lên. Thanh âm kia như nộ lôi cuồn cuộn, từ xa đến gần. Lúc nghe được thanh âm này thì rắn tà ma bốn đầu phát hiện cơ thể mình lại không tự chủ được mà run lên. Trong hư không có một đạo thân ảnh đen kịt im lặng xuất hiện ở trên đầu con rắn tà ma kia. Nương vào ánh sáng lờ mờ của thế giới cửu u, con xà ma đã thấy rõ thân ảnh đó. Đó là một thân ảnh tuấn mỹ đến không cách nào dùng từ ngữ để hình dung ra được, mái tóc đen nhánh buông dài ở sau lưng, đôi mắt sáng ngời như ánh sao chiếu rọi nhân gian. Dường như trên người hắn có một loại ma lực mà không ngôn từ nào miêu tả được, chỉ cần là sinh vật thì sẽ bất giác dõi theo, bị hắn hút hồn. Thân ảnh này mặc một bộ trường y màu đen, trường y này là do sức mạnh cửu u thuần túy ngưng tụ mà thành, trên đó ẩn hiện loại ác thuần túy nhất, loại dơ bẩn thuần túy nhất, loại tà thuần túy nhất. Chẳng biết tại sao, con xà ma bốn đầu cảm thấy nam tử ở phía trên nhìn khá quen mắt. Hắn cúi đầu xuống nhìn về thân ảnh tuấn mỹ giống như trích tiên hạ phàm, đang bị cái đuôi của mình cuốn lấy kia, cũng tuấn mỹ đến không cách nào hình dung ra được, cũng mái tóc đen tung bay, trên người cũng mang theo ma lực không ngôn từ nào diễn tả được. Hơn nữa điều quan trọng hơn là tướng mạo của hai người này giống nhau đến tám phần. Chẳng qua một người thì có khí tức quang minh chính đại, một người thì có khí tức tà ác dơ bẩn. Đuôi của con xà ma bốn đầu cũng mềm nhũn cả ra rồi. Lạ thật ư, vừa rồi dường như nghe thấy có người đang gọi ta mà. Thân ảnh kia đứng ngáp một cái trong hư không rồi nhìn xuống phía dưới. Sau đó, ánh mắt của thân ảnh ấy và xà ma đầu đen giao nhau. Chương 682, trượt chân rồi. Hai mắt bạch tôn giả màu đen nhìn chằm chằm vào con rắn tà ma bốn đầu. Lạ thật, vừa rồi rõ ràng cảm giác như có người đang gọi ta mà nhỉ. Bạch tôn giả màu đen gãi đầu. Sau đó hắn lại nhìn Tống Thư Hàng trên cổ con rắn tà ma bốn đầu và bạch tôn giả trên đuôi hắn ta một cái. Tống Thư Hàng đang nằm ngửa, bạch tôn giả lại ở tư thế, nằm sấp, nên không nhìn thấy mặt. Một người là tu sĩ nhân loại tam phẩm bình thường, còn một người, Trên mặt, bạch tôn giả, màu đen lộ ra vẻ tò mò. Nếu như hắn cảm ứng không sai thì đây là vị tu sĩ nhân loại cấp tôn giả thất phẩm phải không nhỉ? Mà con tà ma này thì chỉ có tu vi lục phẩm. Tà ma lục phẩm lại có thể bắt được một tu sĩ nhân loại thất phẩm, cũng có chút thủ đoạn đấy chứ. Rắn tà ma bốn đầu bị, bạch tôn giả, màu đen trong hư không nhìn chằm chằm thật lâu, không chỉ là đuôi mà ngay cả bốn cái đầu của hắn cũng bắt đầu mềm nhũn ra. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn cảm thấy bản thân sẽ trở thành con run đất, sợ hãi đến nỗi muốn chui vào trong lòng đất mất thôi. Ta cứ cảm thấy tu sĩ nhân loại bị cuộn ở đằng sau con rắn nhỏ này có cảm giác là lạ thế nào ấy. Bạch tôn giả, màu đen suy tư một lát, sau đó lắc đầu. Có điều, liên quan quái gì chứ? Vậy nên, bạch tôn giả, màu đen ngáp một cái, ôn hòa vẫy tay với con rắn tà ma bốn đầu suýt bị dọa sợ đến phát tè kia một cái. Cố lên, ta không quấy rầy ngươi dùng bữa nữa. Thật ra, hắn rất có hứng thú muốn nhìn một chút. Con tà ma lục phẩm bình thường này định ăn thịt tôn giả nhân loại thất phẩm có cảm giác rất cổ quái kia kiểu gì đây? Có điều nếu như hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm thì sẽ dọa con tiểu quái rắn bốn đầu này mất. Vẫn là không làm phiền đến những tà ma nho nhỏ này thì hơn, dù sao thì chúng cũng là mầm non tương lai của thế giới cửu u mà. Sau khi ôn hòa mỉm cười một cái thì, bạch tôn giả, màu đen phất tay với vẻ tiêu sái rồi bay đi mất. Trên mặt đất, con rắn tà ma bốn đầu kia thầm thở phào một hơi. Một hơi này dường như muốn tống hết tất cả, khí thải, trong cơ thể hắn ra ngoài thông qua bốn cái miệng ở bốn đầu vậy, đến cả cơ thể cũng bởi vì thở hết ra mà như muốn xẹp xuống. May mà cái người đáng sợ ở trong hư không đó chẳng hề có ác ý với nó, lại còn cổ vũ hắn. Con rắn tà ma bốn đầu lại tìm được đường sống trong cái chết một lần nữa. Nói chứ, rốt cuộc cái người đáng sợ này là vị đại năng siêu cấp nào trong thế giới cửu u thế nhỉ? Con rắn tà ma bốn đầu cảm thấy cho dù là đối mặt với sơn chủ của núi Lai Sinh cũng không có áp lực lớn như thế. Nghĩ tới đây, con rắn tà ma bốn đầu lại lặng lẽ ngẩng đầu lên, cẩn thận liếc mắt nhìn bóng lưng của vị đại năng trong hư không một cái. Hắn muốn xem thử có phải là vị đại năng khủng bố đó đã đi xa rồi hay chưa. Lúc đưa ánh mắt nhìn sang thì hắn trông thấy một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Trên bầu trời. Sau khi vị, bạch tôn giả, màu đen kia phất tay thì rời đi với vẻ tiêu sái. Hắn đạp chân vào trong hư không giống như đạp chân ở trên mặt đất vậy, từng bước rời đi xa dần.
bởi vì thời gian không gấp gáp cho nên hắn đi cũng không nhanh, còn vừa đi vừa ngáp. Đột nhiên, bước chân của Bạch Tôn giả, màu đen dường như bước hụt một cái. Lạ dữ hà, rõ ràng bản thân hắn đang bước trên hư không, sao tự dưng lại có vụ bước hụt chân ở đây? Dù là gì đi nữa thì hắn cũng bước hụt rồi. Sau đó một cái chân còn lại của hắn lại vấp phải cái chân bước hụt kia rất quỷ dị. Cứ như vậy, Bạch Tôn giả, màu đen té ngã trên hư không. Bởi vì là trên hư không, cho nên sau khi té ngã, hắn lại rơi xuống giống như một ngôi sao xẹt. Lại hụt chân nữa rồi à. Bạch Tôn giả, màu đen lẩm bẩm. Lúc đang nói hắn lại ngáp một cái. Bạch Tôn giả, màu đen dường như không định điều chỉnh tư thế đứng dậy lần nữa. Hắn cứ mặc cho cơ thể mình rơi xuống từ trên hư không như thế. Cơ thể của rắn tà ma bốn đầu trên mặt đất lập tức căng cứng. Bốn đầu của hắn điên cuồng tính toán, nếu như vị đại năng đáng sợ này cứ rơi xuống mãi thì cuối cũng sẽ rớt trúng ngay đầu hắn. Bị một vị đại năng đáng sợ như vậy nện trúng thì có tèo không? Chết chắc luôn đấy. Vì vậy con rắn tà ma bốn đầu cố thúc giục năng lượng trong cơ thể, khiến cho cơ thể mình mềm ra để dốc toàn lực chạy trối chết. Trong lúc bỏ chạy, hai cái đầu của hắn còn quay lại nhìn cái vị đại năng đang rơi xuống từ trời kia. Sau đó tà ma rắn bốn đầu thấy một màn vô cùng quỷ dị. Trên bầu trời, vị đại năng đang rơi xuống bất ngờ lại thay đổi hướng rơi, tiếp tục rơi về phía hắn. Đậu xanh, cái quái gì thế này? Vị đại năng này đột nhiên thấy mình khó ưa nên muốn xử à. Nhưng mà thế thì không đúng, bằng thực lực của vị đại năng này cứ tung đại một cái thuật pháp ra là có thể xử lý hắn ngay mà. Muốn xử lý hắn thì cần gì phải giở trò mèo thế này chứ? Bây giờ trong lòng tà ma rắn bốn đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, vị đại năng vô cùng thần bí đang rơi xuống từ bầu trời kia như bị một cục nam châm nào đó tới cho nên mới rơi về phía hắn. Nếu như nói vị đại năng đó là bị hút tới thì... Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai tu sĩ nhân loại mà hắn đang cuốn theo thôi nhỉ. Chẳng lẽ hai tu sĩ nhân loại kia chính là, Nam Châm, à? Con tà ma rắn bốn đầu đang chạy thục mạng cắn răng một cái, ném tống thư hàng mà hắn dùng đầu cuốn quanh lại, so với phần thưởng bắt dư nghiệt kim cương tự thì vị tu sĩ tuấn mỹ tựa thiên tiên ở phía đuôi kia quả nhiên vẫn quan trọng hơn cả. Tình yêu và tiền bạc thì con rắn tà ma bốn đầu này chọn tình yêu. Sau khi ném tống thư hàng đi, con tà ma rắn bốn đầu tiếp tục chạy đi, hai cái đầu của hắn quay này tiếp tục nhìn vị đại năng đang rơi xuống từ trên trời kia. Vị đại năng kia vẫn đang liên tục chuyển hướng rơi, càng lúc càng gần con tà ma rắn bốn đầu nọ. Chết tiệt! Con tà ma rắn bốn đầu bực mình thầm mắng. Dư nghiệt của kim cương tự không phải nam chân hút vị đại năng đó. Quả nhiên người hút vị đại năng kia tới là vị tu sĩ tuấn mỹ ở đuôi của hắn. Thật ra trong lòng của hắn đã sớm đoán được. Dù sao thì tướng mạo của vị đại năng kia và tu sĩ ở đuôi của hắn quá giống nhau. Nếu vậy thì 99,99% vị tu sĩ nhân loại tuấn mỹ ở đuôi hắn chính là nam châm hút tới. Nhưng trong lòng của con tà ma rắn bốn đầu kia không cam lòng, hắn không nỡ. Cho nên dù biết rõ vị tu sĩ tuấn mỹ ở đuôi mình là nam châm, nhưng hắn vẫn tự lừa mình dối người ném tống thư hàng ra. Đây là tâm lý cánh cược rất điên cuồng. Nhưng bây giờ xem ra thật sự không còn cách nào rồi. Tà ma rắn bốn đầu vô cùng không cam lòng, đuôi của hắn buông lỏng, ném cả Bạch Tôn giả đang ở trong, trạng thái bế quan, sang một bên. Tình yêu thật đáng quý, nhưng tính mạng còn quý hơn. Giữa tình yêu và tính mạng, cuối cùng hắn chọn lấy tính mạng. Quả nhiên, sau khi Bạch Tôn giả trên đuôi của hắn bị vứt sang một bên thì vị đại năng rơi từ trên không trung xuống kia lao thẳng xuống chỗ của Bạch Tôn giả. Trong lòng tà ma rắn bốn đầu quặn đau, vị đại năng trên không trung đó quá khủng bố, nếu bị hắn nện trúng thì vị tu sĩ tuấn mỹ kia căn bản không có cơ hội sống sót. Thật là không cam tâm, đúng là ông trời đố kỵ hồng nhan mà. Đúng vào lúc hắn đang suy tư thì... Bùm! Bên tai hắn truyền đến tiếng nổ đinh tai. Sau đó, tà ma rắn bốn đầu cảm thấy lưng mình chịu phải một lực xung kích mang tính hủy diệt, cơ thể của hắn bị đánh bay đi. Hơn nữa... Mặt đất dưới chân hắn xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Sau khi hắn bị đánh bay đi thì cứ thế ngã xuống cái hố không đáy. Thật đáng sợ, chỉ ngã một cái mà đã tạo thành lực sát thương lớn như thế rồi sao? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của con tà ma rắn bốn đầu. Tiếp đó, hắn cảm thấy tám con mắt của mình tốt sầm, mất đi chi giác. Một lúc lâu sau, Bạch Tôn giả, màu đen xoa hai mắt,
bò dậy từ dưới đất. Buồn ngủ quá, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Ồ, hình như là lúc hắn cứ đi đi mãi thì không cẩn thận bước hụt, sau đó ngã từ trên không trung xuống thì phải. Chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, tóm lại có lúc hắn cứ đi ngon trớn thì đột nhiên thất thần và thế là ngã từ trên không trung xuống. Từ trước tới nay hắn cũng chưa từng bận tâm đến chuyện này, dù sao thì cũng không ngã chết được. Có đôi khi, nếu như tư thế chạm đất khi ngã từ trên cao xuống mà đẹp thì hắn còn thuận thế ngủ một giấc bên trong cái hố mà hắn ngã xuống tạo nên nữa cơ. Nếu ngắn thì ngủ mấy ngày, dài thì ngủ mấy chục năm cũng là chuyện thường. Tư thế tiếp đất hôm nay không tốt lắm, thế nên không ngủ được à? Bạch Tôn Giả, màu đen chui lên từ hố rồi ngáp một cái. Ánh mắt của hắn nhìn sang một chỗ không xa, đó là một phần thân thể nát bấy của con tà ma rắn bốn đầu, nó đã bị sóng xung kích do cú ngã lún đất của hắn tạo ra ép nát. Rắn bốn đầu vốn có khả năng mọc lại đầu, nhưng bây giờ cơ thể của hắn đã nát bét thế này rồi, nội tạng trong cơ thể đã nát bấy từ lâu, hắn không sống nổi nữa rồi. Trong mắt của Bạch Tôn Giả, màu đen có cảm giác thương cảm không nói thành lời. Sinh mệnh thật đúng là yếu ớt mà. Lại qua một lúc lâu, Bạch Tôn Giả màu đen lại quay đầu nhìn sang bên cạnh. Vừa rồi lúc hắn lao xuống thì hình như bên cạnh còn có vật gì đó hay sao ấy. Bạch Tôn Giả, màu đen nhanh chóng phát hiện ra một pho tượng đá. Hay đúng hơn là một tu sĩ loài người được sức mạnh hệ thổ bao lấy nhiều tầng để bảo vệ. Chính là tôn giả thất phẩm lúc trước con rắn bốn đầu kia dùng đuôi cuốn lấy sao. Thú vị đấy, thế mà lại có thể bình an vô sự sống sót. Bạch Tôn Giả màu đen mỉm cười, ngồi xổm bên cạnh tượng đá, lật tượng đá lại. Sau đó, Bạch Tôn Giả màu đen ngẩn ra. Tượng đá này trực tiếp bao lấy tu sĩ bên trong, đến ngũ quan cũng vô cùng sống động. Sao hắn cứ cảm thấy tượng đá này quen quen thế nhỉ? Khoan đã, đây không phải là gương mặt của ta sao? Bạch Tôn Giả màu đen đột nhiên nói. Gương mặt của tượng đá này giống hệt với gương mặt của hắn. Lúc trước khi ở trên không trung, hắn đã cảm thấy tu sĩ nhân loại này kỳ lạ rồi. Bây giờ sau khi đến gần thì cảm giác kỳ lạ này càng rõ ràng hơn. Cảm giác kỳ quái này không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Bạch Tôn Giả màu đen giơ tay ra gõ vào tượng đá. Cộp cộp, tượng đá hoàn toàn không có phản ứng gì. Nhưng Bạch Tôn Giả màu đen lại bật cả người về sau như bị điện giật vậy. Cảm giác này là sao? Dường như cả cơ thể ta sắp bị tượng đá này nuốt chửng, hút vào bên trong vậy. Nguy hiểm, tu sĩ nhân loại này khiến hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hay là giết hắn? Bạch Tôn Giả màu đen thầm nhủ trong lòng, quả nhiên vẫn nên nhân lúc thứ nguy hiểm này chưa kịp lớn lên mà tiêu diệt hắn đi thôi. Chương 683, thư hàng tiểu hữu, tiếp theo đến lượt ngươi chết rồi. Bạch Tôn Giả màu đen giơ tay ra, phất tay với pho tượng đá nằm trên mặt đất. Trần quy trần, thổ quy thổ, hóa thành cát bụi đi. Lúc hắn vung tay lên, sức mạnh của cả thế giới cửu u đều bị điều động. Ở thế giới cửu u, hắn chính là chúa tể, ý chí của hắn chính là ý chí của thế giới cửu u. Dưới sự thao túng của Bạch Tôn Giả màu đen, sức mạnh của thế giới cửu u bao trùm về phía tượng đá, muốn nghiền nát, biến nó thành cát bụi của lịch sử. Nhưng đúng vào lúc này, có một cánh tay sắt thép xông ra chặn giữa, sức mạnh cửu u, và pho tượng mà Bạch Tôn Giả hóa thành. Trên cánh tay sắt thép này cũng ngưng tụ sức mạnh, tà ác, và, dơ bẩn, thuần túy, giống như quần áo màu đen trên người Bạch Tôn Giả màu đen vậy. Cánh tay sắt thép chắn ở giữa, chặn lại toàn bộ đòn tấn công của Bạch Tôn Giả màu đen. Cánh tay sắt thép này cũng có thể điều động tất cả sức mạnh của thế giới cửu u, ý chí của nó cũng là ý chí của thế giới cửu u. Một thế giới, mà lại có tới hai ý chí khác nhau, vậy chẳng phải giống như người mắc chứng tâm thần phân liệt à? Ngay sau đó, bản thể của cánh tay sắt thép chui từ trong không trung ra, đó là một tồn tại không có hình thái cụ thể. Ngoại trừ cánh tay sắt thép, bản thể của nó là quả cầu kim loại thể lỏng do thép dạng lỏng tạo nên. Sau khi hiện thân, cánh tay sắt thép kia cũng thu lại vào trong quả cầu kim loại dạng lỏng đó và hóa thành thép lỏng. Quả cầu kim loại lỏng này có khả năng biến hóa thành các loại hình dạng khác nhau. Là ngươi ư, ngươi lại theo dõi ta à? Bạch Tôn Giả, màu đen nhìn quả cầu kim loại màu đen dạng lỏng, nói với giọng hờ hững. Đương nhiên là ta, cười quái dị. Quả cầu kim loại thể lỏng kia đáp lại. Giọng nói của nó giống như tiếng máy móc, không hề có chút dao động nào.
Ba chữ, cười quái dị, cũng được nói ra bằng miệng chứ nó không hề cười tiếng nào. Rốt cuộc ngươi còn muốn đi theo ta bao lâu nữa hả? Rõ ràng ngươi biết hai chúng ta chẳng ai làm gì được đối phương, ngươi đi theo ta cũng vô dụng mà. Bạch tôn giả, màu đen nói với vẻ bất đắc dĩ. Quả cầu kim loại dạng lỏng. Cười đắc ý, ta chỉ muốn theo sát ngươi, phá hoại tất cả hành động của ngươi, rồi sẽ có một ngày ta tìm được cách tiêu diệt ngươi. Thế giới cửu u này chỉ cần ý chí của ta là đủ rồi, ngươi là đồ dư thừa. Người mà ngươi muốn giết, ta đây nhất định phải bảo vệ, thứ mà ngươi muốn tạo ra thì ta sẽ hủy hoại nó. Bạch tôn giả, màu đen nhún vai. Người dư thừa là ngươi mới đúng chứ, rõ ràng ta xuất hiện ở thế giới cửu u sớm hơn ngươi mà. Cười giận dữ, mẹ kiếp, theo như quy tắc của thế giới cửu u, lúc ta xuất hiện ở thế giới cửu u thì ngươi nên biến mất, giao vị trí chúa tể của thế giới cửu u cho ta mới đúng. Nhưng tại sao ngươi còn ở lại thế giới cửu u chứ? Sao cứ mặt dày mày dạn chiếm lấy thế giới cửu u thuộc về ta thế hả? Ngươi là đồ thừa thãi. Lúc quả cầu kim loại dạng lỏng nói tới đây thì có vẻ vô cùng tức giận, cơ thể của nó cứ nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất giống như một quả bóng cao su. Bạch tôn giả, màu đen nhún vai. Điều này không thể trách ta được, ta cũng không biết cách rời khỏi thế giới cửu u mà. Có bản lĩnh thì ngươi cho ta một cách để rời khỏi thế giới cửu u, tiễn ta rời đi xem nào. Cười vô cùng tức giận, nếu như ta biết cách rời khỏi thế giới cửu u thì ta đây đã rời khỏi từ lâu rồi. Chết tiệt, ngoại trừ lúc vừa mới sinh ra ở thế giới cửu u là có thể đi ra ngoài một chuyến thì những ngày tháng sau này phải mãi mãi sống ở trong thế giới cửu u. Quả cầu kim loại dạng lỏng kia nhảy nhót đầy phẫn nộ. Thế nên, không thể trách ta được. Bạch tôn giả, màu đen ngáp một cái. Cầu kim loại thể lỏng tức giận đến mức nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Đúng vào lúc này, bạch tôn giả màu đen đột nhiên dậm chân, mặt đất của thế giới cửu u hóa thành ao đầm, nuốt lấy bức tượng bạch tôn giả trên mặt đất. Bạch tôn giả, màu đen mỉm cười. Ta thắng rồi. Quả cầu kim loại dạng lỏng ngừng lại chốc lát. Cười đắc ý, đồ ngu, ngu ngốc, đần độn. Người thắng là ta. Quả cầu kim loại lỏng reo hò đầy đắc ý. Trong lúc nói chuyện, từ chỗ sâu trong lòng đất có một thanh kiếm kim loại phá đất chui lên, nhập vào trong quả cầu kim loại. Pho tượng lúc nãy bị ngươi nuốt vào trong lòng đất là do thân thể của ta hóa thành. Pho tượng thật sự và cả tu sĩ nhân loại nằm phía xa kia với xà ma rắn bốn đầu đều được ta âm thầm đưa ra khỏi thế giới cửu u rồi. Dứt lời, quả cầu kim loại dạng lỏng bắt đầu biến hóa, trong chớp mắt nó hóa thành một người kim loại mảnh khảnh. Sau đó người kim loại này bắt đầu vặn vẹo trước mặt, bạch tôn giả, màu đen, nó nhảy một điệu nhảy rất có bản sắc, trào phúng. Điệu nhảy siêu cấp vô sỉ khiến cho người ta vừa nhìn liền muốn đẻ bẹp người kim loại kia. Cười đắc ý, cười vô cùng đắc ý, cười siêu cấp đắc ý. Người kim loại nhảy múa một cách vui vẻ. Bạch tôn giả, màu đen. Đến đi, tức giận lắm à. Đến đẻ bẹp ta đi, để chúng ta cùng tổn thương nhau nào. Cười vui vẻ, cười đắc ý. Người kim loại vừa vặn vẹo vừa không ngừng khiêu khích, bạch tôn giả, màu đen. Tên ngu đần nhà ngươi hãy mau học cách cười đi. Bạch tôn giả màu đen giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc của mình, tóc dài bay phấp phới, sức quyến rũ bắn ra bốn phía. Sau đó, bạch tôn giả màu đen nói. Ngoài ra, cảm ơn ngươi đã tiến bước bọn họ. Người kim loại đang vặn vẹo đột nhiên cứng lại. Ngươi có ý gì? Cười phẫn nộ cảm ơn ta tiến bước bọn họ, chẳng phải ngươi vừa muốn giết chết tu sĩ đang hóa đá kia hay sao? Người kim loại lại khôi phục dáng vẻ quả cầu kim loại lỏng, nhảy lên tưng tưng. Trong một khoảnh khắc ta đã cảm thấy tu sĩ hóa đá kia sẽ gây bất lợi cho ta. Nhưng ngay khi ra tay thì ta lại thấy giữa hắn và ta có cảm giác thân thiết. Nói không chừng hắn là người thân hay hậu duệ của ta cũng nên. Cho nên chắc chắn là ta sẽ không ra tay làm hại hắn đâu. Bạch tôn giả màu đen cười ha hả. Chẳng lẽ ngươi không thấy khuôn mặt của tu sĩ hóa đá kia giống ta lắm hay sao? Cười phẫn nộ giống cái đầu ngươi. Theo tính toán chính xác của ta thì hắn và ngươi chỉ giống nhau khoảng 80% thôi, hắn chẳng giống hệt ngươi đâu. Quả cầu kim loại lỏng giận dữ nói. Bạch tôn giả màu đen ngáp một cái. Đối với, ngươi, như bọn ta thì giống trên 80% đã là giống lắm rồi. Nghe đến đó, quả cầu kim loại lỏng kỳ lạ lại chứng lại. Một lát sau, đột nhiên nó lên tiếng. Cười lạnh hừ, đồ cãi cùn, ta phá vỡ kế hoạch của ngươi, cho nên ngươi mới vờ vịt coi như không có chuyện gì chứ gì. Trong lòng ngươi nhất định là hận ta thấu xương,
nhưng vẫn còn muốn làm bộ làm tịch để ta phiền lòng có đúng không? Bạch Tôn giả màu đen dụi mắt buồn ngủ. Hay, kệ ngươi nghĩ sao thì nghĩ, ngươi thích hiểu kiểu gì thì cứ hiểu kiểu đó đi. Thực ra, nếu ngươi có thể nghĩ rằng ta chết rồi thì càng tốt. Bây giờ ta phải đi đào cái động để ngủ một lúc đây, ít nhất cũng phải ngủ 100 năm mới được. Phiền ngươi đừng có tới quấy rầy ta, cứ coi như ta chết rồi nhé. Ít nhất thì trong 100 năm này ngươi cũng là chúa tể duy nhất của cửu u giới rồi. Cố lên, ta coi trọng ngươi lắm đấy. Quả cầu kim loại lỏng. Bạch Tôn giả màu đen phẩy tay rồi lại nói. À đúng rồi, trước khi tạm biệt, để ta dạy ngươi một việc này đã. Nghe kỹ này, hì 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 mới là tiếng cười, nhớ chưa? Học tập đi. Nói xong, Bạch Tôn giả màu đen biến mất trong hư không. Không biết hắn đã đào động ở chỗ nào trong cửu u giới để chui vào ngủ rồi. Chỉ để lại một quả cầu kim loại lỏng lẻ loi ở đó. Ở một nơi khác, Tống Thư Hàng tỉnh lại. Đau quá đau quá. Hắn cảm thấy cả người mình đều đau như xương cốt bị nghiền nát hết vậy. Hắn vội vàng thúc giục thuật trì rũ trên nhẫn đồng cổ, bắp cho mình ba phát mới hồi phục được chút sức lực. Sau đó Tống Thư Hàng phát hiện ra mình đang nằm trên độn quang của một thanh phi kiếm, đó chính là bội kiếm lưu tinh của Bạch Tôn giả. Lưu tinh kiếm đang bay ư? Chẳng lẽ Bạch Tiền Bối tỉnh lại rồi xử lý con tà ma rắn bốn đầu kia à? Bạch Tiền Bối, ngài tỉnh lại đúng lúc quan trọng đó sao? Quả nhiên Bạch Tiền Bối vẫn là đáng tin nhất. Tống Thư Hàng vui vẻ quay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy một pho tượng trông cực kỳ quen mắt. Đó là tượng Bạch Tôn giả đang nằm trên độn quang, không hề nhúc nhích. Rõ ràng Bạch Tôn giả vẫn đang ở trong trạng thái bế quan, lớp vỏ đá kia được ngài dùng để bảo vệ bản thân khi bế quan, cũng giống như lúc Tống Thư Hàng đón ngài xuất quan vậy. Trong thời điểm quan trọng, không chỉ bản thân hắn không đáng tin, mà cả Bạch Tôn giả cũng không đáng tin luôn. Nếu Bạch Tôn giả còn đang bế quan thì ai đã cứu hắn và ngài từ tay con tà ma rắn bốn đầu nọ? Khi Tống Thư Hàng nghĩ thế thì hắn cũng nhìn thấy con rắn bốn đầu. Lúc này nó đang quấn trên độn quang của lưu tinh kiếm chẳng khác gì một miếng rẻ rách. Thân thể nó như bị ai dùng chày nện bẹp dí, trông thê thảm cực kỳ. Ba cái đầu của rắn bốn đầu đều rũ xuống, không còn khí tức sinh mệnh. Cái đầu thứ tư bị đập nát một nửa, đang nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng với vẻ yếu ớt. Không ngờ, cuối cùng ta lại, chết như vậy, anh hùng khó qua, ải mỹ nhân. Dường như phải vét cạn hết sức lực của mình, cái đầu cuối cùng mới dặn ra được một câu như vậy. Nó khổ sở gắng gượng tới giờ, chỉ để nói nốt với Tống Thư Hàng câu rất ngầu cuối cùng này thôi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân ư? Ý gì đấy, chẳng lẽ họ gặp một mỹ nhân tuyệt thế ở giữa đường? Rồi mỹ nhân ấy làm gỏi rắn ma à? Tống Thư Hàng âm thầm suy tư. Nhưng tại sao bây giờ họ lại bay giữa không trung nhỉ? Chẳng lẽ họ rớt từ trên không xuống, rồi lưu tinh kiếm bảo vệ chủ nhân, tự động kích hoạt, nâng hắn và Bạch Tôn giả lên à? Tống Thư Hàng vỗ nhẹ lên lưu tinh kiếm. Lưu tinh kiếm phát ra tiếng vang, ong ong, đáp lại Tống Thư Hàng với vẻ dương dương đắc ý. Không biết từ lúc nào khí linh của lưu tinh kiếm đã ngày một hoàn thiện rồi. Được rồi, cảm ơn ngươi. Tống Thư Hàng cười nói. Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đâu đây? Khi Tống Thư Hàng còn đang suy nghĩ thì điện thoại của hắn reo vang. Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra, màn hình đã nứt rồi. May mà vẫn còn cố thao tác được. Bắc Hà tán nhân gọi điện tới. Tống Thư Hàng nghe máy. Bắc Hà tiền bối, có chuyện gì vậy? Thư Hàng tiểu hữu, ngươi với Bạch Tôn giả còn chưa về à? Mau về đi. Sắp đến lượt ngươi chết rồi đấy. Bắc Hà tán nhân sốt ruột nói. Chương 684, tà ma không hiểu nổi thế giới của các ảnh đế. Tống Thư Hàng. Bắc Hà tiền bối, bây giờ ta và Bạch Tôn giả đang về Sơn Trang nghỉ mát. Mặt khác, tiền bối à, đến lượt ta chết là sao? Thư Hàng tiểu hữu, khi ngươi bị con rắn bốn đầu kia bắt đi thì vừa hay có một đám tà ma cửu u vô cùng đông đảo tấn công. Diệt Phượng công tử sáng mắt lên. Đề nghị nhân cơ hội này quay trước cảnh, Không Vân phái bị hủy diệt, trong phim luôn. Thế là bọn ta thương lượng với đạo diễn Jacob một chút. Tóm lại, bây giờ chúng ta đang quay đến cảnh Không Vân phái bị hủy diệt. Bát Tí Kiếm Thánh do Cổ Hồ Quan Chân Quân diễn vừa mới chết trận xong, tiếp theo là đến lượt Dược Sư và Giang Tử Yên. Rồi một đám diễn viên quần chúng nối nhau chết hết nữa là đến người đấy. Đến đây nhanh lên, đừng bỏ lỡ cảnh quay. Cảnh này kích thích lắm luôn. Thôi. Ta không giải thích nhiều nữa,
sắp đến cảnh hy sinh bi tráng của phó trưởng môn Không Vân phái Vô Đạo chân nhân do ta diễn rồi, ta đi trước đây. Ngư Kiều Kiều, Kiều Kiều cô nương, đạo cụ của ta chuẩn bị xong chưa? Nửa người dưới nhân tạo ấy, nhớ chuẩn bị nhiều túi máu một chút, kết cục của ta là bị tà ma chém một đao đứt đôi người, tóe nhiều máu lắm đấy. Nhanh nhanh lên nào, sắp phải lên sàn rồi. Bắc Hà tán nhân nói liến thoáng trong điện thoại. Tống Thư Hàng. Bắc Hà tán nhân lại nói tiếp. À đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, người bảo Bạch Tiền Bối cũng chuẩn bị một chút đi. Chẳng phải trong kịch bản có ghi, sau khi cảnh Không Vân phái bị hủy diệt chấm dứt thì nhân vật chính Lăng Dạ từ bên ngoài vội vã trở về, rồi quỳ bên đống phế tích mà khóc hay sao? Người bảo Bạch Tiền Bối chuẩn bị cảm xúc bi thương đi, để đến lúc về nhập vai rồi diễn luôn. Tống Thư Hàng cười khổ. Nhưng mà Bắc Hà Tiền Bối à, bây giờ Bạch Tiền Bối còn đang bế quan này. Bắc Hà tán nhân ngẩn ra. Gì cơ, Bạch Tiền Bối bế quan ư? Lúc nào thế, ngài ấy định bế quan bao lâu? Không phải là tự nhiên muốn bế quan luôn 10 năm hay trăm năm đấy chứ? Đang quay phim mà nhân vật chính bế quan 10 năm trăm năm thì còn quay cái gì nữa? Chẳng lẽ lại phải bắt đồng quái tiên sư đến đây dịch dung thành Bạch Tôn giả để quay nốt những cảnh sau à? Tống Thư Hàng đáp. Bắc Hà Tiền Bối yên tâm đi, thời gian bế quan không dài, chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Khi ta và Bạch Tiền Bối bị tà ma rắn bốn đầu bắt đi thì Bạch Tiền Bối đã rơi vào trạng thái bế quan rồi. Có lẽ là ngài ấy bắt đầu bế quan ngay lúc nằm xuống đất khi quay phim ấy. Bắc Hà tán nhân. Thế, Thư Hàng à, người làm thế nào mà chạy trốn được từ trong tay của tà ma rắn bốn đầu kia vậy? Tống Thư Hàng đáp. Ta cũng không biết, ta nhớ là tà ma rắn bốn đầu muốn bắt ta và Bạch Tiền Bối đến Cửu U giới. Sau đó thì ta ngất đi. Lúc ta tỉnh dậy thì thấy mình và Bạch Tiền Bối đã nằm trên độn quang lưu tinh kiếm bay trên trời, còn con tà ma rắn bốn đầu thì bị ai giết treo trên lưu tinh kiếm rồi. Bắc Hà tán nhân nghĩ một lúc rồi đoán. Chẳng lẽ là có mảnh thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập chết con tà ma rắn bốn đầu kia à? Với vận hên của Bạch Tôn giả thì vụ này nghe hợp tình hợp lý lắm. Tống Thư Hàng nhìn con tà ma rắn bốn đầu cơ hồ bị nghiền nát. Đúng là có khả năng này thật. Nhìn người con rắn bốn đầu kia trông cứ như là bị vật nặng nghiền qua nghiền lại ấy. Bắc Hà tán nhân. Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, ngươi và Bạch Tôn giả cứ về Sơn Trang nghỉ mát trước đi. Còn cảnh nhân vật chính Lăng Dạ do Bạch Tôn giả diễn quỳ khóc bên đống đổ nát thì về rồi chúng ta nghĩ cách vậy. Nếu không được thật thì chờ Bạch Tôn giả tỉnh lại rồi quay bù cũng được. Ngươi về mau đi, đoạn Cao Thăng sư huynh chết trận anh dũng là đoạn phim giàu cảm xúc lắm đó, đừng có bỏ lỡ. Tống Thư Hàng. Ta biết rồi, ta sẽ dục lưu tinh kiếm về với tốc độ nhanh nhất. Nói thế đã, cúp đây, ta phải lên sàn rồi, tí nữa nói tiếp. Đây rồi, Kiều Kiều cô nương không cần gọi, ta tới ngay đây. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cảm xúc đâu đó xong xuôi, cam đoan sẽ chết rất đẹp, rất dứt khoát. Giọng nói của Bắc Hà tán nhân vang lên trong điện thoại. Tống Thư Hàng. Hắn cứ thấy Bắc Hà tán nhân vội vàng đi, chịu chết là lạ làm sao ấy. Sau khi cúp máy, Tống Thư Hàng nhìn Bạch Tôn giả đang ở trong trạng thái hóa đá và cái xác của con tà ma rắn bốn đầu kia. Sau đó hắn thở dài vỗ lên lưu tinh kiếm. Lưu tinh kiếm, người có nhớ đường về Sơn Trang nghỉ mát không? Chúng ta về bằng tốc độ nhanh nhất nhé. Tống Thư Hàng vừa mới nói dứt lời thì đã cảm thấy có gì không ổn, hình như hắn vừa nói nhầm cái gì thì phải. Ong ong ong. Đúng lúc này, lưu tinh kiếm phát ra tiếng kiếm ngân rộn rã. Nó đang vô cùng vui vẻ. Chỉ một loáng sau, Tống Thư Hàng đã hiểu vì sao. Lưu tinh kiếm bùng nổ vận tốc tối đa, tốc độ tăng nhanh vùn vụt. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, như thể không hề có giới hạn tốc độ tối đa. Chỉ sau 3 hơi thở ngắn ngủi, tốc độ của lưu tinh kiếm đã nhanh gấp 50 lần phi kiếm dùng một lần. Tuy rằng không đa dạng như lưu tinh kiếm dùng một lần. Thế nhưng chỉ, nhanh, thôi cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Tống Thư Hàng hoàn toàn không nhìn rõ phong cảnh ở hai bên đường nữa. Thế là bệnh sợ độ cao của Thư Hàng tiểu hữu lại tái phát. Tốc độ này nhanh quá, nhanh hơn xa cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được rồi. Hắn cẩn thận túm chân tượng đá Bạch Tôn giả rồi nhắm tịt mắt lại, đây chắc chắn sẽ lại là một đoạn lịch sử đen trong cuộc đời hắn. Tống Thư Hàng. Lưu tinh kiếm, từ từ thôi. Nhưng mà lưu tinh kiếm đã trở thành một con ngựa hoang thoát cương căn bản không tài nào dừng được. Tốc độ của nó vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Thư Hàng tiểu hữu,
Một tu sĩ vừa mon men lên tam phẩm, cách cảnh giới tứ phẩm còn một bước dài. Trong lòng hắn lúc này, có một ý nghĩ ngày càng kiên định. Ấy là trong tương lai, hắn nhất định phải lắp lan can an toàn cho phi kiếm hoặc phi đao của mình. An toàn là trên hết, an toàn, vạn tuế. Ở một nơi khác, bên ngoài sơn trang nghỉ mát của Bạch Tôn giả. Hiến công cư sĩ dốc toàn lực thao túng những trận pháp cạm bẫy, vây khốn tà ma lục phẩm và đám tà ma ngũ phẩm cường đại. Cư sĩ gầm lên, nện hăng vào cho lão phu, bắt sống con tà ma lục phẩm và đám tà ma ngũ phẩm lợi hại kia lại, đừng cho chúng nó thoát. Lùa hết đám tà ma tam phẩm tứ phẩm bình thường và đám tà ma ngũ phẩm yếu yếu vào trong. Phi ngư cư sĩ tóc lam xoay tròn phi đao trong tay, hai mắt bị tóc mái dài che khuất nhìn đau đớn vào con mồi như một con chim ưng. Hiến công đạo hữu, bên góc phải có ba con tà ma ngũ phẩm có năng lực đặc biệt, chúng nó đang không ngừng triệu hồi đồng bạn đến đây. Thế giữ chúng nó lại, để cho chúng nó triệu hồi tiếp đi, cứ việc triệu cho nhiều vào. Lùa hết đám tà ma tam phẩm và tứ phẩm vào trong để phối hợp cho các đạo hữu bên trong quay phim nào. Hiến công cư sĩ nói. Đồng thời, hắn quét mắt tìm kiếm trong đám tà ma. Long ma đâu? Vì sao trong mấy con tà ma lục phẩm của cửu u giới này lại không có long ma? Long ma đã hẹn đâu? Rốt cuộc là đâu rồi? Đáng chết, lẽ nào con long ma kia lại chơi trò núp lùm xảo quyệt? Chết tiệt, giờ chỉ còn cách bắt sống đám tà ma lục phẩm này rồi ép hỏi vị trí của long ma thôi. Hiến công cư sĩ thầm nghĩ trong lòng. Thế là, dưới sự hiệp trợ của hiến công cư sĩ, phi ngư cư sĩ, mễ cao cư sĩ và các đồng bạn khác, những tà ma từ ngũ phẩm đỉnh phong trở lên đều bị vây khốn trong cạm bẫy. Còn những tà ma tam phẩm, tứ phẩm và ngũ phẩm tầm thường thì được thả cho xông vào trong sơn trang nghỉ mát. Ở trong đó, các đạo hữu nhóm cửu châu số 1 đã hóa thân thành ảnh đế và chơi đến là 2. Lúc này, đám tà ma cửu u chật vật xâm nhập được vào sơn trang nghỉ mát đều ngu hết cả người. Chúng nó vừa xông vào trong thì đã gặp ngay một đám tu sĩ cường đại. Đám tu sĩ này cực kỳ âm hiểm, mới đầu ai nấy đều che giấu khí tức bản thân, giả vờ làm kẻ yếu, đợi tà ma cửu u lao lên rồi mới đồng loại nhe nanh cường giả ra. Được rồi, nếu đã gặp thì đánh đi. Dù sao khi tà ma cửu u gặp tu sĩ nhân loại thì cũng chỉ có một kết cục là ngươi chết ta sống mà thôi. Tu sĩ thắng thì dùng tà ma cửu u để luyện đan và chế tác pháp bảo, tà ma cửu u thắng thì bắt sống tu sĩ về song tu. Đại chiến là không thể tránh được. Khi đám tà ma cửu u cho rằng mình sắp phải lao vào một cuộc chiến đẫm máu, thì đánh đấm một hồi, tự nhiên lại thấy mấy tên tu sĩ cường đại kia nói mấy câu chẳng ra làm sao rồi lăn đùng ra chết. Ví dụ như một tu sĩ cường đại cấp bậc chân quân lục phẩm, sánh ngang với một trong 6 vị động chủ chỉ huy cuộc tấn công lần này. Chân quân có chiến lực phi phàm, sau lưng huyễn hóa ra tận 6 cánh tay, mỗi tay cầm một thanh kiếm sắc. Khi hắn lên đài thì oai phong lẫm liệt, chỉ kiếm vào đám tà ma cửu u mà gầm lên dõng dạc. Nghiệp chướng, bát tí kiếm thánh của Không Vân phái ở đây, muốn hủy diệt Không Vân phái ta thì phải bước qua xác ta trước. Sau đó, khi vị bát tí kiếm thánh này xông vào đám tà ma thì chẳng khác nào sói nhảy vào giữa đàn dê. Mà không, phải là rồng thời hồng hoang nhảy vào đàn dê mới đúng. Lũ tà ma cửu u tam, tứ phẩm bình thường căn bản không chịu nổi một kiếm của hắn. Cho dù là tà ma ngũ phẩm cũng chỉ có vài đứa địch được với hắn đến 5 chiêu. Tà ma cửu u bị đánh cho khóc thét. Không Vân phái là cái quái gì thế? Chúng nó mở cuộc tấn công này có phải vì muốn hủy diệt môn phái nào đâu? Chúng nó chỉ muốn bắt một tên dư nghiệt của Kim Cương Tự rồi túm lấy vài tên tu sĩ nhân loại bình thường thôi mà. Sao tự nhiên lại biến thành tấn công cả một môn phái nhân loại cơ chứ? Khi đám tà ma cửu u đang bị vị bát tí kiếm thánh này treo lên đánh cho khóc cha gọi mẹ, thì chân quân lục phẩm bát tí kiếm thánh đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, rồi lao về phía một tà ma cửu u cảnh giới tứ phẩm gần đó. Sau đó, hai bên đánh nhau ầm ầm. Tà ma cửu u cảnh giới tứ phẩm ban nãy còn không chịu nổi một chiêu của bát tí kiếm thánh, thế mà bây giờ lại có thể đánh bất phân thắng bại với tu sĩ đáng sợ này. Thậm chí có vẻ còn chiếm thế thượng phong. Đúng vậy, đám tà ma không hề nhìn lầm, trong trận đại chiến giữa tà ma tứ phẩm và chân quân lục phẩm này, tà ma tứ phẩm đang đè đầu chân quân lục phẩm. Chúng nó thấy ảo giác hả? Trong lúc chúng nó còn đang suy tư, thì tà ma cửu u tứ phẩm nghiến răng bùng nổ, liên tiếp đánh ra hơn 10 chưởng. Sau đó, bát tí kiếm thánh không kịp tránh né mà ăn đủ cả hơn 10 chưởng kia. A, trời xanh diệt Không Vân ta,
trời xanh diệt không vân ta rồi. Bát Tí Kiếm Thánh vừa kêu vừa ngã bổ xuống, tám thanh kiếm cũng rơi trên mặt đất. Máu tươi từ miệng và ngực hắn phun ra tung tóe. Trông thảm thiết cực kỳ. Chương 685, phân cảnh của Túy Nguyệt cư sĩ, 2 giây. Vị Bát Tí Kiếm Thánh chân quân kia cứ thế chết luôn sao? Nếu không có mặt tại hiện trường, thì nói không chừng có nhiều tà ma sẽ tin thật đấy. Nhưng nội tâm của đám tà ma tam phẩm, tứ phẩm ở hiện trường thì chất chứa cả rổ đậu má. Ngoá nó chứ. Vị Bát Tí Kiếm Thánh kia, ngã xuống bỏ mình, nhưng khí tức sinh mệnh trên người vẫn vô cùng cường liệt, chói mắt chẳng khác gì mặt trời giữa trưa. Hơn nữa trên người hắn còn có một lớp phòng hộ trong suốt nhưng vô cùng cường đại. Có lớp phòng hộ đó thì tất cả tà ma cửu u ở đây đều chẳng làm gì được hắn. Tà ma cửu u vừa giết chết Bát Tí Kiếm Thánh thì hoàn toàn không thể lý giải nổi chuyện vừa mới xảy ra trước mắt, ngu luôn. Đám tu sĩ nhân loại này bị rút não hả? Rốt cuộc thì họ đang làm gì vậy? Đám tà ma còn chưa kịp nghĩ thông thì lại có tiếng gầm giống bi tráng vang lên cách đó không xa. Một người đàn ông đang bị ba con tà ma cửu u tam phẩm vây đánh chợt gào lên lạc giọng. Bát Tí, không, Bát Tí, đám chết dẫm các ngươi dám giết Bát Tí sư đệ của ta, ta liều mạng với các ngươi. Đôi mắt rồng của người đàn ông ấy lấp lánh ánh lệ, tiếng kêu gào khiến cho người ta rơi nước mắt tiếc thương. Cứ như thể vị Bát Tí Kiếm Thánh chân quân kia đã chết thật rồi vậy. Sau khi gào xong, linh lực cường đại trên thân người đàn ông kia lập tức khai hỏa toàn lực, khí tức giao long đậm đặc bốc lên ngùn ngụt. Ta phải giết các ngươi đều phải chết, thần long quyền vương ta xin thề phải giết, sạch, các, ngươi, phải bắt các ngươi chôn cùng với sư đệ ta. Người đàn ông mang khí tức của giao long gào thét một hồi rồi tung người nhảy lên, hư ảnh giao long khổng lồ huyễn hóa ra phái sau lưng hắn. Đó là một con giao long sắp hóa thành rồng. Sát ý ngập trời. Lại là một vị chân quân. Hơn nữa đây còn là giao long chân quân đứng đầu trong hàng chân quân lục phẩm. Sáu vị động chủ tấn công tới đây lần này cũng không phải là đối thủ của giao long chân quân đó. Sau đó, vị giao long chân quân tên là thần long quyền vương này đánh ra từng quyền vang rền như bật hách, quyền nào quyền nấy đều mang hư ảnh giao long, nổ tung giữa đám tà ma cửu u. Nhất thời, trong cả đất trời vang vọng tiếng rồng ngâm. Hòa cùng tiếng tà ma cửu u kêu rên thảm thiết. Ngoá nó, mở to hai mắt ra mà nhìn đi, tên sư đệ Bát Tí Kiếm Thánh kia của ngươi có chết quái đâu. Vẫn còn đang sống sờ sờ ra kia kìa. Khí tức sinh mệnh trên người hắn rõ rành rành như thế, ngươi mù hay sao mà không nhìn ra hả? Đám tà ma cửu u muốn nhỏ thuốc tra mắt cho thần long quyền vương kia quá. Ngươi là một tu sĩ, mắt mũi đừng kém thế được không? Ngươi đừng mù quáng thế thì chúng mình mới đấu tiếp được chứ. Trong lúc đám tà ma cửu u buồn bực sắp hộc máu đến nơi, thì vị thần long quyền vương kia đã vào tới trước mặt tà ma tứ phẩm vừa, đánh chết Bát Tí Kiếm Thánh chỉ bằng một chưởng hồi nãy. Chết đi cho ta, tiếp chiêu của ta đây, võ đang sơn giao long bá. Thần long quyền vương hét lên giận dữ, quyền vung tới tấp giữa không trung, như đang đánh một chiêu quyền cường đại, lại như đang dùng quyền để vẽ một hình thù kỳ dị. Thần long quyền vương đánh chiêu này mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng đám tà ma bị khí thế cường đại của hắn chấn nhiếp thì chỉ thấy thân thể nặng trịch, chẳng ai có thể nhân cơ hội xông lên tấn công hắn cả. Cả bọn phải chờ thần long quyền vương vẽ xong hình rồi đánh ra một quyền. Trong hư không, tiếng rồng ngâm vang trời dậy đất. Một con giao long linh khí trông cực kỳ sống động vọt ra từ nắm đấm của thần long quyền vương, nện xuống người tên tà ma cửu u tứ phẩm kia. Tà ma cửu u bị khí tức chấn nhiếp không tránh né được, cứ phải đứng cứng đờ tại chỗ. Cuối cùng bị giao long linh khí đánh nổ tan xác pháo. Sư đệ, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Thần long quyền vương rưng rưng nước mắt, rồi ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, chưa đến một phút đồng hồ, thần long quyền vương bị ba con tà ma cửu u vây đánh. Cuối cùng hắn, không chống đỡ nổi nữa, bị ba con tà ma kia đánh hơn 10 chiêu, cả đạo bào trên người cũng bị xé nát. Trời xanh diệt không vân ta. Trời xanh diệt không vân ta rồi. Trong mắt thần long quyền vương dâng lên nỗi bi phẫn khôn tả, hắn đọc lời thoại kinh điển kia lên. Trên người hắn phun ra máu tươi đầm đìa, sau đó hắn ngã vật về phía sau và lăn ra chết. Cũng giống như Bát Tí Kiếm Thánh, tuy vị thần long quyền vương này đã chết, nhưng khí tức sinh mệnh vẫn đủ để trói mù mắt đám tà ma cửu u. Vòng phòng hộ trong suốt cũng xuất hiện quanh người thần long quyền vương và bảo vệ hắn vô cùng chặt chẽ. Đám tà ma cửu u. Đậu má, vụ gì thế này?
Đám tu sĩ nhân loại này bị thần kinh, hay là hôm nay chúng uống nhầm thuốc vậy? Nhưng dù đám tu sĩ nhân loại này có bị thần kinh hay không, thì hai tu sĩ cấp bậc chân quân nằm ì ra đó giả chết, không ra tay tàn sát nữa, vẫn là một chuyện tốt đối với tà ma cửu U. Ít nhất thì thương vong của chúng có thể giảm thiểu đi đáng kể, chúng còn có thể tập trung tinh thần để đối phó với các tu sĩ nhân loại khác nữa. Khi đám tà ma cửu U đang nghĩ như thế, thì chuyện khiến cho đầu óc của chúng không phản ứng kịp lại xảy ra. Không biết từ khi nào, có một tu sĩ nhân loại như ẩn sĩ xuất hiện đằng sau phe tà ma. Nói cũng lạ, rõ ràng tu sĩ nhân loại này mặc áo giáp đen xì dữ tợn cực kỳ nổi bật, trong tay còn cầm một thanh đao lớn đen thui dài hơn 2 mét, dáng vẻ khí phách tà ác là thế, mà khi đám tà ma cửu U vừa nhìn thấy hắn thì lại nghĩ ngay đến một vị ẩn sĩ náu mình nơi rừng thẳm núi sâu. Chẳng ai biết vị ẩn sĩ này đã lẻn ra sau lưng phe mình như thế nào. Lúc này, ẩn sĩ nhân loại mặc giáp đen dương cao đại đao, chỉ vào một đám tu sĩ nhân loại uống lộn thuốc rồi cười vang mà nói. Đám không vân phái ngu dốt kia mà cũng dám cản đường bản đốc quân tà tướng Minh Nguyệt sao? Thiên hạ này đã là vật trong tay của tà giới bọn ta rồi, thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Các con, mau giết cho ta, giết sạch bọn chúng đi, san bằng không vân phái. Đám tà ma cửu U. Cha này là ai đây? Sao lại đứng về phía tà ma cửu U chúng nó? Đã thế lại còn ra lệnh cho chúng nó nữa chứ? Min lật bàn, giặt một đám thần kinh chết tiệt. Mấy con tà ma cửu U bên cạnh ẩn sĩ liếc mắt nhìn nhau, rồi bao vây quanh hắn, chuẩn bị làm gỏi luôn tên ẩn sĩ dở hơi này. Ngay khi đám tà ma cửu U chuẩn bị ra tay, thì trên người tên ẩn sĩ tà tướng Minh Nguyệt bỗng bùng phát luồng khí tức vô cùng khủng bố. Cùng là khí tức của chân quân lục phẩm, thế nhưng lại là của chân quân lục phẩm đỉnh phong. Khí tức đáng sợ chấn nhiếp cả đám tà ma cửu U đang dục dịch. Tiếp đó, vị tà tướng Minh Nguyệt kia vung đao lên, đao khí quấn lấy đám tà ma bên người hắn, cuốn chúng về phía trước, đẩy thẳng vào giữa vòng vây của tu sĩ nhân loại. Ngây ra đó làm gì nữa? Mau giết cho bản đốc quân, giết, giết, chỉ cần san bằng không vân phái thì tà chủ sẽ có thưởng lớn. Kẻ nào dám lui về phía sau, ta sẽ giết chết kẻ đó. Đám tà ma cửu U hạn hán lời. Não là thứ tốt, chúng thật sự hy vọng mấy tên tu sĩ nhân loại này có thể mang theo. Lúc này, Túy Nguyệt cư sĩ đắc ý lắm. Diễn xuất của hắn ban nãy siêu ổn, siêu tuyệt vời. Hắn cảm thấy mình đã diễn ra một nhân vật đốc quân của kẻ địch dễ gây chú ý một cách xuất thần luôn. Khi bộ phim này được chiếu thì chắc là hắn sẽ được nhiều người chú ý lắm đây. Vì tu luyện công pháp đặc thù từ nhỏ mà hắn trở thành một kẻ ẩn thân, ở trong nhóm Cửu Châu số 1 cũng là nhân vật tàng hình vạn năm, các đạo hữu thường xuyên quên khuấy mất đạo hiệu của hắn. Trong thời điểm nghiêm trọng nhất, có người nhìn đạo hiệu của hắn mà đọc còn đọc sai được. Thế nhưng dù là kẻ tàng hình vạn năm như hắn cũng muốn được huy hoàng chói sáng một phen. Cho dù chỉ là mấy cảnh trong phim, nhưng được huy hoàng một khắc thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nói chứ, ban nãy ống kính có quay hắn chứ hả? Dáng vẻ đốc quân ma tướng mang cảm giác tồn tại mạnh mẽ, dáng vẻ ngạo nghễ chói lóa của ta đã được quay lại rồi đúng không? Túy Việt cư sĩ nghĩ thầm trong lòng rồi liếc nhìn về phía anh quay phim. Không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy ban nãy rõ ràng là cảnh của hắn, nhưng anh quay phim lại hướng ống kính về phía trước, quay Tô Thị A Thập Lục đang chém giết trong đại quân tà ma. Không thể không nói Tô Thị A Thập Lục đang chiến đấu là rực rỡ nhất. Dáng vóc cô nho nhỏ, tay cô nắm đao ngắn. Thế nhưng chiêu nào chiêu nấy đều mang theo đao khí tung hoành, khí phách phi phàm. Dáng người nhỏ nhắn, đao khí hiên ngang, nét đẹp tương phản ấy đáng yêu đến cùng cực. Túy Suýt cư sĩ hơi hơi hâm mộ Tô Thị A Thập Lục. Ống kính máy quay cơ hồ dính chặt vào người cô, cho cô cảnh đặc tả cực dài. Túy Ước cư sĩ. Có nhầm không đấy, dựa theo kịch bản thì vừa rồi là cảnh của hắn cơ mà. Cảnh tượng hắn mang cảm giác tồn tại mãnh liệt như thế mà không được quay á. Này anh quay phim, mau tới quay ta nè. Túy Nhạc cư sĩ vung thanh đao trong tay, cuốn hết lớp tà ma này đến lớp tà ma khác ném về phía trước để cướp ống kính. Cuối cùng, dường như lương tâm của anh quay phim cũng thức tỉnh. Anh ta không quay Tô Thị A Thập Lục nữa mà chuyển ống kính sang, nhắm thẳng vào Túy Dược cư sĩ. Đến rồi, cuối cùng cũng tới cảnh của ta rồi. Túy Ước cư sĩ tạo dáng thật ngầu, khí thế đại ma đầu diệt thế trên người khai hỏa hoàn toàn. Anh quay phim dựng ngón cái đầy hài lòng với Túy Duyệt cư sĩ, rồi chỉ chưa tới 2 giây sau, anh ta đã quay ống kính đi mất,
chuyển về phía đại sư tỷ Mộ Dung Họa do Giang Tử Yên diễn. Giang Tử Yên cũng có dáng người nhỏ nhắn như Tô Thị A Thập Lục, thế nhưng phong cách của cô lại khác hẳn Tô Thị A Thập Lục. Phong cách chiến đấu của Tô Thị A Thập Lục là khí phách, còn của Giang Tử Yên lại là quỷ dị. Anh quay phim cảm thấy mình bắt cảnh quá hoàn mỹ. Khi bộ phim này được chiếu thì anh ta sẽ được nhiều khán giả khen ngợi lắm cho mà xem. Nhân gian gặp được mấy mỹ nhân chất lượng cao thế này cơ chứ. Thế mà trong bộ phim này đã có tận hai người rồi. Túy Việt cư sĩ, không gạch dưới không? Hắn lật bàn này, có tin hắn lật ngay bàn ở đây không? Còn để cho người ta đóng phim vui vẻ nữa hay thôi? Cảnh phim chưa tới 2 giây, thì làm sao mà thể hiện được sự nổi bật chói ngời của nhân vật phản diện đây hả? Chương 686, Bắc Hà Tán Nhân bị cắt cảnh quay. Lúc này, phân cảnh, Không Vân Phái bị hủy diệt, đang diễn đến đoạn cao trào. Nhờ kỹ xảo diễn xuất cao minh của các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1, đám trưởng lão và đệ tử của Không Vân Phái đều bị giết từng người một. Đa số đệ tử bình thường đều do thuộc hạ của Linh Điệp Tôn giả đóng vai, thực lực của bọn họ đều ở tầm nhị, tam phẩm. Khi đối mặt với công kích của tà ma Cửu U, bọn họ chỉ chống cự một lúc rồi sau đó vui vẻ nằm bẹp trên đất giả làm thi thể. Trên người bọn họ cũng có một cỗ pháp thuật phòng ngự, trong suốt, mạnh mẽ, giống như cổ hồ quan chân quân và giao bá chân quân, có thể bảo đảm mạng sống của tất cả mọi người không có việc gì. Vì thế nội tâm của đám tà ma Cửu U hoàn toàn sụp đổ. Cái con khỉ gì thế này? Tu sĩ hùng mạnh đánh một hồi rồi ngã xuống đất giả chết thì cũng được đi, thế nhưng tại sao đám tu sĩ nhị, tam phẩm bình thường cũng chỉ đánh một chút là nằm lăn trên đất chết, là sao hả? Từ lúc hai bên chính diện khai chiến cho đến bây giờ, phe tà ma Cửu U bị giết hết đám này tới đám khác, còn phe tu sĩ nhân loại. Mẹ nó, ngay cả một thằng bị thương cũng không có, toàn là nằm trên đất giả chết. Thế này thì chiến đấu cái quái gì nữa đây? Cho dù bên tà ma Cửu U có than phiền thế nào thì nội dung của bộ phim vẫn tiếp tục diễn. Cuối cùng cũng đến phiên Bắc Hà Tán Nhân lên sàn. Lúc Bắc Hà Tán Nhân lên sàn thì đãi ngộ hoàn toàn khác với đạo hữu Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Hắn vừa bước ra thì cả máy quay chính và máy quay phụ đều lập tức hướng thẳng ống kính về phía hắn. Bắc Hà Tán Nhân diễn vai Vô Đạo Chân Nhân, là sư đệ của Vô Vi Đạo Nhân trưởng môn Không Vân Phái. Sau khi ra sân thì Bắc Hà Tán Nhân lau máu tươi trên mặt, đi tới bên cạnh trưởng môn. Giọng nói của hắn chứa đầy bi thương và không nỡ. Trưởng phái sư huynh, Không Vân Phái không chống đỡ được nữa rồi. Những môn phái khác nhất thời cũng không kịp cứu giúp chúng ta. Rút lui thôi. Sắc mặt của Lạc Trần Chân Quân đóng vai Vô Vi Đạo Nhân cứng đờ, đấu tranh nội tâm hồi lâu, sau đó thở dài. Vô đạo sư đệ, người dẫn một số đệ tử rời đi trước đi. Bọn họ là tương lai của Không Vân Phái, chỉ cần bọn họ còn sống thì Không Vân Phái chúng ta cũng sẽ không diệt vong. Còn sư huynh thì sao? Bắc Hà Tán Nhân nhíu mày hỏi. Ta sẽ ngăn chặn đám yêu ma tà giới này, giúp các ngươi kéo dài thời gian. Đừng lo lắng cho ta. Ta đã là người sắp chết, có thể dùng tấm thân tàn này tranh thủ chút thời gian cho các ngươi cũng đáng giá lắm. Lạc Trần Chân Quân cười khẽ một tiếng, vai Vô Vi Đạo Nhân hắn đóng râu tóc bạc phơ, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, rõ ràng thọ nguyên không còn nhiều nữa. Không, sư huynh, ngươi là người đứng đầu một phái, ngươi còn sống thì Không Vân Phái chúng ta mới có chỗ dựa. Còn việc đoạn hậu này cứ giao cho ta đi. Bắc Hà Tán Nhân vai Vô Đạo Chân Nhân kiên định nói. Không đợi sư huynh trả lời, Bắc Hà Tán Nhân đã phi thân xông ra ngoài, trên đường đi còn triệu tập những đệ tử trong môn phái nguyện ý lưu lại cùng hắn ngăn cản ở phía sau. Trưởng môn Vô Vi Đạo Nhân thở dài não nề. Sau đó hắn quay người nói với một vị tăng nhân ở bên cạnh. Ách đạo hữu, là ta liên lụy đến ngươi, ngươi đến Không Vân Phái ta làm khách, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Ách tăng do Thông Huyền Đại sư thủ vai đứng bên cạnh chắp hai tay lại. Im lặng lắc đầu, lộ ra một nụ cười hòa nhã. Vô Vi Đạo Nhân tiếp tục nói. Bần đạo có một thỉnh cầu quá đáng, xin ách đạo hữu giúp ta hộ tống đệ tử tinh anh của Không Vân Phái thoát khỏi nơi này. Ách tăng nhìn Vô Vi Đạo Nhân, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Vì vậy, dưới sự an bài của trưởng môn Vô Vi Đạo Nhân, một số đệ tử trẻ tuổi của Không Vân Phái được âm thầm triệu tập lại. Bọn họ được ách tăng. Hộ Sơn Thần Thú Thôn Thiên Miêu của Không Vân Phái và mấy vị trưởng lão ổn trọng bảo vệ, thông qua đường hầm của Không Vân Phái thoát khỏi nơi đây đi vào bên trong nghỉ ngơi. Trên chiến trường, Tô Thị A Thập Lục đóng vai Đao Vô Tích khách nhân của Thái Bạch Kiếm Tông cũng bị kéo ra khỏi chiến cuộc, cũng được hộ tống rời đi cùng đám đệ tử trẻ tuổi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của A Thập Lục tràn đầy vẻ luyến tiếc, cô đánh chưa đã tay mà. Lúc quay cảnh này, ít nhất có 3 máy quay theo sát Lạc Trần chân quân vai Vô Vi đạo nhân. Đạo hữu Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đang ở trong trận doanh phe địch, vành mắt đỏ au, nội tâm gào thét, vậy là sao chứ? Cùng là chân quân, cùng là nhân vật chủ chốt của hai bên trận doanh, cớ sao cảnh quay của Lạc Trần chân quân dài như vậy? Mà của hắn lại chỉ có 2 giây, còn quay bằng một máy nữa chứ? Không công bằng, thế này quá không công bằng. Chờ diễn xong đoạn này thì hắn nhất định phải nghiêm túc kháng nghị mấy tên quay phim với đạo diễn Jacob mới được. Một bên khác, Tống Thư Hàng ngồi trên Lưu Tinh Kiếm cuối cùng cũng đã bay đến Sơn Trang nghỉ dưỡng. Tốc độ của Lưu Tinh Kiếm nhanh không tưởng, chỉ, vèo. Một cái đã chạy đến bên ngoài Sơn Trang. Ngay cả Hiến Công cư sĩ cùng với bạn đồng hành của hắn canh giữ ở bên ngoài Sơn Trang nghỉ dưỡng cũng không thể nhìn thấy rõ thứ gì mới bay qua. Phi Ngư cư sĩ xoa xoa đôi mắt màu xanh của mình hỏi. Hiến Công đạo hữu, vật gì mới bay qua đấy nhỉ? Ta cũng không thấy rõ. Hiến Công cư sĩ ngậm tẩu thuốc, hít một hơi thật sâu. Chắc là Bạch Tôn giả trở lại đấy. Lúc trước ta thấy con rắn bốn đầu ngu xuẩn kia cuốn lấy Bạch Tôn giả và Tống Thư Hàng tiểu hữu bay lên cao. Mà mới vừa rồi, hình như ta ngửi thấy mùi của con rắn ngu xuẩn kia. Bạch Tôn giả ư, ồ, là vị kia đấy à? Phi Ngư cư sĩ gật đầu một cái, sau đó cũng không thèm để ý tới thanh phi kiếm vừa mới vừa lướt qua nữa. Mặc dù nghe nói vị Bạch Tôn giả kia nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dù sao cũng không phải đồ ăn của cô. Cô chỉ thích nữ tu có da thịt non mềm mỏng nước mà thôi. Một lát sau, Lưu Tinh Kiếm nói dừng là dừng, từ cực động, trong phút chốc biến thành, cực tĩnh, Tống Thư Hàng cảm giác ruột gan mình chịu không nổi. Chờ Lưu Tinh Kiếm dừng hẳn thì hắn mới run rẩy buông tay khỏi tượng đá Bạch Tôn giả. Hôm nay, Tống Thư Hàng ta lại may mắn sống sót. Thư Hàng lẩm bẩm nói, từ nay về sau, hắn tuyệt đối sẽ không nhắc đến mấy chữ kiểu như, bay nhanh, trước mặt pháp khí, pháp bảo phi kiếm liên quan đến Bạch Tôn giả nữa, hắn không muốn đoạn thọ đâu. Hít sâu một hơi, Thư Hàng cúi đầu nhìn xuống dưới. Không biết phân cảnh, Không Vân phái bị hủy diệt, quay tới đâu rồi nhỉ? Rất đúng lúc, khi Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc thấy được cảnh Bắc Hà tán nhân, anh dũng hy sinh. Bên ngoài trường quay, Lệ Chi tiên tử giơ tay chộp một cái, thủ trảo vô hình bắt được một con tà ma cửu u hình dạng bọ ngựa đưa đến trước mặt cô. Trong cảnh quay này không có vai diễn của Lệ Chi tiên tử nên cô chỉ ở bên cạnh giúp đỡ chạy việc. Sau khi bắt được con tà ma cửu u hình bọ ngựa, Lệ Chi tiên tử giơ tay cầm nó lên rồi nhẹ nhàng ném ra. Con tà ma cửu u hình bọ ngựa đang hoảng sợ kia bị ném đi, bay thẳng về phía Bắc Hà tán nhân như đạn đại bác. Tuy Bắc Hà tán nhân vẫn đang tàn sát đám tà ma cửu u bình thường, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khi tà ma cửu u hình bọ ngựa bay đến trước mặt hắn, Bắc Hà tán nhân đã bày xong tư thế để nghênh đón. Chỉ thấy ánh đao chợt lóe, song đao của tà ma bọ ngựa chém ra, vừa vặn chém ngay eo Bắc Hà tán nhân. Ngay lúc này, đạo cụ nửa người dưới mà Bắc Hà tán nhân đã sớm chuẩn bị ổn thỏa bị chém đứt, túi máu bên trong phụt ra, máu tươi dính đầy mặt tà ma bọ ngựa. A, à, khốn kiếp, không ngờ ta lại chết dưới tay một tên đánh lén hèn hạ. Bắc Hà tán nhân vai Vô Đạo chân nhân tức giận nói với vẻ không cam lòng. Tà ma bọ ngựa trợn tròn mắt to, đánh lén mụ nội ngươi á. Rõ ràng là bạn ngươi ném ta tới đây, với lại là tự ngươi đụng vào song đao của ta mà. Các người vu khống cho ta. Chỉ tiếc, tà ma bọ ngựa còn chưa kịp kêu oan đã bị nửa người trên của Vô Đạo chân nhân vỗ một chưởng trúng ngay đầu. Chỉ một chưởng đã đánh nát đầu của con tà ma bọ ngựa. Sau đó, Bắc Hà tán nhân chỉ còn dư lại nửa người trên mỉm cười nói. Sư huynh, ta đã cố gắng hết sức rồi. Nói xong, hắn ngã ầm xuống đất, giữa nửa người trên cùng nửa người dưới máu chảy không ngừng, một đoạn ruột giống y như thật lòi ra ngoài từ chỗ bị chém đứt. Lúc nằm trên đất giả bộ làm thi thể, Bắc Hà tán nhân vẫn có thể cảm giác được các máy quay đang chiếu thẳng ống kính về phía thi thể của hắn. Bắc Hà tán nhân cực kỳ hài lòng vì mình đã diễn tốt màn Vô Đạo chân nhân bị chém đứt eo. Vì cảnh này mà hắn đã dày công chuẩn bị một bộ, đạo cụ nửa người dưới, đó nha. Máu này, ruột này, tất cả đều được chế tạo giống y như thật luôn. Bây giờ xem ra, sự chuẩn bị của hắn không hề uổng phí chút nào. Có đạo cụ giống y như thật hỗ trợ, cho dù chết rồi cũng có thể xuất hiện trên phim lâu thêm đôi chút. Cơ hội chỉ trao cho người có chuẩn bị.
Bắc Hà tán nhân rất tin vào những lời này. Một lát sau, bằng vào nhĩ lực siêu mạnh, Bắc Hà tán nhân nghe được tiếng trao đổi trong đoàn làm phim của đạo diễn Jacob. Cảnh này giống thật quá thì phải, cứ cảm thấy máu me tàn bạo lực quá. Thế này mới chân thực chứ. Nhưng chủ đề của bộ phim này đâu phải nói về bạo lực máu tanh cấm người dưới 17 tuổi đâu. Cả ruột cũng lòi ra thế kia, có phải ghê quá hay không? Nhưng cảnh quay này rất tuyệt vời, nếu không thì tạo hiệu ứng làm mờ che lại nhé. Thôi, hay là bỏ đi, cứ đưa cảnh này vào, bản không cắt, rồi chuyển cho vị Tống tiên sinh kia với bản tốt của ngài ấy, còn phiên bản chiếu trong rạp phim thì cắt bỏ đoạn này đi. Đành vậy thôi. Đồng ý. Bắc Hà tán nhân. Giống thật quá cho nên máu me nhiều ư, về sau cấm chiếu đoạn này á. Bản tọa sẽ rất tủi thân có biết không hả? Bắc Hà tán nhân âm thầm lên án chỉ trích ngầm trong lòng. Lúc này, dược sư đúng lúc đi ngang qua, thi thể, Bắc Hà tán nhân, thấp giọng nói. Bắc Hà huynh, ngươi làm việc gì cũng quá nghiêm túc, nhưng có lúc nghiêm túc quá lại không hay. Ha ha, tiếp theo cứ ngồi nhìn ta với Tử Yên diễn đi thôi. Giờ đến cảnh hắn với Giang Tử Yến hy sinh. Lúc này, Tống Thư Hàng lặng lẽ đáp xuống hậu trường đoàn quay phim. Ngư Kiều Kiều đi lên đón. Thư Hàng, người về rồi à, tới nhanh thật đấy. Tống Thư Hàng cười khổ, đúng là rất nhanh, nhanh đến mức thân thể hắn bây giờ vẫn còn mềm nhũn đây. Ngư Kiều Kiều đưa một bộ đạo bào mới qua rồi cười nói. Mau thay đồ rồi tìm cơ hội lặng lẽ đột nhập vào đội ngũ đệ tử chạy trốn của Không Vân Phái. Chờ khi ta mà cửu u đuổi giết tới, lúc đó đến phiên ngươi diễn cảnh cao thăng sư huynh chết đấy. Chương 687, Thư Hàng tiểu hữu quên cầm phù bảo hộ thuẫn. Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ diễn một màn cao thăng sư huynh hy sinh thật đẹp mắt. Tống Thư Hàng nhanh chóng thay đạo bào mới, lại nhận hai túi máu từ chỗ Ngư Kiều Kiều bỏ vào trong đạo bào. Trong kịch bản, vai cao thăng sư huynh hắn diễn sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ những sư đệ, sư muội đang chạy trốn. Trước khi chết, còn có một câu thoại rất ngầu, ta là sư huynh, bảo vệ tất cả sư đệ sư muội là chức trách của ta. Cứ để ta ngăn cản kẻ địch cho. Cảnh chết của cao thăng sư huynh diễn ra trong đường hầm, lúc đó hắn đơn thân độc mã ngăn cản hơn 10 kẻ địch tà giới, cuối cùng bị loạn kiếm đâm chết. Bộ đạo bào mà Ngư Kiều Kiều chuẩn bị cho hắn là một đạo cụ, trong đó có lắp đặt sẵn thiết bị. Chờ đến lúc Tống Thư Hàng diễn đến đoạn, cao thăng sư huynh hy sinh. Chỉ cần nhấn cái nút trên tay áo của đạo bào thì đạo bào sẽ phóng ra hào quang chói mắt. Sau khi hào quang sáng lên, trên đạo bào sẽ bắn ra 13 thanh kiếm đâm vào người Tống Thư Hàng, tạo thành hình ảnh bị loạn kiếm đâm xuyên. Đến lúc đó, Thư Hàng có thể tìm một tư thế thoải mái bắt đầu giả chết. Ngư Kiều Kiều nắm chặt tay Tống Thư Hàng nói. Thư Hàng, nhất định phải diễn cho thật tốt nhé. Đừng có kém hơn các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Bộ phim này chính là tác phẩm của chúng ta và cao mỗ mỗ đấy. Tống Thư Hàng bật cười. Sau đó hắn cất kỹ pho tượng Bạch Tôn Giả, lại thả thi thể của tà ma rắn bốn đầu bên cạnh pho tượng Bạch Tôn Giả. Lưu tinh kiếm tự động treo bên hông pho tượng Bạch Tôn Giả, hộ pháp cho chủ nhân đang bế quan. Vậy ta đi trước đây. Tống Thư Hàng vẫy tay chào Ngư Kiều Kiều, chạy nhanh về phía đường hầm của Không Vân Phái. Ngư Kiều Kiều cũng vẫy tay chào lại. Sau đó xoay người đi làm những chuyện khác. Vai diễn của cô đã kết thúc, bây giờ cô chủ động chuẩn bị các loại đạo cụ cho các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1. Lúc rời đi, cả Ngư Kiều Kiều và Tống Thư Hàng đều không phát hiện trong tủ nhỏ đựng đạo bào của Cao Thăng Sư Huynh vẫn còn một tấm phù bảo. Đó là phù bảo hộ thuẫn trong suốt, nó có thể bảo đảm lúc các diễn viên giả chết không bị tà ma đả thương. Đường hầm Không Vân Phái nằm ở phía tây Sơn Trang nghỉ mát. Sơn Trang nghỉ mát này vốn là di tích của một môn phái cỡ trung, Bạch Tôn Giả cũng chỉ tu sửa lại một chút chứ không thay đổi bố cục của nó. Trong di tích môn phái cỡ trung kia vốn đã có một đường hầm bí mật, rất thích hợp để quay phim. Tống Thư Hàng thừa dịp máy quay còn chưa chiếu tới, chạy nhanh vào trong đường hầm, trà trộn vào đội ngũ chạy trốn của Không Vân Phái. Tô Thị A Thập Lục vẫy tay với hắn. Thư Hàng, người về rồi à? Ừ, ta đã bình an trở lại rồi đây. Tống Thư Hàng cười hỏi. A Thập Lục, cảm giác đóng phim thế nào? Cũng được lắm. Tô Thị A Thập Lục vuốt ve thanh tiểu đao của mình, nói tiếp. Chỉ là vừa rồi còn chưa đánh sướng tay thì đã bị Thông Huyền Đại Sư với Diệt Phượng tiền bối cưỡng ép kéo đi rồi. Cô vẫn chưa chơi đủ mà. Thông Huyền Đại Sư chắp hai tay trước ngực, miệng khẽ mỉm cười. Diệt Phượng tiền bối cười khổ nói.
tính cách của A Thập Lục càng ngày càng giống A Thất đạo hữu. Dù sao A Thập Lục ngươi cũng là một cô gái, xin người đừng biến thành một kẻ cuồng đánh nhau, suốt ngày chạy khắp nơi khiêu chiến các môn các phái như A Thất. Yên tâm đi, Diệt Phượng tiền bối. Ta tuyệt đối sẽ không một thân một mình đi khiêu chiến một môn phái giống như A Thất, loại chuyện như vậy ta làm không được. Tô thị A Thập Lục nhếch miệng lên. Ta chỉ thích chiến đấu thôi à. Diệt Phượng công tử. Tống Thư Hàng vừa thấy Diệt Phượng tiền bối liền nghĩ tới một chuyện. Diệt Phượng tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi ngài một chút. Chuyện gì thế? Diệt Phượng công tử hỏi. Tiền bối, ngài có cho mướn CPU được không? Mướn một lần giá cả thế nào? Tống Thư Hàng mong đợi hỏi. Gần đây hắn học công pháp tầng thứ 3 trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, còn có kim cương phục ma quyền, cùng với thân pháp thiên hành kiện lấy được từ thư sinh trong suốt, cộng thêm pháp môn ẩn giấu khí tức bản thân và cách nắm bắt khí tức mà Tô Thị A Thập Lục đã dạy hắn nữa. Nhiều kỹ năng như vậy, hắn cũng mới miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Hắn cảm thấy trong những công pháp, võ kỹ này có rất nhiều chỗ không cách nào hiểu thấu. Nếu có thể mượn CPU của Diệt Phượng tiền bối dùng một chút thì những công pháp, võ kỹ, kỹ xảo này của hắn đều có thể tiến thẳng vào cảnh giới đại thành, được vậy thì sướng biết nhường nào. Lượn đi! Diệt Phượng công tử mắng, tên này coi thân thể hắn là máy vi tính hình người chắc. Mượn CPU mượn đến nghiện rồi à? Hứ, CPU cái con khỉ, tiết tấu đều bị tiểu tử Tống Thư Hàng này làm hỏng hết. Diệt Phượng tiền bối, không thể thương lượng một chút được à? Tống Thư Hàng thật sự không cam lòng. Đừng có mà mơ. Diệt Phượng công tử từ chối không chút lưu tình. Tiếc ghê. Kiểu này phải đi hỏi thăm các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 xem Diệt Phượng công tử có sở thích đặc biệt gì không mới được. Nếu có thể làm Diệt Phượng công tử vừa lòng nói không chừng có thể mượn được CPU lần nữa. Vì mượn CPU, Thư Hàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Tô Thị A Thập Lục ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. CPU ư? Tống Thư Hàng nhỏ giọng giải thích cho A Thập Lục. CPU chỉ là cách nói của ta thôi, thật ra CPU trong miệng ta là chỉ Diệt Phượng tiền bối. Ừ, ngừng. Diệt Phượng công tử đưa tay bịt miệng Tống Thư Hàng lại. Thư Hàng tiểu hữu, đừng tuyên truyền chuyện này khắp nơi, ta thấy xấu hổ lắm có biết không hả? Loại chuyện như mượn thân thể, mượn đại não thế này, bản thân mình biết là được rồi, để người khác biết sẽ rất xấu hổ đấy. Tống Thư Hàng nhìn Diệt Phượng tiền bối với vẻ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Nếu Diệt Phượng tiền bối không cho hắn nói ra thì cứ giữ bí mật cho tiền bối đi vậy. Tô Thị A Thập Lục mít đặc, không hiểu gì hết. Trên chiến trường ngoài đường hầm, phần lớn đệ tử Không Vân Phái do các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 sắm vai đều nhao nhao tử ẹo. Giang Tử Yên đóng vai đại sư tỷ Mộ Dung Họa, lúc này đang bị 5 con tà ma tam phẩm bao vây. Chắc cảnh quay sắp xong rồi nhỉ? Giang Tử Yên nói thầm trong lòng. Lệ Chi tiên tử cách đó không xa lại đưa tay chụp một cái, bắt được một con tà ma hình khỉ. Con tà ma hình khỉ này trong tay cầm lợi kiếm, vừa vặn hữu dụng cho cảnh quay. Đến phiên ngươi lên sàn đấy. Lệ Chi tiên tử cười hì hì, giơ tà ma hình khỉ lên ném về phía Giang Tử Yên. Tà ma hình khỉ sợ toát mồ hôi hột, mặc dù nó chỉ là một con tà ma tam phẩm. Nhưng vì là tà ma hình người nên trí tuệ cũng khá cao. Nó còn nhớ rất rõ, mới đây không lâu cũng có một con tà ma bọ ngựa bị vị tiên tử xinh đẹp này bắt đi, sau đó ném về phía vô đạo chân nhân Linh Hoàng Đỉnh Phong. Kết cục của con tà ma bọ ngựa kia rất thê thảm, bị vô đạo chân nhân Linh Hoàng tung một quyền đánh nát đầu. Mà bây giờ, nó cũng bị bắt rồi bị ném về phía nữ tu tên Mộ Dung Họa giống như con tà ma bọ ngựa kia. Vậy là nó cũng sẽ có kết cục tương tự như tà ma bọ ngựa. Bị nữ tu tên Mộ Dung Họa kia đánh bể đầu sao? Không. Trong lúc bị ném bay ra ngoài, tà ma hình khỉ hét lớn một tiếng, sau đó trên lưng nó bỗng mở ra một đôi cánh rơi, dùng sức vỗ mạnh. Mượn lực đập của đôi cánh, thân thể tà ma hình khỉ rốt cuộc cũng dừng lại giữa không trung. Lúc này, nó còn cách vị nữ tu tên Mộ Dung Họa kia mười mấy thước. Khoảng cách này rất an toàn. Phù, phù. Tà ma hình khỉ thoát chết trong gang tấc. Há to miệng thở hổn hển. May là nó còn cất giấu một đôi cánh, nếu không đã bị ném thẳng tới trước mặt nữ tu kia rồi. Đến lúc đó, nữ tu kia chắc chắn cũng sẽ tự dưng trào máu ra chết giống như đám tu sĩ giả chết trên đất, trước khi chết nhất định sẽ tung chiêu tiêu diệt mình. Muốn ta chết á, không có dễ đâu nha. Ta phải trở thành con khỉ trở thành động chủ của núi Lai Sinh, sao có thể chết dễ dàng như vậy được.
Tà ma hình khỉ nói thầm trong lòng. Ngay khi nó cho rằng mình đã tránh thoát một kiếp thì sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Người đưa ra đó làm gì? Giết giết giết, mau lao tới giết người đi chứ. Đám phế vật của Không Vân phái đã không chống đỡ được nữa rồi. Giết sạch bọn chúng, san bằng Không Vân phái. Tiếp theo, cái tên đứng phía sau kia nhấc tay vỗ nhẹ lên lưng tà ma hình khỉ một cái. Tà ma hình khỉ cảm giác từ sau lưng truyền tới cỗ sức mạnh không thể địch nổi, đẩy nó vào tới trước. Nó kêu lên thảm thiết, bị đẩy về phía nữ tu tên Mộ Dung Họa một lần nữa. Đúng rồi đó, xông lên giết chết đệ tử Không Vân phái đi, ta sẽ nói với tà chủ tranh công cho ngươi. Thanh âm trầm thấp kia lại vang lên, giọng điệu vô cùng ngang ngược. Tà chủ em gái ngươi á, rốt cuộc tà chủ là thằng nào hả? Đồ thần kinh, không thấy ta vất vả lắm mới dừng lại được sao? Bây giờ lại bị thằng đần nhà ngươi cố ý đẩy một cái, bay thẳng vào vực sâu tử vong luôn rồi đây này. Thằng đồng đội ngu như heo này rốt cuộc từ đâu tới vậy hả? Tà ma hình khỉ không cam lòng xoay đầu lại, nhìn ra sau lưng. Nó thấy được một tên mặc khôi giáp đen tuyền dữ tợn, trong tay cầm một đại khảm đao màu đen dài hơn 2 thước. Người này chính là tên tu sĩ nhân loại đầu óc có vấn đề, tự xưng là đốc quân tà ma tà tướng Minh Nguyệt. Ta mẹ ơi! Tà ma hình khỉ dùng ngôn ngữ địa phương của bộ lạc nó, giận dữ mắng tên tà tướng Minh Nguyệt kia. Bỗng dưng nó cảm giác bản thân đụng vào một bức tường vô hình, đau chết mất. Thanh kiếm trong tay nó cũng đâm vào bức tường vô hình kia. Rắc, kiếm gãy, chỉ chưa lại một chuôi kiếm trụi lụi. A hu! Tà ma hình khỉ gào giống lên, đau thương đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nó hí mắt ra nhìn, phát hiện trước mặt nó chính là bóng lưng của nữ tu tên Mộ Dung Họa kia. A! Mộ Dung Họa cũng hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, cô chậm rãi quay đầu lại, trên mặt đầy vẻ không dám tin xen lẫn thống khổ cùng không cam lòng. Chỗ khóe miệng cô chậm rãi chảy xuống dòng máu đỏ tươi. Tay cô ghì chặt trên ngực, nơi đó cũng thấm đầy máu tươi, nhuộm đỏ đạo bào. Càng khó tin hơn là ở chỗ ngực cô lại có một đoạn lưỡi kiếm sáng như tuyết đâm xuyên qua. Tà ma hình khỉ. Mụ nội nó, cái lưỡi kiếm đâm xuyên thân thể kia ở đâu ra thế? Kiếm của ta đã bị gãy rồi, chỉ còn lại cái chuôi thôi này, làm thế nào mà ta có thể dùng chuôi kiếm trụi lủi này đâm xuyên tim của vị nữ tu Mộ Dung Họa kia hả? Chương 688, 10 giây, cho ta một cảnh quay 10 giây đi mà. Tim ta đau quá. Tà ma hình khỉ đã đoán trước được kết cục của mình. Tiếp theo nữ tu xinh đẹp bi thương này nhất định sẽ dùng bàn tay ngọc ngà mềm mại kia, tung một chưởng đánh nát đầu nó, chắc não khỉ của nó cũng nổ bấy luôn ấy nhỉ. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Nhưng cách hành động của các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, há lại để con khỉ này đoán được kia chứ? Giang Tử Yên cũng không đập chết con tà ma này, cô chỉ lộ ra một nụ cười thê lương, ánh mắt nhìn về một chỗ cách đó không xa. Nơi đó có một vị nam tu sĩ ôn hòa, đang vung kiếm chiến đấu hăng say. Sau đó thân thể Giang Tử Yên chậm rãi ngã xuống, cô tìm một tư thế thoải mái nhất, nằm trên đất bắt đầu giả chết. Một lần nữa, tà ma hình khỉ lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Chỉ trong vòng 3-4 giây mà nó đã giãy giụa bên lằn danh sinh tử đến mấy lần. Cô ta không giết mình á? Mình lại tránh được một kiếp rồi sao? Tà ma hình khỉ mừng thầm trong lòng. Đời khỉ thay đổi nhanh quá đi. Nếu vị nữ tu này đã không giết nó, vậy thì nó còn chờ gì nữa đây? Tà ma hình khỉ tung người nhảy lên, chuẩn bị chạy thoát thân. Nhưng ngay lúc này, nam tu sĩ ôn hòa đang đánh giết cách đó không xa bỗng giận dữ thét lên. Họa nhi, họa nhi! Nam tu sĩ ôn hòa hai mắt ngấn lệ, gào to vào tới. Hắn giống như một cái máy ủi đất, tất cả tà ma đứng cản trước người hắn đều bị hất bay ra ngoài. Tà ma hình khỉ thấy mà hết hồn, cảnh này quen quá à nha. Lúc trước, sau khi Bát Tý Kiếm Thánh Chân Quân chết đi, có một người tên là Thần Long Quyền Vương Chân Quân cũng bi thương gào thét như thế này. Sau đó, tên Thần Long Quyền Vương kia xông thẳng tới, dùng võ đang sơn giao long bá đánh nát bấy con tà ma tứ phẩm nọ. Chẳng lẽ, ta cũng sẽ giống như con tà ma tứ phẩm đó, chết trong tay nam tu sĩ ôn hòa kia sao? Một lần nữa, tà ma hình khỉ cảm thấy cái chết đang tới gần. Lúc này nó hận mình không thể mọc ra thêm mấy cái chân, nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của đôi vợ chồng tu sĩ này. Nhưng tình tiết tiếp theo lại một lần nữa khiến nó bất ngờ. Sau khi vị nam tu sĩ ôn hòa kia xông tới thì lại không bắt giết nó như tên Thần Long Quyền Vương kia.
vị nam tu sĩ ôn hòa này chỉ ôm thi thể nữ tu Mộ Dung Họa, khóc to thành tiếng. Họa nhi, họa nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại đi có được không? Nam tử khóc như mưa, cảnh tượng trở nên vô cùng thê lương. Tà ma hình khỉ lại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Lần này nó rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui về phía sau, thoát khỏi đôi nam nữ tu sĩ này. Trong lúc chạy trốn chối chết, nó vẫn quay đầu liếc mắt nhìn lén vị nam tu kia, phòng ngừa đối phương đột nhiên xông lên chém chết nó. Không ngờ đây lại là cái nhìn cuối cùng của tà ma hình khỉ trên thế giới này. Nam tu sĩ ôn hòa kia bỗng lấy ra một cái bình tròn nhỏ, ôn nhu nói. Họa nhi, ta đi theo nàng đây. Sau đó, hắn dùng sức vỗ vào bình nhỏ, chân nguyên mạnh mẽ cuồn cuộn rót vào trong bình. Chỉ lát sau, thân bình nóng rực lên. Một tiếng nổ cực mạnh vang lên. Bình nhỏ này không phải là thứ giống như lựu đạn, sau khi nó nổ tung, một làn khói mù màu tím tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Khói mù lan tràn rất nhanh, còn nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ toàn lực chạy trốn của tà ma hình khỉ tam phẩm nữa. Trong nháy mắt, tà ma hình khỉ đã bị khói mù đuổi kịp. Thân thể của nó vừa tiếp xúc với khói tím thì lập tức cảm thấy toàn thân yếu ớt bủn rủn. Khí lực toàn thân, năng lượng trong cơ thể, khí tức ô uế từ cửu u, tất cả đều sói mòn rất nhanh. Tiếp đó, ngay cả sinh mệnh lực cũng bắt đầu rút đi, tất cả mọi thứ trong thân thể đều bị khoét rỗng. Tà ma hình khỉ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó lập tức ngã xuống đất mất mạng. Không chỉ mình nó, bên cạnh còn có một đám lớn tà ma, sau khi tiếp xúc với khói tím đều ngã xuống đất bỏ mạng một cách khó hiểu. Khói tím tới nhanh, tiêu tán cũng nhanh. Sau khi khói tím tan đi, trên mặt đất chất đầy thi thể tà ma cùng với thi thể của Dược Sư và Giang Tô Tử Yên đang ôm chặt nhau. Các thành viên trong đoàn phim Jacob nhìn cảnh quay trước mắt, tấm tắc khen ngợi không thôi. Đoạn này mang đến cho người xem một loại cảm giác vô cùng thê lương nhưng lại rất đẹp đẽ. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Cảnh này mà phối thêm với một ca khúc tình yêu bi thảm tuyệt đẹp thì chắc chắn có thể khiến khán giả khóc như mưa ấy chứ. Lúc Phong Xuyên Tử ôm lấy đại sư tỷ Mộ Dung Họa, tôi thật sự bị cảm động. Trước đó, tôi rất khó chịu khi thấy đại sư tỷ không gả cho nhân vật chính lăng giả. Nhưng giờ thấy cảnh này, phát hiện đại sư tỷ gả cho một người đàn ông thật lòng yêu cô cũng rất tốt, trong lòng tôi cũng thầm chúc phúc cho đại sư tỷ và Phong Xuyên Tử. Lúc biên tập lại đoạn này nhớ phải làm cho kỹ vào nhé, cố hết sức phô bày cảnh này cho thật hoàn mỹ. Tôi có dự cảm, lúc phim chiếu đến đoạn này, nhất định có thể lấy được vô số nước mắt của các khán giả mê phim. Dược sư đang giả chết cảm thấy cực kỳ đắc ý, thông qua truyền âm nhập mật, nói với Bắc Hà tán nhân cách đó không xa. Bắc Hà huynh, thấy chưa hả? Đây chính là thực lực đấy. Bắc Hà tán nhân. Dược sư lại dùng truyền âm nhập mật tập thể, nói. Đóng phim ấy hả, không phải cứ dùng đạo cụ chế tác giống như thật là có thể được nhiều cảnh quay đâu. Ngoại trừ đạo cụ giống như thật, trong quá trình đóng phim càng chú trọng, bộc lộ chân tình, hơn. Lúc diễn phải dùng tình cảm thật vào thì mới có thể cảm động lòng người, mới có được cảnh quay đắt giá. Cổ Hồ Quan Chân Quân chen miệng nói. Bắc Hà đạo hữu, dược sư đang khoe khoang ân ái đấy, đúng là không thể chịu nổi mà. Vì vậy, Bắc Hà tán nhân cũng dùng truyền âm nhập mật tập thể, nói. Cái đổ đậu đậu nam nữ, khoe khoang ân ái thì sẽ chết nhanh thôi. Dược sư. Hắn khoe khoang ân ái khi nào chứ? Giang Tử Yên dùng truyền âm nhập mật. Hi 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 hi. Giao Bá Chân Quân. Tiếc quá, lão bà của bản tọa không có ở đây. Nếu không, bản tọa với lão bà cùng nhau lên sàn, nhất định có thể tạo ra cảnh quay càng, bộc lộ chân tình, hơn. Ngư Kiều Kiều gần đó không nhịn được chen miệng vào. Đến lúc đó, các mẹ nhỏ sẽ bắt đầu tranh nhau vào quay, cha định bộc lộ chân tình kiểu gì đây? Giao Bá Chân Quân, chảy mồ hôi. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu Chân Quân. Đợi đã, chỉ cần bộc lộ chân tình là có thể tạo ra cảnh quay đắt giá á. Có thể được quay nhiều hơn à? Dược sư đạo hữu, người nói thật không đấy? Dược sư. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Giang Tử Yên. Ngư Kiều Kiều. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu. Này này, sao tự dưng các ngươi lại im lặng hết thế? Cho ta hỏi cái, ta diễn vai đô đốc tà ma tà tướng Minh Nguyệt, phải làm sao mới có thể biểu lộ chân tình hả? Không cần nhiều, chỉ cần cho ta một cảnh quay từ 10 giây trở lên là được rồi. Quay có 2 giây thế này ngắn quá. Không ngờ chỉ một cảnh quay từ 10 giây trở lên đã có thể thỏa mãn Túy Nhạc cư sĩ, đúng là một nguyện vọng khiến người ta đau lòng.
Bắc Hà tán nhân không đành lòng trả lời, vì vậy bắt đầu giả chết. Khụ, bây giờ ta là người chết, không nói chuyện nữa. Dược sư, chết rồi, chết rồi. Cổ Hồ Quan chân quân, mém chút quên mất, ta cũng chết rồi mà. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Đám cặn bã các ngươi, có tin ta quất xác các ngươi không hả? Giao Bá chân quân vội vàng nói. Túy Thiên cư sĩ đừng nóng, Kiều Kiều, còn mau đi nói với đạo diễn Gia Cốc một tiếng, bảo hắn cho Túy Thiên cư sĩ diễn một cảnh từ 10 giây trở lên. Chúng ta nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng này của Túy Thiên đạo hữu. Nguyện vọng khiến người ta thương tiếc như vậy, cớ sao lại không hoàn thành nó chứ? Ngư Kiều Kiều. Được rồi cha, cứ giao cho con. Ngư Kiều Kiều lập tức huyễn hóa thành hình dáng của mẹ cô, chậm rãi đi đến chỗ đạo diễn Gia Cốc. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu kích động nói. Giao Bá đạo hữu, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Giao Bá chân quân. Cảm ơn gì chứ, chỉ một câu nói thôi mà, Túy tử cư sĩ ngươi đừng khách khí. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu ngẩng mặt nhìn trời, nể tình Giao Bá chân quân nhờ con gái nói giúp mình thêm cảnh quay, hắn sẽ không truy cứu việc tên này gọi sai đạo hiệu của hắn đến hai lần liên tục. Ôi, nếu đạo hữu nào trong nhóm cũng nhớ rõ đạo hiệu của hắn như Bắc Hà tán nhân thì tốt biết bao nhỉ. Thôi bỏ đi, không suy nghĩ nhiều nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải biết, bộc lộ chân tình, trong cảnh quay 10 giây sắp tới, hắn phải cố gắng phát huy tối đa độ tồn tại của chính mình mới được. Không lâu sau đã đến cảnh quay có Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu lộ mặt. Mặc dù phe tà ma bị tổn thất nặng nề, nhưng lại không ngừng có hậu viên kéo đến bổ sung vào. Hiện tại, các tu sĩ không vân phái phụ trách cản ở phía sau hầu như đã chết hết rồi. Người duy nhất còn đứng vững chính là vô vi đạo nhân trưởng môn không vân phái do Lạc Trần chân quân thủ vai. Lạc Trần chân quân nhẹ giọng nói. Vô vi đạo nhân, cái tên này cũng xứng với ta quá đấy chứ. Lạc Trần chân quân có quan hệ rất tốt với thất tu tôn giả, bởi vì Lạc Trần chân quân là đời sau của ngũ tu. Ngũ tu thành công vượt qua thiên kiếp, đã truyền đạo khí cửu tu phượng hoàng đao cho lão tiền bối lục tu cô nương, ngay cả thất tu tôn giả cũng đoán không ra tu vi hiện tại của hắn. Nhưng vai diễn vô vi đạo nhân này cũng sắp phải hạ màn rồi. Lạc Trần chân quân nhẹ giọng nói, hắn chậm rãi rút bội kiếm ra, một người một kiếm ngăn chặn trước mặt tất cả tà ma cửu u. Lão phu quyết không thể để cho các ngươi dễ dàng xông qua nơi này. Chân quân trầm giọng nói, thanh âm không cao nhưng khi rơi vào tai tất cả tà ma lại như sấm sét gầm vang từng hồi. Tất cả tà ma cửu u không thể khống chế cơ thể, đồng loạt lùi về phía sau một bước. Rốt cuộc cũng đến phiên Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu ra sân. Đừng sợ hắn, thọ nguyên của lão thất phu này sắp tận, đã là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Tà ma đô đốc tà tướng Minh Nguyệt tiến lên một bước, lớn tiếng kêu to. Đám tà ma cửu u. Mù 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 rồi hết sao? Rốt cuộc ngươi dùng con mắt nào để nhìn vậy hả? Rõ ràng khí tức sinh mệnh trên người lão đạo trước mắt này đang ở thời kỳ cường thịnh nhất mà. Nếu quy ra thọ nguyên, chỉ cần lão đạo này không bị ai giết chết thì sống thêm mấy ngàn năm cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi. Thế này mà kêu là thọ nguyên sắp tận sao? Nhà ngươi dùng, trăm triệu năm, làm đơn vị tính thọ nguyên hay sao vậy? Lúc này, đô đốc tà ma tà tướng Minh Nguyệt vung cự kiếm của mình. Các huynh đệ đừng sợ, lão đạo này cứ giao cho bản đốc quân giải quyết. Các ngươi xông tới, đuổi giết đám đệ tử không vân phái đang chạy trốn đi. Lời vừa dứt. Tà ma đô đốc tà tương Minh Nguyệt vác cự kiếm xông về phía vô vi đạo nhân. Một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai boss chính thức mở màn. Từ lúc Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu hiện thân cho đến lúc anh dũng chiến đấu, chính diện đối kháng Lạc Trần chân quân, ước chừng 16 giây. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu đã mãn nguyện rồi nhé. Đậu đậu nam nữ, cẩu nam nữ. Chương 689, nhị đoàn trưởng, hộ thuẫn của ta đâu? Trong cảnh quay chừng 16 giây này, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu đã truyền chân tình của bản thân vào vai diễn tà tướng Minh Nguyệt. Đợi đến khi phim công chiếu, mọi người nhất định sẽ chú ý tới vai diễn của ta. Đốc quân tà giới, nhân vật phản diện mạnh nhất trong phim. Khí thế trên người Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu không ngừng tăng vọt lên. Tới đây đi, Lạc Trần đạo hữu. Chúng ta hãy cùng chung tay diễn một cảnh chiến đấu có trình độ chuyên môn cao nhất trong bộ phim này nào. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu là nhân vật tài ba xuất chúng trong tầng lớp chân quân lục phẩm, cũng là một trong những đạo hữu thuộc nhóm Cửu Châu số 1 có hy vọng trong vòng trăm năm thăng tới tôn giả thất phẩm. Lạc Trần chân quân cũng là chân quân lục phẩm,
Tuy cách cảnh giới tôn giả thất phẩm một khoảng rất xa, nhưng hắn có học thức uyên thâm cùng với sức chiến đấu xuất sắc. Dù chỉ là đang đóng phim, nhưng cuộc chiến giữa hai vị chân quân này chắc chắn sẽ rất ngoạn mục. Lạc Trần chân quân trong vai Vô Vi đạo nhân giơ kiếm chỉ thẳng vào tà ma. Có lão phu ở đây, các ngươi đừng hòng bước qua nơi này. Lão gia hỏa, khẩu khí lớn quá nhỉ, bản đốc quân có thể giết chết ngươi trong vòng 10 chiêu. Các huynh đệ, đừng để ý tới lão gia hỏa này, cứ đi đuổi bắt đệ tử Không Vân phái đi. Tà tướng Minh Nguyệt lạnh lùng nói, hắn nâng cự kiếm lên cao. Thừa dịp hai đại chân quân đang giằng co với nhau, đám tà ma cửu u lập tức xông về phía đường hầm chạy trốn cách đó không xa. Thật ra thì trong lòng chúng nó không hề muốn đuổi tới đường hầm kia. Tà ma cửu u tam phẩm không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng cấp bậc tứ phẩm lại có trí tuệ không thấp. Chúng nó rõ ràng cảm giác được đường hầm kia không phải là nơi tốt lành gì. Thay vì truy kích đám tu sĩ lúc nào cũng có thể, giả chết, trong đường hầm, chúng nó cảm thấy đám tu sĩ cấp thấp đang vây xem ở gần đây còn đáng giá để ra tay hơn. Nhưng bọn tà ma cửu u không có cơ hội lựa chọn. Mỗi khi có tà ma muốn thoát khỏi đội ngũ, đi công kích đám tu sĩ cấp thấp đang vây xem ở gần đó, tức thì vị nữ tu rất xinh đẹp kia sẽ ra tay tung chảo, cách không chụp lấy con tà ma thoát đội ném trở lại đội ngũ. Sau 2-3 lần bắt ném như vậy, vị nữ tu xinh đẹp kia dứt khoát thi triển một pháp thuật che giấu đám tu sĩ cấp thấp đang đứng xem. Sau đó, vị nữ tu xinh đẹp kia lại ném một nắm thuốc bột vào trong đội ngũ tà ma cửu u. Thuốc bột tản ra, lúc đầu, tà ma cửu u tứ phẩm vẫn còn có thể giữ, lý trí, nhưng về sau, cặp mắt của chúng cũng đỏ lên, gào thét lao về phía đường hầm. Nghiệp chướng, đừng hòng rời khỏi đây. Lạc Trần chân quân đóng vai Vô Vi đạo nhân quát lên, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí cao đến trăm trượng, bay thẳng về phía đám tà ma cửu u. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi chính là ta đây. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu diễn vai tà tướng Minh Nguyệt cũng hét lớn lên, cự kiếm trong tay đồng thời chém ra một đạo kiếm khí dài trăm trượng, đụng thẳng vào kiếm khí của Vô Vi đạo nhân. Ầm ầm ầm, kiếm khí va chạm, tiêu diệt lẫn nhau. Mà lúc này, đám tà ma cửu u kia đã thuận lợi vượt qua Vô Vi đạo nhân, xông về phía đường hầm. Lạc Trần chân quân hít sâu một hơi, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi. Theo như trong kịch bản, vai Vô Vi đạo nhân hắn diễn là tu sĩ không còn nhiều thọ nguyên, mỗi lần phát động tấn công đều khiến thân thể già nua chịu đựng áp lực cực lớn. Ánh mắt hắn kiên định nhìn tà tướng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu cảm thấy mình bây giờ ngầu quá đi mất. Từ lúc boss hai phe đắt đầu đánh nhau, máy quay vẫn chiếu thẳng vào hắn và Lạc Trần chân quân. Ông kính hướng về phía hắn có nghĩa là độ tồn tại của hắn rất mạnh. Cho nên hắn nhất định phải tạo ra một cảnh diễn có trình độ chuyên môn thật cao, ít nhất phải đặc sắc hơn cảnh chiến đấu mở đầu giữa Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng tiểu hữu mới được. Lão gia hỏa, ăn một kiếm của ta. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu kéo cự kiếm lao nhanh tới, kiếm ý trên cự kiếm tung hoành ngang dọc. Vô Vi đạo nhân lau đi vết máu trên khóe miệng, hắn không phòng thủ mà lựa chọn lấy công đối công. Hắn cũng lao nhanh tới, kiếm chỉ hướng tả tướng Minh Nguyệt. Kiếm ý trên người hai đại chân quân bùng nổ, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Hây! Chém! Song phương đồng thời hét lên. Cự kiếm vung lên, mạnh mẽ vô song. Bảo kiếm cực nhanh, không gì cản nổi. Kiếm quang chợt lóe, Vô Vi đạo nhân cùng tả tướng Minh Nguyệt lao vụt qua nhau. Sau nửa hơi thở, cạch, mũ giáp dữ tợn trên đầu tả tướng Minh Nguyệt bị chém thành hai nửa, rớt xuống đất, mái tóc dài tung bay trong gió. Mà sau lưng hắn, Vô Vi đạo nhân miệng phun máu tươi, ngã ầm xuống đất. Tà tướng Minh Nguyệt lạnh lùng thu hồi cự kiếm trong tay. Lão gia hỏa, ngươi đã già quá rồi. Từ lúc mới bắt đầu, kết cục của ngươi đã định trước là chỉ có chết mà thôi. Toàn bộ quá trình chiến đấu lưu loát như nước chảy mây trôi, đúng là một trận chiến đấu đỉnh cao. Cơ mà tại sao lại là miểu sát thế này? Trong lòng Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu gào thét. Theo như miêu tả trong kịch bản thì hắn và Vô Vi đạo nhân phải tiến hành một trận chiến đấu đặc sắc mới đúng chứ. Tại sao chỉ mới một chiêu mà Vô Vi đạo nhân đã ngủm rồi thế? Hắn cứ nghĩ hai người sẽ đại chiến 300 hiệp, sau đó mới đến màn hắn giết chết Vô Vi đạo nhân rung động đến tâm can chứ. Nói vậy không có nghĩa là chiến đấu miểu sát không xuất sắc, nhưng cái mà Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu muốn là thời gian lên sàn cơ mà. Mặc dù dùng một chiêu nháy mắt giết chết đối phương trông rất ngầu, nhưng toàn bộ cuộc chiến lại chỉ có mấy chục giây, thế này thì làm sao người xem phim nhớ rõ hắn chứ? Đại chiến kết thúc,
máy quay chuẩn bị chuyển tới cảnh kế tiếp. Thời gian còn dư lại, tối đa chỉ đủ cho Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu tạo dáng tạo kiểu mà thôi. Toàn bộ trận boss chiến vô cùng tuyệt diệu này lại chưa tới một phút. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu đã đi tìm nhà vệ sinh, chuẩn bị khóc ngất luôn ở trong ấy rồi. Cuộc chiến giữa vô vi đạo nhân và tà tướng Minh Nguyệt kết thúc. Các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 nảy giờ giả làm thi thể nằm trên mặt đất cũng rối rít bò dậy. Bắc Hà tán nhân giúp Dược Sư xử lý thi thể tà ma cửu u trên mặt đất. Mặc dù những thi thể tà ma cửu u này chỉ đạt cấp bậc tam, tứ phẩm nhưng được cái số lượng rất nhiều. Dồn lại một chỗ cũng là một món kha khá đấy. Giao đám này cho Dược Sư xử lý, sau đó có thể tặng cho mỗi đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 cùng với các thuộc hạ của Linh Điệp Tôn giả một ít đồ lưu niệm. Những tiền bối còn lại trong nhóm Cửu Châu số 1 thì bảo vệ đoàn làm phim của đạo diễn Jacob đi tới đường hầm kia, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Còn ba vị chân quân là Lạc Trần chân quân, Cổ Hồ Quan chân quân cùng Giao Bá chân quân đứng dậy đi ra ngoài sơn trang nghỉ mát, trợ giúp hiến công cư sĩ xử lý đám tà ma cửu u còn sống ở bên ngoài cho xong. Phân cảnh, Không Vân phái bị hủy diệt, đã sắp quay xong, cho nên không cần tới vai tà ma phản diện nữa. Vốn là sau khi quay xong một cảnh thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cảnh quay này khá đặc biệt, những nhân vật phản diện này đều đến từ thế giới cửu u nên không cần nghỉ ngơi. Cho nên dưới sự hỗ trợ của Huyễn Điệp cùng các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1, đoàn làm phim của Jacob dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn mấy thứ như dụng cụ, đạo cụ, máy quay chạy tới đường hầm Không Vân phái. Lúc này, Lệ Chi tiên tử giống như một cô gái chăn dê, lùa đại quân tà ma cửu u tiến vào đường hầm. Ngay khi đoàn làm phim bố trí xong mọi thứ như máy quay, ánh đèn, Lệ Chi tiên tử cũng vừa lúc lùa đại quân tà ma cửu u vào đường hầm chạm trán với đám người Tống Thư Hàng. Đạo diễn Jacob ra hiệu, cảnh quay bắt đầu. Chết tiệt, truy binh tà giới đuổi tới rồi. Tô Thị A Thập Lục diễn vai đao vô tích nữ đệ tử Thái Bạch Kiếm Tông lên tiếng nói. Diệt Phượng công tử huyễn hóa ra yêu thân, diễn vai thần thú hộ tông thôn Thiên Miêu. Ách Tăng đại sư, người dẫn các đệ tử tiếp tục chạy đi, ta ở lại đoạn hậu cho. Thông Huyền đại sư chắp hai tay trước ngực, im lặng gật đầu. Thôn Thiên Miêu xoay người xông vào đại quân tà ma cửu u, hỗn chiến với bọn nó. Theo như kịch bản, sức mạnh của thôn Thiên Miêu không cách nào ngăn cản tất cả tà ma. Có một số tà ma tốc độ nhanh, nháy mắt đã vượt qua thôn Thiên Miêu, lao về phía đệ tử Không Vân phái. Hai vị đệ tử Không Vân phái đi cuối đội ngũ dứt khoát xoay người, chủ động gánh vác trách nhiệm đoạn hậu. Nhưng thực lực bọn họ quá yếu, chỉ sau năm hơi thở đã nghe hai vị đệ tử Không Vân phái kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ bị mấy con yêu thú vây công, ngã xuống đất bỏ mạng. Lúc ngã xuống đất, trên người bọn họ lập tức kích hoạt một tầng tấm chắn trong suốt, bảo vệ bản thân. Tà ma cửu u tức điên lên, không ngừng công kích mấy tấm chắn trong suốt nhưng không có tác dụng gì cả. Sau đó, tấm chắn phát động chứa năng che giấu khí tức. Tà ma cửu u buông tha hai đệ tử này, tiếp tục xông tới đội ngũ Không Vân phái phía trước. Đến phiên ta ra sân. Tống Thứ Hàng nói. Hắn nhìn tấm chắn trong suốt trên người hai vị đóng vai sư đệ. Thì ra là vậy, hộ thuẫn này có thể bảo đảm các diễn viên không bị tà ma đả thương trong lúc giả chết. Vậy thì xuất hiện một vấn đề. Hộ thuẫn của hắn đâu? Tại sao Ngư Kiều Kiều không chuẩn bị hộ thuẫn cho hắn? Chẳng lẽ hộ thuẫn của hắn được giấu trong cơ quan trên đạo bào ư? Chắc là vậy rồi, đợi đến khi hắn kích hoạt cơ quan thì hẳn là hộ thuẫn cũng đồng thời kích hoạt theo. Mắt thấy tà ma đuổi tới càng ngày càng gần, Tống Thư Hàng dừng bước lại. Cao sư huynh, ngươi dừng lại làm gì? Chúng ta phải chạy trốn cho nhanh thôi. Hai sư đệ đi cùng hắn nghi hoặc hỏi dò. Tống Thư Hàng chậm rãi rút ra bảo đao bá toái, đọc lên câu thoại cực ngầu kia. Bây giờ nhất định phải có người ở lại, phối hợp với thôn Thiên Miêu đại nhân cản ở phía sau. Nếu không, để tà ma cửu u đuổi giết tới, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Ta là sư huynh, bảo vệ tất cả sư đệ sư muội là chức trách của ta. Cứ để ta ngăn cản kẻ địch cho. Dứt lời, Cao Thăng sư huynh vì nghĩa quên mình, xông thẳng vào đại quân tà ma cửu u. Trong cảnh quay này, nhân vật Cao Thăng sư huynh vẫn luôn bị người ta chán ghét ngay từ lúc đầu đã được tẩy trắng chỉ trong nháy mắt. Tà ma yêu nghiệt, ăn một đao của Cao Mỗ đây. Tống Thư Hàng toàn lực thi triển tất cả bản lĩnh, chiến đấu với tà ma cửu u. Lúc này không cần, đánh giả. Đây đã là cảnh quay cuối cùng của đám tà ma cửu u, Tống Thư Hàng cứ đao thật thương thật mà đánh thôi.
Nhưng Tống Thư Hàng chỉ mới bước vào cảnh giới tam phẩm, dưới sự công kích của mười mấy con tà ma tam, tứ phẩm, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Chương 690, nam nhân trúng 13 kiếm vẫn không ngã xuống. Toàn lực chiến đấu một hồi, sau đó nhân vật cao thăng sư huynh này có thể hy sinh theo như kịch bản rồi. Tống Thư Hàng nói thầm trong lòng. Nếu đổi thành tu sĩ cảnh giới tam phẩm bình thường đối mặt với một đám tà ma tam, tứ phẩm thế này thì tất nhiên là bị tà ma dễ dàng đánh gục. Nhưng Tống Thư Hàng tin mình có thể chống cự một hồi, để cao thăng sư huynh chết ngầu một chút. Trong những công pháp, võ kỹ mà hắn tu luyện, có mấy loại có tác dụng khắc chế tà ma. Hơn nữa trên người hắn còn có một tầng ánh sáng công đức, chỉ cần cẩn thận một chút, nói không chừng trước khi chết còn có thể giết chết vài con tà ma. Cương thủ tăng cường sức mạnh thể chất và cánh tay. Quân tử vạn lý hành với thiên hành kiện tăng cường năng lực tránh né và tốc độ bùng nổ. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công sinh ra chân khí hóa lỏng đặc thù. Tuy hắn ở cảnh giới tam phẩm, nhưng chân khí hóa lỏng lại có thể bộc phát ra uy năng bằng với một phần sức mạnh của tiên thiên chân nguyên thuộc về tu sĩ tứ phẩm. Thánh quang kiếm thuật, kim cương phục ma quyền đều có tác dụng khắc chế tà ma rất mạnh. Tới đây đi! Tống Thư Hàng cầm chặt bảo đao. Đám tà ma gào thét liều chết xông tới. Lao lên trước tiên là một con tà ma đầu trâu tay cầm búa lớn. Khi sắp tới trước mặt Tống Thư Hàng, nó đột nhiên vung tay ném búa lớn về phía Tống Thư Hàng. Vì đường hầm rất hẹp nên búa lớn không thể phát huy toàn lực, cho nên tà ma đầu trâu mới dứt khoát coi vũ khí thành ám khí, ném thẳng ra ngoài khi trận chiến còn chưa bắt đầu như thế này. Mặt búa còn lớn hơn cả thân thể Tống Thư Hàng, nếu bị đập trúng thì không chừng biến thành thịt nát luôn chứ chẳng chơi. Nghịch lân đao pháp, long vũ. Tống Thư Hàng vung đao chém ngang. Đao như rồng múa, từng tiếng rồng ngâm vang lên. Hắn không hề có ý định đối cứng với búa lớn. Lúc búa lớn đập tới trước mặt, Thư Hàng cũng kịp lúc tung chiêu long vũ ra, vừa vặn đánh trúng mặt bên của búa lớn. Quỹ tích bay của búa lớn thay đổi, nó xoay tròn rồi đập tới vách đá sau lưng Tống Thư Hàng. Một tiếng ầm vang lên chấn động cả đường hầm, búa lớn đâm sầm vào vách đá. Mà lúc này, con tà ma đầu trâu kia cũng đã vọt tới trước mặt Tống Thư Hàng, hai nắm đấm còn to hơn cả nồi áp suất của nó đang nhắm vào đầu Tống Thư Hàng. Ngoài trừ con tà ma đầu trâu này, còn có hơn 10 con tà ma hình người lướt nhanh tới, tất cả chúng nó đều sử dụng lợi kiếm. Hiển nhiên, đây là do Lệ Chi tiên tử trong bóng tối cố ý sai sử. Bảo bọn tà ma cầm kiếm là để chuẩn bị cho cảnh cao thăng sư huynh chúng 13 kiếm, anh dũng hy sinh ở khúc sau. Tới hay lắm! Tống Thư Hàng xoay cổ tay, vung đao đón đỡ nắm đấm của tà ma đầu trâu. Tà ma đầu trâu là một con tà ma cấp bậc tam phẩm, da thô thịt dày, khí lực rất lớn nhưng tốc độ công kích lại khá chậm chạp vụng về. Nói tóm lại, đây là một con tà ma thuộc loại hình bao cát, nhìn thì rất uy vũ nhưng thực lực lại không cao, tốc độ cũng chậm. Sở dĩ nó có thể xông lên trước nhất, là người đầu tiên đối kháng chính diện với Tống Thư Hàng cũng là nhờ có Lệ Chi tiên tử âm thầm điều khiển. Gian cảnh thế này, mục đích là để cao thăng sư huynh chỉ mới cảnh giới tam phẩm có thể quay được mấy màn thật ngầu trước khi chết. Lệ Chi tiên tử vì Tống Thư Hàng mà đã phải hao tổn rất nhiều tâm tư đầu óc. Trên bảo đao bá toái bỗng bùng lên ngọn lửa. Hỏa diễm đao, sau khi thăng lên cảnh giới tam phẩm thì đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng sử dụng hỏa diễm đao do Xích Tiêu tử đạo trưởng truyền thụ cho. Hôm nay, lúc thi triển đao này, Tống Thư Hàng vẫn phải bắt chước đao ý phần thiên của Xích Tiêu tử đạo trưởng. Chỉ có điều trong hỏa diễm phần thiên của hỏa diễm đao lần này đã ít đi một phần ngang ngược, có thêm một tia sắc bén. Có thể nói hỏa diễm đao chính là kỹ năng võ học thần bí nhất trên người Tống Thư Hàng, cho dù có mượn CPU của Diệt Phượng công tử để hack cũng không cách nào tăng cảnh giới của phần thiên hỏa diễm đao lên. Cho nên trong lúc tu luyện mỗi ngày, Tống Thư Hàng thường dành phần lớn thời gian để nghiền ngẫm chiêu đao pháp này. Hôm nay thi triển đao này, mặc dù còn phải bắt chước đao ý của Xích Tiêu tử đạo trưởng, nhưng trong đó đã dung nhập ý tưởng của chính bản thân Tống Thư Hàng. Tiểu tử, hãy nhận lấy cái chết đi. Tà ma đầu trâu rất tự tin về nắm đấm của mình. Nó trực tiếp dùng nắm đấm chống lại bảo đao, không hề quan tâm đến sự sắc bén cùng với ngọn lửa thiêu đốt trên bảo đao bá toái. Bá toái đao va chạm với quả đấm của tà ma đầu trâu. Tống Thư Hàng cảm thấy cánh tay bị chấn động nhẹ, cự lực từ trên nắm đầu của tà ma đầu trâu truyền tới ép hắn phải lui về sau một bước nhỏ. Nhưng tà ma đầu trâu còn thê thảm hơn, bảo đao bá toái của Thư Hàng lại có thể chém được thân xác tu sĩ tứ phẩm. Tà ma đầu trâu ăn phải một đao của Tống Thư Hàng, nắm đấm lập tức bị phế bỏ.
Không chỉ như vậy, lúc Tống Thư Hàng chém ra một đao, ngọn lửa trên bảo đao bá toái cũng đột nhiên bộc phát ra. Ngọn lửa cắn nuốt nắm đấm của tà ma đầu trâu, chỉ thoáng chốc đã bao phủ cả người nó. Lửa trên đao là do đao khí biến thành, lửa thường không thể so được. Sau khi lửa dính vào trên người tà ma đầu trâu lập tức bốc cháy hừng hực. A a a a! Tà ma đầu trâu kêu gào thảm thiết, ngã nhào trên đất. Thân thể nó điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, trên người không ngừng tràn ra tà khí đến từ thế giới cửu u nhằm áp chế, dập tắt ngọn lửa này. Nhưng ngay khi ngọn lửa do đao khí hóa thành cảm ứng được tà khí cửu u thì đột nhiên càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Trong ngọn lửa lại toát ra thêm một loại lực lượng mênh mông, uy nghiêm. Khi có lực lượng này thêm vào, chỉ trong chớp mắt, tà ma đầu trâu đã bị đốt thành tro bụi. Chứng kiến cảnh này, hơn 10 con tà ma hình người đang từ phía sau tà ma đầu trâu lao tới cũng ngớ người sững sốt. Miểu sát! Tà ma đầu trâu vậy mà bị hỏa diễm đao của tên tu sĩ nhân loại tam phẩm này giết chết trong nháy mắt. Mặc dù đầu trâu vụng về nhưng được cái da thô thịt dày, lực phòng ngự cũng được xếp vào hạng khá trong đám tà ma tam phẩm. Dù là tu sĩ tứ phẩm cũng rất khó làm được chuyện một đao miểu sát tà ma đầu trâu. Chẳng lẽ tên tu sĩ nhân loại tam phẩm này lại là một linh hoàng ngũ phẩm ngụy trang thành ư? Đừng nói đám tà ma kinh ngạc, ngay cả bản thân Tống Thư Hàng cũng ngu người hồi lâu. Trời ạ, từ khi nào mà hỏa diễm đao của ta đã lợi hại đến mức này rồi? Cho dù hắn đã lĩnh hội phần thiên hỏa diễm đao sâu hơn một ít, làm cho đao ý mang theo ý chí của hắn, nhưng uy lực của hỏa diễm đao cũng không thể nào mạnh hơn nhiều như vậy nha. Tống Thư Hàng nhớ lại ngọn lửa đã đốt tà ma đầu trâu thành tro bụi, hình như trong ngọn lửa đó có thêm khí tức của một loại năng lượng rất quen thuộc. Đúng rồi, là khí tức của thiên kiếp. Bởi vì mới vừa vượt qua thiên kiếp cho nên Tống Thư Hàng rất nhạy bén với khí tức của thiên kiếp. Tống Thư Hàng không khỏi nhìn bảo đao bá toái trong tay. Chẳng lẽ là do bảo đao bá toái sao? Lúc độ kiếp, Thư Hàng nhớ bảo đao bá toái đã yên lặng hấp thu, tồn trữ một chút sức mạnh lôi kiếp. Lôi kiếp đến từ thiên kiếp chính là khắc tinh lớn nhất của tà ma cửu u. Chắc là trong một kích hỏa diễm đao vừa rồi có bổ sung thêm một tia lực lượng lôi kiếp tồn trữ bên trong bảo đao bá toái, cho nên mới có thể tạo thành cảnh tượng tà ma đầu châu tam phẩm bị miểu sát. Hơn 10 tà ma cửu u hình người sững sốt chốc lát, nhưng rất nhanh hai mắt lại đỏ như máu, lộ ra vẻ điên cuồng. Một con tà ma hình người trong đám cắn răng nói. Tên tu sĩ nhân loại này chỉ có cảnh giới tam phẩm, cái cần cẩn thận chính là thanh đao trong tay hắn. Đao kia có vấn đề, chỉ cần tránh được đao của hắn, nhân loại này sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Tăng nhanh tần suất công kích, đừng để hắn kích hoạt ngọn lửa trên đao. Nói xong, hơn 10 con tà ma cửu u lại lần nữa tấn công nhanh về phía Tống Thư Hàng. Ngay vị trí cách xa Tống Thư Hàng hơn 8 thước. Hơn 10 con tà ma ăn ý phóng ra các loại ám khí. Có con trên người phóng ra gai nhọn, lông nhọn, hoặc trong miệng phun nọc độc, cùng lúc bắn về phía Tống Thư Hàng. Bọn họ định dùng loại phương pháp này ngăn cản Tống Thư Hàng kích hoạt ngọn lửa trên bảo đao. Nghịch lân đao pháp, long vũ thức. Tống Thư Hàng bình tĩnh vung bảo đao. Một đao chém ra giống như cự long đang bay múa, trên bá toái đao mơ hồ phát ra từng trận rồng ngâm. Tất cả ám khí do đám tà ma cửu u bắn về phía Tống Thư Hàng đều bị quét bay ra ngoài. Nhưng nhờ vào đợt công kích tầm xa này, hơn 10 con tà ma cửu u trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách với Tống Thư Hàng. Chính là lúc này, tà ma cửu u rít gào, trường kiếm trong tay đâm về phía Tống Thư Hàng từ đủ mọi góc độ. Ngay lúc này, Tống Thư Hàng âm thầm tính toán, đã đến thời điểm để Cao Thăng sư huynh hoàn thành sứ mạng của mình, bị 13 kiếm đâm xuyên mà chết rồi. Sau khi Cao Thăng sư huynh chết đi, sẽ đến phiên đạo lữ song tu của Cao Thăng sư huynh là Bạch Y Kiếm Khách Phạm Bạch ra sân. Chuyện duy nhất mà Tống Thư Hàng cảm thấy may mắn chính là nhân vật Cao Thăng sư huynh chết sớm hơn Phạm Bạch. Chết sớm, siêu sinh sớm, tốt quá rồi. Không cần phải giống như dược sư, cứ ngồi đó ôm thi thể Giang Tử Yên cô nương khóc lớn một trận để bộc lộ chân tình. Tống Thư Hàng thầm tính toán tốt khoảng cách an toàn. Chờ đến khi lợi kiếm trong tay mười mấy con tà ma đủ loại kích cỡ từ các góc độ khác nhau đâm tới. Tống Thư Hàng lập tức nhấn thiết bị giấu trong tay áo đạo bào. Tức thì, trên người hắn chợt phóng ra hào quang chói mắt, bao trùm cả hắn và mười mấy con tà ma. Cùng lúc đó, trên đạo bào của hắn đột nhiên bắn ra một loạt lợi kiếm, sau lưng cũng xuất hiện từng đoạn mũi kiếm, nhìn qua như có mười mấy thanh kiếm đâm xuyên cơ thể Tống Thư Hàng. Ngay sau đó, Thư Hàng nằm xuống đất thật nhanh, bày ra một tư thế thoải mái để không bị 13 thanh lợi kiếm đâm xuyên cơ thể kia cấn quá khó chịu.
Xong việc. Tống Thư Hàng trong lòng cười đắc ý. Nhờ tầng hào quang chói mắt hiểm hộ nên có đủ thời gian để lựa chọn tư thế lúc giả chết, thong dong hơn các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số một nhiều. Sau khi bày xong tư thế, Tống Thư Hàng bắt đầu chờ đợi hộ thuẫn trong suốt hiện thân, thay hắn chặn hơn 10 lợi kiếm do đám tà ma đâm tới. Nhưng không ngờ rằng hộ thuẫn trong suốt đáng lẽ phải xuất hiện để bảo vệ hắn lại không hiện ra. Chẳng lẽ máy móc bị đơ rồi sao? Tống Thư Hàng trong lòng cả kinh. Hay là nói, trên người hắn vốn dĩ không hề mang theo hộ thuẫn. Chết dở, bị chơi xỏ rồi. Tại sao ta lại không có hộ thuẫn chứ? Lúc đầu cứ nghĩ trên đạo bào tự mang hộ thuẫn, là do ta quá ngây thơ hay sao? Đùa kiểu gì vậy chứ? Không có hộ thuẫn, ta sẽ chết thật đấy nhé. Chờ một chút, bây giờ không phải là lúc than vãn chửi mắng. Chưa tới nửa giây nữa, mười mấy lợi kiếm trong tay tà ma sẽ đâm phập vào người hắn. Làm sao bây giờ? Giờ đã không kịp thi triển nghịch lân đao pháp, trên người cũng không mặc đạo bào đổi được từ Hòa Thượng Tây. Hơn nữa, bởi vì lúc hắn ngã xuống đất giả chết, đã chọn một tư thế chết rất thoải mái nên bây giờ ngay cả không gian để tránh né cũng không có. Trừ phi có thể dịch chuyển tức thời, nếu không thì hắn không còn đường nào để mà tránh nữa. Lâm vào tuyệt cảnh rồi trời ạ. Tống Thư Hàng cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ tìm tòi biện pháp, hay là thử phóng ra chân khí hóa lỏng trong cơ thể, tạo thành chân khí hộ thể. Nhưng đối phương đều là tà ma tam, tứ phẩm, nếu cứ dùng chân khí hóa lỏng biến bừa ra chân khí hộ thể như vậy cũng không cản được những lợi kiếm này. Giáp phù, trên người ta còn có giáp phù. Nhưng giáp phù được cất trong túi thu nhỏ một tấc, muốn lấy ra rồi kích hoạt lại giáp phù cũng cần thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui. Xem ra kế sách duy nhất có thể thực hiện được ngay bây giờ là dùng cương thủ và bảo đao bá toái bảo vệ chỗ trọng yếu trên thân thể, cố gắng ăn mười mấy kiếm này. Những bộ phận khác bị chút thương tổn cũng không sao, chỉ cần không chết là được. Có Lệ Chi tiên tử và Diệt Phượng tiền bối ở bên cạnh, bọn họ nhất định sẽ phản ứng kịp thời, bảo vệ mạng nhỏ của hắn. Không ngờ chỉ quay phim thôi mà cũng gặp phải họa sát thân. Trái đất nguy hiểm quá đi mất. Hào quang chói mắt phát ra từ đạo bào chỉ có thể ảnh hưởng đến đám tà ma cửu u trong chốc lát. Sau khi chúng nó khôi phục thị giác đã thấy Tống Thư Hàng bày ra tư thế kỳ quái nằm trên đất, trên người còn bị rất nhiều lợi kiếm đâm xuyên, cả người toàn là máu. Lại giả chết nữa sao? Tà ma cửu u đã chết lặng với chuyện như thế này rồi. Ô, chờ một chút, trên người tên tu sĩ nhân loại đang giả chết này không có hộ thuẫn trong suốt kìa. Hai mắt tà ma cửu u sáng rực lên. Mặc dù không biết tại sao trên người tên tu sĩ nhân loại này lại không có hộ thuẫn, nhưng lợi kiếm trong tay chúng nó cũng không hề khách khí, nắm chắc thời cơ, không chút do dự đâm về phía Tống Thư Hàng. Lợi kiếm cách Tống Thư Hàng ngày càng gần, Tống Thư Hàng kích hoạt thiên phú nhãn khiếu của mình. Nhờ vào thiên phú nhãn khiếu, hắn có thể thấy rõ các góc độ đam kiếm của đám tà ma. Trong lòng hắn lập tức tính toán vị trí đâm vào của những lợi kiếm này, tính toán tốt những vị trí trọng yếu. Sau đó, hắn dùng cương thủ và bảo đao bá toái bảo vệ những chỗ trọng yếu trên cơ thể. Ngay lúc này, trong đầu Tống Thư Hàng đột nhiên hiện lên một ý tưởng, hắn rất muốn chạy đi học mấy loại võ công như kim trung cháo hoặc là thiết bố sam. Keng 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 keng. Lợi kiếm của đám tà ma đã đâm tới. Tống Thư Hàng cắn răng chuẩn bị đón nhận đau đớn, nhưng bất ngờ là hắn lại không hề cảm thấy gì hết. Nhìn lại mới hay, trên người hắn lúc này có thêm một tầng hộ giáp sáng chói. Là sức mạnh của giáp phù. Thông nương, cảm ơn cô nhé. Tống Thư Hàng lập tức hiểu rõ. Hừ, nếu ngươi thật lòng cảm ơn ta thì hãy trả tự do cho ta đi. Trong ngực truyền ra tiếng hừ yêu kiều của thông nương, thì ra ngay lúc nguy nan, thông nương đã thay Tống Thư Hàng kích hoạt giáp phù cất trong túi thu nhỏ một tấc. Sức mạnh của giáp phù bao phủ Tống Thư Hàng, đỡ được lợi kiếm của đám tà ma. Nhưng giáp phù chỉ có lực phòng ngự ở cấp bậc tứ phẩm, thời gian chống đỡ không dài lắm. Tống Thư Hàng không chút do dự há miệng, giống lên sư tử hống đã được chuẩn bị từ trước. Sư tử hống phóng ra sóng âm như sấm sét cuồn cuồn, đồng thời hợp với năng lực huyễn âm đến từ thiên phú khẩu khiếu của Tống Thư Hàng. Đám tà ma đang tấn công về phía hắn đều bị chấn động đến sững sốt trong chốc lát. Nhưng chỉ chốc lát ấy cũng đã đủ để Thư Hàng lật thế cờ rồi. Tống Thư Hàng nhảy lên khỏi mặt đất. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công toàn lực vận chuyển. Hỏa diễm đao. Tống Thư Hàng xoay cổ tay kích phát hỏa diễm đao, cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên xoay tròn. Hỏa diễm đao cũng xoay tròn theo thân thể hắn, hình thành một vòng lửa,
sau đó hỏa diễm đao khí cắn nuốt toàn bộ tà ma bao vây Tống Thư Hàng. Cao Thăng sư huynh bị 13 thanh lợi kiếm đâm xuyên cơ thể nhưng vẫn cầm đao mà đứng vô cùng ngông cuồng. Đạo diễn Jacob ở phía nhíu mày nói. Bảo Tống tiên sinh ngưng làm màu, mau ngã xuống đất chết đi cho rồi, đừng có sống lại nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.